minh thế nhân cau mày nói cái gì hắn còn sống thích phu nhân trầm mặc minh thế nhân nói ra ta hiện tại nói cho ngươi ta cùng mạnh phủ không có quan hệ có sống hay không đều không quan hệ với ta đừng có lại đến phiền ta nói xong quay người rời đi triệu dục vốn muốn gọi được hắn lại bị thích phu nhân kéo lại nói ra theo hắn đi thôi cũng là người đáng thương nói cho cùng là ta nhóm thiếu hắn triệu dục muốn nói lại thôi trọng thở dài một tiếng về đến phòng lục châu Trọng tân xác nhận hạ 14 mệnh cách khu vực, cảm giác cũng không tệ lắm. Còn thừa lại hà la ngư mệnh cách chi tâm, lưu tại đằng sau dùng lại dùng, trước mắt vừa tấn thăng 14 mệnh cách, thuộc về nên mệnh cách phía trước kỳ. Lục châu lại nhìn xuống còn thừa thọ mệnh, 6 triệu 191.556, 16.963 năm, đỉnh đầu trừ 14 vạn công đức, không có nghịch chuyển tạp, thọ mệnh không lâu lắm, chân nhân thọ mệnh có thể đạt tới 3 vạn năm. Lục châu còn có 4 cái mệnh cách mỗi cái mệnh cách có thể tăng ba ngàn năm thọ, cùng chân nhân thọ mệnh không sai biệt lắm. Phía trước bởi vì lặp lại lợi dụng mệnh cách chi tâm, hao tổn qua một bộ phận, thêm lên nghịch chuyển cùng với thanh thiền ngọc trợ giúp, hồi một đại sóng huyết. Tổng thể đề tính, cũng không tệ lắm, tử lưu ly cũng đã khôi phục bình thường, liền tại hắn chuẩn bị tiếp tục tu hành thời điểm, phù chỉ truyền đến động tĩnh. Lục Châu lấy ra phù chỉ, hai chỉ xê dịch, phù chỉ bắt đầu cháy rừng rực, hộ pháp thẩm tất cùng Lý Tiểu mặc xuất hiện tại hình ảnh bên trong các chủ, thanh liên tu hành người động thủ, thẩm tất đi thẳng vào vấn đề. Động thủ, mất cân bằng hiện tượng ban đầu, thanh liên tu hành người liền xuất hiện qua, cho đến nay không có hướng kim liên, hồng liên, thậm chí hắc bạch liên tu hành người hạ thủ, thế nào hiện tại động thủ. Thẩm tất nói ra, lý do an toàn, thuộc hạ rút lui kim đình sơn. Thất tiên sinh lưu tại thiên vũ viện thương lượng với tần nại hà này sự tình, có thanh liên tu hành người đi ma thiên các, liên hệ tần nại hà, lục châu nói ra hắn không có sử dụng thần thông quan chắc tư vô nhai. Thẩm tất lợi dụng phù chỉ cùng trận bố, liên lạc với Tần Nại Hà. Tần Nại Hà xuất hiện tại một mảnh rừng cây không trung bên trong, chân trời u ám, bốn phía đều là phi cầm. Thẩm hộ pháp, Tần Nại Hà nhìn đến thẩm tất, thẩm tất chỉ chỉ đối diện nói, các chủ, Tần Nại Hà cái này mới chú ý tới Lục Châu thân ảnh, lúc này không người làm lễ. Lục Châu nói ra, tình huống bây giờ như thế nào? Tần Nại Hà nói ra, đã điều tra rõ ràng xâm lấn ma thiên các là đến từ thanh liên vương thất bên trong người, có thể biết là người nào. Nếu như ta không nhìn lầm, là năm đó cùng mạnh minh thị tại hào sơn nhất chiến thành danh kiếm đạo cao thủ bạch ất tướng quân, tần nại hà nói ra, đáng tiếc ta hiện tại thương thế còn chưa có khỏi hẳn, mệnh cách cũng là vừa vặn khôi phục. Dùng ta 16 mệnh cách thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng cùng đánh một trận, tần nại hà nói ra. Lục Châu gật đầu nói ra, thẩm tất đã rút lui, người cùng thẩm tất ở cùng một chỗ là đủ. Còn có, như là hắn nhóm có dị động tùy thời truyền lại tin tức tuân mệnh tần nại hà khom người còn có hết thảy tự bảo vệ mình ưu tiên đồ vật không có có thể dùng lại tìm lục châu nói ra tần nại hà trong lòng hơi động lại lần nữa khom người vâng hình ảnh tiêu thất ma thiên các, bạch ất tại ma thiên các phía trước đi qua đi lại bốn phía tu hành người cầm trong tay trường mâu đến về bay tán loạn khắp nơi vơ vét ước chừng một khắc đồng hồ qua đi chúng tu hành người tập hợp bẩm tướng quân không có phát hiện khởi bẩm tướng quân cái này một bên cũng không có phát hiện tướng quân hậu sơn cũng không có người bạch ất trao mày hắn hiện tại có châm lửa lửa cháy hận không thể lập tức tìm người giết mang về có thể là một bóng người đều không có đây coi như là cái gì cái này lúc lại một tên tu hành từ này giữa sườn núi lướt đến nói ra khởi bẩm tướng quân sườn núi chỗ phát hiện một hung thú bệ ngạn bạch ất hai mắt tỏa sáng nói ra cùng ta đến chúng tu hành người hướng lấy giữa sườn núi lao đi nhìn đến nằm trên đất bên trên nghỉ ngơi bệ ngạn đám người tán thưởng liên tục quả nhiên là bệ ngạn không nghĩ tới cái này hung thú sẽ xuất hiện tại nhỏ yếu kim liên giới cân bằng pháp tắc không có gạt người thanh liên giới hung thú ít đến thương cảm đều chạy đến cái này một bên hắn nhìn tạm thời không có kia cường đại bạch tướng quân hẳn là có thể dùng cầm xuống thuần phục bạch ất rơi xuống nhìn nhìn bệ ngạn cười nói vận khí không tệ trước cầm xuống hắn ngàn vạn đừng giết nó vâng chúng tu hành người lướt tới cấp tốc đem bệ ngạn vây quanh bệ ngạn bừng tỉnh nộ chừng hai mắt bốn vó đạp mạnh phát ra dung trời gào thét hướng lấy một người trong đó nhảy lên cắn bạch ất tế ra tinh bàn ngăn tại phía trước âm cực lớn tinh bàn như lớp kín không thể phá vỡ tường thành hiện tại bệ ngạn chỗ nào là bạch ất cái này chủng cấp bậc tu hành người đối thủ tinh bàn lực lượng đem nó đụng bay đừng nói là bệ ngạn liền xem như thừa hoàng cũng lại phải trưởng thành thành vì lục ngô dạng kia thú hoàng cấp hung thú, mới có thể đánh với bạch ất một trận. Bạch ất không ngừng đánh ra trường ấn, đánh vào bệ ngạn thân bên trên, bệ ngạn liên tiếp lui về phía sau, quay đầu phi nước đại. Xúc sinh quả là mãnh, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Bệ ngạn bước trên mây bay lượn, bạch ất quay đầu lại nói, các ngươi đi thần đều, ta trước cầm xuống bệ ngạn, vâng, đội ngũ ngăn cách hai bên, bạch ất truy kích bệ ngạn, trên đường đi ý đồ đem hắn đánh rơi. Bệ ngạn một bên gào thét, một bên hướng lấy phương Tây bay đi. Bạch ất tốc độ cũng là kinh người, mỗi khi đuổi theo một lần liền hội một bàn tay rơi xuống, đánh vào bệ ngạn gánh bên trên. Cái này phòng ngự lực kinh người, không kém gì thú vương. Đáng tiếc, người gặp ta bạch ất kiếm tiên, bạch ất tế ra phi kiếm, đạp kiếm mà đi. Đuổi theo bệ ngạn, chính là xuất trưởng đả kích, oanh, bệ ngạn hạ xuống mấy mét, ngao, toàn thân lông đứng thẳng, tốc độ tăng tốc, xúc sinh, lại không dừng lại, ta có thể muốn hạ sát thủ. Bạch ất quá muốn được đến bệ ngạn hung thú như vậy, nếu là có thể đem hắn hàng phục, dù là sau này không sanh trở lại liên, hảo hảo dưỡng lấy cái này bệ ngạn, ngày sau thành tựu sẽ không thấp hơn chân nhân. Bệ ngạn tiếp tục cuồng bay, trưởng ấn cũng tại lúc này rơi xuống, phanh phanh phanh, phanh bệ ngạn bị đau hạ xuống, thân bên trên chảy ra tiên huyết, nhưng là y nguyên kiên cường, tiếp tục hướng phía trước bay lượn. Dự châu, lương châu, ích châu, tan địa có không ít tu hành người nhìn thấy màn này, lộ ra vẻ kinh ngạc, lại không một người dám ngăn trở. Mất cân bằng hiện tượng nghiêm trọng, hung thú nhiều như vậy, tất cả mọi người tưởng lầm là có đại tu hành giả bắt giữ hung thú, thuộc về bình thường hiện tượng. Cho đến bay lượn đến lạch trời thời điểm, bạch ất biết không thể tiếp tục sâu truy, đành phải tế ra kiếm cương, nói ra, không chiếm được, cái kia tốt hủy diệt ngươi. Lít nha lít nhít kiếm cương hình thành một đường, hướng lấy bệ ngạn yếu hại lao đi. Mắt thấy liền muốn mệnh bên trong, một đạo thanh sắc tinh bàn xuất hiện tại bệ ngạn trước mặt, phanh 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 đem kiếm cương toàn bộ làn đi. Ừm, bạch ất nghi hoặc nhìn lấy tinh bàn phía sau chủ nhân, người là ai? Tần nại hà, tần nại hà mặt mang ý cười tự giới thiệu mình. Tần ra người tự do, bạch ất nghe nói qua nhân vật này, nhưng chưa từng thấy qua, không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện tại ở đây. Chắc hẳn các hạ liền là danh chấn thanh liên thiên hạ bạch ất tướng quân. Tần nại hà nói ra, hư danh mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Bạch Ất nhìn đến bệ ngạn đã chìm vào sơn lâm biến mất không thấy gì nữa, tâm tình giận dữ, người tốt nhất tránh ra, tần chân nhân không bảo vệ được ngươi. Tần nại hà lắc đầu nói, uốn nắn ngươi một lần, tần mộ hiện tại thân phận là. Ma thiên các, người tự do, bạch ất liền giật mình hạ, liền theo sau cười nói, nhìn đến tần gia truyền ngôn là thật, tần thiếu chủ chết rồi, tần gia đại trưởng lão chết rồi, tự do chạy. Tần chân nhân lòng giả rộng rãi, lấy Mỹ danh đại nghĩa diệt thân, thật là rất là buồn cười. Tần nại hà nói ra, cho nên, người nghĩ cùng ma thiên các là địch. Cái này phải hỏi người nhóm các chủ, bất quá, hắn hiện tại xa tại thanh liên, không đổi kịp tới, bạch ất nói ra, liền tinh hắn qua đến, ta lập tức đi chính là. Đường đường bạch đại tướng quân, vẻ mặt dày như vậy. Tốt, bệnh ngạn đã chạy thoát, ta cũng nên đi. Tần nại hà quay người nhất truyền, đại thần thông thuật thi triển, hóa thành một đạo lưu tinh tiêu thất tại xa không. Bạch ất, hắn sững sờ một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, cả giận nói, tốt một cái tần ra người tự do. Cùng lúc đó, Lục Châu tiếp đến Tần Nại Hà tin tức, trong thư nói, vệ ngạn đã an toàn. Hắn mới đem tập thể truyền tống Ngọc Phù cất vào trong tay áo, đứng lên, phất tay áo nói, tất cả mọi người tập hợp. Triệu phủ tuy lớn, nhưng ở tu hành người mắt bên trong, nhỏ đến thương cảm. Không bao lâu, ma thiên các đám người hội tụ tại viện lạc bên trong. Lục Châu đi ra, nói ra, thông chi Tần Nhân Việt, Phạm Trọng, Lão Phu mời hắn nhóm Hàm Dương Thành làm khách. Vâng, chuyện này giao cho ta, ta đối với nơi này quen thuộc, khổng văn bốn huynh đệ thần thái sáng láng. Lục Châu lại nói, Lão Tam, đồ nhi tại, ngươi về một chuyến chỗ bí ẩn, cùng Lục Ngô về một chuyến ma thiên các, Lục Châu tiện tay vung ra tập thể truyền tống ngọc phù, cầm này vật trở về. Sư phụ, này vật quá quý giá, cái này dùng, có phải là lãng phí rồi? Đoan Mộc Sinh nghi ngờ nói, không sao, vì sư hội tại thanh liên lại tìm một ít. Ma thiên các tôn nghiêm không dùng trà đạp, đi thôi, Lục Châu nói vốn là hắn dự định đem này vật dùng tại trên lưỡi đao, nhưng hiện tại xem ra, thời gian quá đuổi. Như là hắn tự mình trở về ma thiên các, liền phải triển chuyển hai lần phù văn thông đạo, thanh niên cùng bạch tháp lưu tại chỗ bí ẩn phù văn thông đạo tuyệt không đả thông, giữa hai bên khoảng cách, cũng cần phi hành nửa tháng, đến không kịp. Trở về thanh liên lại là nửa tháng, cái này thời gian dài độ, rau cúp vàng đều lạnh. Biện pháp tốt nhất liền là để đoan mộc sinh cùng lục ngô trở về. Đồ nhi cần tuân sư mệnh, đoan mộc sinh tiếp lấy tập thể truyền tống ngọc phù hướng lấy phía nam phù văn thông đạo bay đi những người khác theo lão phu đi một chuyến hoàng cung vâng ps sau cùng một chương gần ba k tranh thủ lại dài hơn mặt khác rất nhanh liền hội mở thái hư thiên thái hư thiên sẽ là bản thư hạch tâm nội dung đại viên trọng yếu cũng hội thể hiện ra đến hết thảy trở về ban đầu cầu nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử duy trì tạ ơn triệu dục nghe nói lão tiên sinh muốn đi hoàng cung vốn là còn chút kinh ngạc nghĩ lại cũng cơ bản không sai biệt lắm, hắn cũng rất thản nhiên. Vì tránh hiểm nghi, triệu dục không có nhúng tay này sự tình. Ma thiên các đám người cũng biết loại sự tình này, không thích hợp dây dưa hắn nhóm phụ tử, liền không có cưỡng cầu. Dùng lục châu đứng đầu, tổng cộng 12 người, cộng thêm bạch trạch, cùng kỳ, một cùng lướt lên hàm dương thành bầu trời, hướng lấy hoàng cung bay đi, cân bằng pháp tắc nói, thế gian tất cả lực lượng, đều hẳn là tận lực cân bằng, nhân loại, hung thú, tài nguyên, tài bảo, hết thảy tất cả đều hẳn là tương đối cân bằng, nếu như không có, xin tận lực duy trì cân bằng, tiêu trừ không cân bằng nhân tố, như là còn không có, vậy liền chuẩn bị tốt ứng đối tai nạn. Mặc thanh cùng ngọc thanh hung thú không nhiều, trời cao biển rộng, không thiếu khuyết tài nguyên, duy độc hung thú không nhiều. Muốn duy trì cân bằng, hung thú liền đều đi đối diện. Không có người biết vì sao lại cái này dạng, giống như không có người biết thiên địa ràng buộc căn bản. Vô số tiên hiền cùng đại năng chết tại thăm dò con đường bên trên, nhưng mà y nguyên hội có càng nhiều thám hiểm giả, che giả mang mọc, giải đáp câu đố. Hàm Dương dân chúng trong thành cùng tu hành đám người nhìn đến bay thấp xẹt qua tu hành người, hoặc kinh ngạc, hoặc khó hiểu, hoặc quát mắng. Trong thành, thường thường không thể dùng tùy ý phi hành, trong thành chỉ có quan gia có tư cách phi hành, bách tính chỉ có thể đốt đèn sờ soạng. Lướt qua đường đi, một ít gan lớn hiếu kỳ tu hành người bay lên nóc nhà, lầu cắt, không ngừng nhìn quanh. Bay đến cái thứ hai đường đi, Lục Châu chậm lại tốc độ cảm giác bốn phía biến hóa. Đại viêm thần đều như vậy địa phương, có thể dùng có thập tuyệt trận cái này dạng đỉnh cấp trận pháp, hàm dương thành khả năng cũng có. Cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền, đây không phải là khổng văn sao, phía dưới có người nhận ra khổng văn bốn huynh đệ, hình như là, lá gan thật lớn, dám tại hàm dương bầu trời phi hành, không sợ bị bắt rồi. Chân trần không sợ mang giày, nghe nói khổng văn trước đây ít năm vì trả nợ, giao mấy cái bằng hữu, mỗi ngày đi chỗ bí ẩn bán mạng, cũng là người đáng thương, Minh Thế Nhân chỉ chỉ phía dưới mấy cái người nói ra, khổng văn, hắn nhóm tại nói ngươi, đừng để ý đến bọn hắn, trước đây quen biết mấy cái lưu manh, khổng văn không muốn theo cái này đám người tính toán. Nói cho cùng hiện tại thân phận không giống, khổng văn, còn nhớ ta không, là ta, phía dưới kia người không ngừng phất tay chào hỏi, không nhìn nhân ra căn bản không để ý tới ngươi, còn là ít bấu víu quan hệ, hắn nhóm cái này rêu rao, làm không tốt còn sẽ liên lụy ngươi. Người bên cạnh nhắc nhở, nói cũng đúng, một hồi đội tuần tra liền là đến bắt bọn họ. Quả nhiên, từ Hoàng Thành phương hướng lướt đến nhất chi ước chừng hơn 10 người đội tuần tra, cái cái cầm trong tay trường mâu, thân mang nặng nề khôi giáp. Thành bên trong tu hành người căn cứ xem náo nhiệt tâm thái, chỉ chỉ đội tuần tra, đến. Uống rượu tiếp tục uống rượu, nghe hát tiếp tục nghe hát, đối với đội tuần tra bắt người, đã không cảm thấy kinh ngạc, thường thường bị bắt hậu quả đều khó coi. Cái gì người lớn mật như thế? Đội tuần tra thanh âm hùng hậu có lực, chấn nhiếp tứ phương chúng tu hành người nhìn sang, Lục Châu đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn lấy kia đội tuần tra. Ngu Thượng Nhung nói ra, không nhọc sư phụ động thủ, loại chuyện nhỏ nhặt này, giao cho ta chính là. Lục Châu gật gật đầu, Ngu Thượng Nhung chính muốn chuẩn bị xuất thủ, bầu trời xa xăm truyền đến kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, thanh phong gào thét, xen lẫn kéo kẹt âm thanh, lệnh người rất khó không quay đầu nhìn một chút. Tần chân nhân cùng 49 kiếm, phi liễn một thân đỏ sậm, như tàu thủy tung bay, 49 kiếm thành thất tinh phương vị, một phương bảy người, ngựa kiếm hộ liễn. Đô thành đội tuần tra nhìn đến phi liễn lái tới, cái eo đứng được lần thẳng, thái độ cùng ánh mắt đến 180 độ cua quẹo, thấp giọng nói, chuẩn bị nghênh đón. Minh Thế Nhân nói ra, ui ui ui, cái này làm không tốt a. À? Đội tuần tra đội trưởng nhìn hắn một cái nói ra, một hồi lại thu thập các ngươi. Ngươi xác định ngươi không phải mắt chó coi thường người khác. Minh Thế Nhân mỉa mai cười nói, tuần tra đội trưởng nộ chừng hắn một mắt, vốn định nổi giận, nhưng mà gặp phi liễn đã đến trước mặt, nhịn xuống, mang lấy các huynh đệ khác nhóm bay đi, khom người nghênh đón, không biết tần chân nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón. 49 kiếm siêu siêu siêu, bay lượn tập hợp tại phi liễn phía trước. 49 kiếm một trong nguyên lang không để ý đến đội tuần tra, ánh mắt rơi tại cách đó không xa lục châu bọn người trên thân, lộ đi ngoài kính chi sắc. Tần nhân Việt hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại 49 kiếm phía trước. Đội tuần tra đội trưởng kích động không thôi, liền Minh đón, nói: "Bái kiến." Tần Chân Nhân, Tần Nhân Việt nhíu mày nhìn lướt qua, cái này đột nhiên từ nơi nào xuất hiện đội tuần tra. Nguyên Lang quát lớn: "Đừng cản đường, đội tuần tra tập thể, một cỗ cường đại lực lượng đem hắn nhóm triển khai." Tần Nhân Việt xuất 49 kiếm hướng lấy Lục Châu các loại người bay đi, đến trước mặt, Ôm Quyền nói: "Lục huynh, một ngày không gặp như là 3 năm." Tiếp đến Lục huynh mời, ta liền chạy tới đầu tiên, không có trễ a. À. Lục Châu gật gật đầu, nói ra: "Vừa tốt." tần nhân việt cười nói không biết rõ phía trước lễ vật lục huynh còn hài lòng hay không lục châu nói lão phu lão phu thu xuống lục huynh thích liền tốt thấy hai người trò chuyện vui vẻ tuần tra nhiều người người ngay tại chỗ mộng bức gây ra như phỗng không biết rõ nói cái gì tần nhân việt lại nói không biết lục huynh đi hoàng cung cần làm chuyện gì có chút sự tình cần thiết lão phu cùng tần đế trước mặt giải quyết ngươi là chân nhân liền từ ngươi làm chứng lục châu nói ra Tần nhân Việt gật đầu nói, vinh hạnh cực kỳ. Đội tuần tra đội trưởng tiếp tục mộng bức, bên cạnh huynh đệ kéo góc áo của hắn, nói, đội trưởng, còn có bắt hay không? Đội trưởng quay đầu nộ chừng một mắt, người là mắt ngu còn là tai điếc. Đến mức những kia đám khán giả càng là nghi hoặc khó hiểu, suy đoán lần lượt. Kia người đến cùng là lai lịch gì? Khổng Văn là ta a, có thể cùng Tần chân nhân đáp lời cười cười nói nói, Khổng Văn cái này là lên như diều gặp gió a khổng văn bốn huynh đệ không có để ý đến bọn họ. Phía dưới kia người tiếp tục vất tay, khá lắm, khổng văn, người không nhớ rõ chúng ta cùng một chỗ trộm màn thầu sự tinh rồi. Vu Chính Hải nghe đến chán, nói, khổng văn người biết hắn nhóm. Khổng văn nói, không nhận thức, kia tuần tra đội trưởng con người đảo một vòng, vung tay lên, hướng xuống lao xuống mà đi, đem cái này mấy cái thông tin đồn nhảm, bắt về. Vâng, Lục Châu sao lại lãng phí thời gian tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên, vì vậy nói, đi, đám người tiếp tục hướng lấy hoàng thành phương hướng lao đi. Đội tuần tra tự nhiên không dám lại hỏi, ngược lại bắt không ít vẫn thanh cùng chỉ bậy. Tần nhân Việt cùng 49 kiếm không có tại phi liễn, mà là cùng lục châu một cùng bay lượn, đến hoàng thành trước. Trên hoàng thành xuất hiện đông đảo đại nội cao thủ, thị vệ, cấm quân, lít nha lít nhít, như châu chấu đồng dạng, vận sức chờ phát động. Tần nhân Việt nhìn thoáng qua, dưới tình huống bình thường, bốn vị chân nhân cùng tần đế giao hảo không nhiều, nhưng mà cũng không phải chưa thấy qua mỗi lần tới gặp đều là sớm đánh tốt gọi hô còn hội tách ra ngoại giới tu hành người cùng bách tính giữ bí mật tính rất cao không sẽ dẫn tới mâu thuẫn như vậy nhìn đến nhiều như vậy người ngăn lại đường đi như lâm đại địch tần nhân việt liền biết không phải là chuyện gì tốt bất quá đã đến kia liền muốn kiên định đi xuống tần nhân việt nhìn đến tường thành đường vân theo thứ tự sáng lên thế là cất cao giọng nói ta cùng lục huynh muốn gặp tần đế nhanh đi thông báo thanh âm kia giống như đại dương mênh mông lăn lộn hướng lấy chúng đại nội cao thủ nhấc lên tới mọi người lui lại mấy bước cái này lúc đại nội cao thủ hậu phương truyền đến bén nhọn thanh âm bệ hạ có lệnh cho mời hai người vào cùng yết kiến đám người tự động tránh ra một lối lục châu cùng tần nhân việt xuất Trung hướng lấy trên hoàng thành lao đi vừa muốn đạp lên hoàng thành hắn ngừng lại quay đầu lại nói phạm trọng còn không có xuất hiện khổng văn nói ra ta đã thông chi phạm chân nhân cũng nhanh thôi tần nhân việt xem thường nói phạm trọng cái này người mượn gió bẻ măng lá gan cực nhỏ có thể không dám tới không cần phải để ý đến hắn lục châu bay vào thiếu một cái chân nhân cũng không phải việc ghê gớm gì mọi người thấy nơi xa lơ lửng giữa không trung một thân hắc sắc trường bảo thái giám mặt mang tiếu dung cung kính mà đứng cao tần nhân việt nhận ra được cao mỉm cười nói không nghĩ tới tần chân nhân còn có thể nhận ra ta ta thật là rất cao hứng tần đế người đâu tần nhân việt nói ra bệ hạ tại u huyền điện bế quan tĩnh dưỡng ta dẫn đường hai vị mời cao vừa cười vừa nói u huyền điện tần nhân việt dừng bước cười nói ra nghe nói u huyền điện có quy khư trận thủ hộ tần đế thân vì nhất quốc tri quân không nên cùng văn võ bá quan ở cùng một chỗ xử lý quốc sự cao nói ra cái này phải hỏi lục các chủ bệ hạ thân thể không tốt cần thiết dựa vào quy khư trận dưỡng thương hai vị như là không tiện có thể tại điện bên ngoài chờ đợi quy khư, lục châu liệu đến hội có đặc thù trận pháp, mà hắn thiên tướng lực lượng, vừa tốt không sợ các loại kỳ trận. Tần nhân Việt nói ra, cái gọi là quy khư, tức cuối cùng trốn trở về, có lấy phản pháp quy chân năng lực, vừa vào này trận, sinh tử khó liệu. Cho dù là chân nhân, cũng không dám khinh thường, mình thế nhân nói, có lợi hại như vậy. Không có thử qua, không biết rõ cụ thể năng lực, tần nhân Việt nói ra. Đám người nhìn về phía lục châu, chờ đợi hắn quyết định, hắn nói tại bên ngoài chờ, vậy thì chờ, nói đi vào kia liền đi vào. Cái này chủng chuyện không có nắm chắc, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục Châu nói ra, dẫn đường, Cao liền giật mình, ngẩng đầu, tỉ mỉ dò xét Lục Châu một mắt, cũng không có chỗ kỳ lạ, cũng không có chân nhân đặc chất, là như thế nào đánh bại bê hả? Bất quá, chân nhân bất lộ tướng, nước biển không thể đo được, còn là ít trông mặt mà bắt hình rong tốt. Hắn cười nói, các vị, mời, đám người theo Cao, hướng lấy Hoàng Cung Tây Bắc phương hướng lao đi hoàng cung rất lớn lớn đến khó có thể tưởng tượng nghe nói tần đế ngay cả mình phần mộ cũng đã chế tạo tốt hao người tốn của chiếm diện tích rộng lớn từng bởi vì kiến trúc lang mộ sự tình bị thiên hạ lê dân bách tính lên án nại hà không người có thể dung chuyển đại sơn càng có hàng ngàn hàng vạn phiền khổ đại chúng từng quỳ gối tứ đại chân nhân chân núi quỷ bái để cầu chân nhân có thể ra mặt can thiệp cũng đích xác có chân nhân cùng tần đế đã giao thiệp nhưng mà cũng giới hạn tại đàm phán cũng không có phía sau cải thiện tại tu hành giới tần đế tu vi thần bí khó lường bốn vị chân nhân không biết gốc rễ cùng cũng không nghĩ tiếp quản thiên hạ cái này một cái cục diện dối rắm chuyên tâm tu hành là đủ tại lão bách tính mắt bên trong tần đế có thể dùng bạo quân hai chữ hình dung phía trước liền là u huyền điện chư vị có thể phải suy nghĩ kỹ cao dừng bước nhắc nhở nói nhảm nhiều quá minh thế nhân nói một câu cao nhìn lướt qua minh thế nhân cũng không tức giận quay người tiếp tục dẫn đường cũng không biết rõ vì sao, mình thế nhân rất phản cảm những thứ kia, hết thảy đồ vật, nhìn lấy liền đặc biệt phiên. U huyền điện trước, phi thường yên tĩnh, không có một người xuất hiện. Cao rơi xuống, những người khác theo rơi tại U minh điện trước. Bệ hạ, người đã đưa đến, biết rõ, bên trong truyền đến tần đế thanh âm. Tiếp theo hư ảnh lóe lên, tần đế thân mang kim quang lóng lánh long bào, xuất hiện tại đại điện phía trước, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đám người, nói, ban thưởng ghế ngồi, u huyền điện bốn phương tám hướng đại nội thị vệ cấp tốc lướt đến, tại điện trước bố trí cái bàn, nước trà. Liền hắn lòng ỉ đều trở tới, bốn vị đái đào thị vệ, rơi tại điện trước, bên trái hai người, bên phải hai người. Lục châu sắc mặt như thường, nhìn thoáng qua tần đế sau lưng lòng ỉ, bị hắn diệt năm cái mệnh cách, còn có thể điềm nhiên như không có việc gì, có thể thật là có thể chứ. Hắn không tin tần đế khi nhìn đến chính mình thời điểm, một điểm ba động đều không có. Quả thật, Tần đế khi nhìn đến lục châu thời điểm, sắc mặt có chút không được tự nhiên, nhưng mà cuối cùng vẫn là bị ức chế xuống dưới, khôi phục bình thường, có nhất quốc chi quân đế vương khí thế. Hắn nhìn đến tần nhân Việt cùng 49 kiếm cũng ở tại chỗ thời điểm, nghi ngờ nói, tần chân nhân. Tần nhân Việt cười nói, lục huynh mời ta tới làm cái chứng kiến, ta sao lại không tới. Chỉ mong hai vị có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, tất cả đều vui vẻ. Mà không phải đao kiếm đối mặt, tần chân nhân, người không nên đến ở đây, tần đế đạm nhiên phất tay áo ngồi xuống lục châu lắc đầu nói ra chuyện cho tới bây giờ còn tại u mê không tỉnh trẫm không có không tỉnh không tỉnh chính là ngươi tần đế cất cao giọng nói lão phu đã có thể cầm ngươi năm mệnh cách liền có thể lại cầm ngươi năm mệnh cách lục châu hai mắt có thần nhìn chằm chằm tần đế nói tần đế khẽ giật mình thả tại trên lan can bàn tay động một lần tần nhân việt nghe đến cái này lời nói lộ ra vẻ kinh ngạc nói ra năm mệnh cách Tần Đế nói ra, "Chấm đi triều phủ, vốn định quen biết một phen." Động thủ thuần túy là nghĩ muốn thăm dò, có thể ngươi không có lĩnh hội chấm ý tứ, nhất định phải cùng chấm khó qua. Ngươi cho rằng chấm, không có năm mệnh cách, liền không làm gì được ngươi." Tần Nhân Việt nói, "Tần Đế bệ hạ làm sao đến mức như này tức giận? Có lời gì không thể hảo hảo ngồi xuống nói, nhất định phải tuyển trạch động thủ." Hắn đi tới nơi này, không chỉ có là muốn mượn sức quan hệ, đồng thời cũng là nghĩ làm một hồi người hòa dài. Tần chân nhân, ở đây không có chuyện của ngươi, người tốt nhất rời đi. Chỉ mong ngươi bị giáng cấp về sau, còn có thể giống chậm tốt dễ nói chuyện, tần đế nói. Tần nhân Việt lấy làm kinh hãi, quay đầu lại nói, lục huynh, người cái này. Hạ thủ có phải là quá ác rồi, lục châu không nói gì, mà là bắt đầu chuẩn bị tùy thời đem lại ra siêu đẳng hàng cách tạp. Chân nhân cấp bậc chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể sơ xuất. Tần nhân Việt lại nói, hàng cấp, còn có thể khôi phục theo ta thấy, chuyện này, đại gia bắt tay giảng hòa, thế nào? Cho ta một bộ mặt, chân nhân nói chuyện, ấn lý thuyết là hẳn là nể tình. Tần đế mệnh cách như là khôi phục, chuyện gì cũng dễ nói, nhưng mà trên thực tế, tuyệt không khôi phục. Hắn tại ẩn nhẫn, tại áp chế, tần đế không có phản ứng tần nhân Việt, mà là nhìn lấy lục châu nói ra, chấm không nghĩ tới, người thật dám tới. Đã nhiều năm như vậy, liền xem như bốn vị chân nhân đích thân tới cũng không dám cùng chấm rằng co, Tần Nhân Việt lần nữa nói, người tốt nhất đừng có dùng quy khư trận. Cái này đối đại gia đều không tốt. Tần Đế quay đầu nhìn thoáng qua Tần Nhân Việt, nói ra, Tần chân Nhân, chấm có đầy đủ thủ đoạn lấy người mệnh. trẫm không có làm, là hy vọng người có thể kiềm chế cái khác chân Nhân. Người có thể không muốn không biết tốt xấu. Tần Nhân Việt, cái này mới mấy câu, không khí liền có chút dương cung bạt kiếm. Lục Châu lắc đầu, nói ra, có lẽ để cho người lại hàng năm mệnh cách. Mới có thể hiểu người đối mặt là người nào, bày ra tự thân vị trí. Trong lòng bàn tay xuất hiện siêu đẳng hàng cách tạp, kim liên nguy cơ còn không có giải trừ, thực tại không có công phu tại tần đế thân bên trên lãng phí quá nhiều thời gian. Cái này lúc, tần đế vỗ xuống tay, u huyền điện bầu trời bốn cái phương vị xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Người nào dám đối bệ hạ bất kính, bốn đạo thân ảnh như ẩn như hiện, lại vừa hiện thân, rơi tại đại điện trước, bốn người đứng sóng vai, đều là lão giả tóc trắng tóc mai điểm bạc, sợi dâu hẹp dài. Ly Sơn Tứ Lão, Tần Nhân Việt cao mày nói, Tần Nhân Việt, bốn vị lão giả đồng thời từ u huyền điện phía trên, lơ lửng bay tới, tiên phong đạo cốt, khí thế tự nhiên mà thành. Tần Nhân Việt cười nói, không nghĩ tới Ly Sơn Tứ Lão còn khỏe mạnh. Khổng văn đến Lục Châu bên người thì thầm thì thầm vài tiếng, nghe đến Lục Châu nhíu mày. Nguyên lai like Ly Sơn Tứ Lão, là tu hành giới thành danh đã lâu đại năng tu hành người, sớm có tin đồn, hắn nhóm vì đột phá chân nhân cảnh giới đi địa phương khác cũng có truyền ngôn hắn nhóm bị cân bằng người trừ rơi hắn nhóm rất đều sớm đạt đến thập thất mệnh cách đến mức có đột phá hay không chân nhân không có người biết tần đế đứng dậy hướng lấy bốn vị lão giả nói bốn vị lão tiên sinh mời đám người nhìn đến kinh ngạc có thể để cho tần nến bỏ lòng kiêu ngạo nói ra mời điều vị này cùng tu vi lại sao lại thấp tần nhân việt là chân thật chân nhân đều không có đãi ngộ này tần nhân việt hỏi Bốn vị lão tiên sinh đã thành chân nhân. Ly Sơn bốn lão thôi minh rộng rãi, lạnh nhạt nói, phải, cũng không phải. Ưng, ừ, nghe đến đám người không hiểu ra sao?" Tần Đế nói ra, trẫm vốn không muốn mời bốn vị lão tiên sinh xuất sơn. Quả thật bất đắc dĩ, Ly Sơn tứ lão lại nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nguyên do, bốn người ánh mắt có thần, đồng thời nhìn về phía Lục Châu, là người đã thương Tần Đế bệ hạ. "Thôi minh rộng rãi nghi ngờ nói, Lục Châu trong tay siêu đẳng hàng cách tạp, giống như không có thơm như vậy." tứ đại thị vệ, thái giám tổng quản cao, ly sơn tứ lão, cộng thêm tu vi không rõ tần đế. Khó trách hắn bị tước đoạt năm cái mệnh cách, còn có thể có lực lượng. Lục Châu khẽ nhíu mày, tần đế thủ đoạn so hắn tưởng tượng phải nhiều một ít. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ly sơn tứ lão, nói ra, lão phu cho ngươi nhóm bốn người một cái lời khuyên. Thôi mình quảng ngược lại là không có gấp gáp động thủ mà chỉ nói, nói, tốt nhất đừng nhúng tay lão phu cùng tần đế ở giữa sự tình, lục châu nghiêm túc nói. Thôi Minh Quảng cười ha ha vài tiếng, một bên vuốt râu một bên nói ra, ngươi cảm thấy Ly Sơn Tứ Lão hội tiếp nhận ngươi lời khuyên sao? Ly Sơn Tứ Lão tại tu hành giới tu hành tuế nguyệt chi lâu dài, viễn siêu tại chỗ tất cả mọi người, ai cũng có sở trường riêng. Khổng Văn thấp giọng nói, cái này nói chuyện là Ly Sơn Tứ Lão đứng đầu Thôi Minh Quảng, thứ chi quý thực, đường tử bình, chu trùng thuật. Ta chỉ ở trên sách nhìn đến qua hắn nhóm truyền kỳ. Hắn nhóm đều là đại cầm có tên ẩn thế cao thủ, làm người có đức độ, đều là nhất đẳng đạo gia góp lại người, ta là thật không nghĩ tới, hắn nhóm thế mà còn sống. Minh Thế Nhân xem thường, khá có chút châm chọc nói, có đức độ. Không phải là thành tần đế chó săn, hắn cố ý đem chó săn hai chữ cắn đến khá nặng, rõ ràng truyền vào Ly Sơn Tứ lão tai bên trong, Ly Sơn Tứ lão người thế nào? Thôi minh quảng quát lớn, hoàng khẩu tiểu nhi, hồ ngôn loạn ngữ, ta liền trước cầm ngươi khai đao. Tần đế nhìn về phía Minh Thế Nhân, con mắt bên trong hiện ra dị sắc giơ tay lên nói không cần thiết cùng hắn bình thường tính toán thôi minh quảng quay đầu lại nói tần đế bệ hạ ta nhóm ly sơn tứ lão chỉ cần giải quyết phiền toái trước mắt từ nay về sau có thể là các không thiếu nợ nhau tần đế lộ ra cười nhạt là một cái thủ hiệu mời ly sơn tứ lão được đến khẳng định trả lời chắc chắn bốn người nhìn nhau một cái di động xuống dưới rơi tại u huyền điện trước mặt đất bằng phẳng bên trên cùng lục châu các loại người bảo trì ngang hàng bốn người đồng thời hướng về phía trước nhiều người nhìn như vậy cũng không thể quay đầu liền chạy a à. phía trước đùa lớn như vậy nhiều ít đều có điểm át chủ bài lần này là thật không có bài tẩy gì muốn thế nào ứng đối chúng đổ đệ cùng những người khác ngược lại là tràn đầy tự tin từng cái ánh mắt nhìn lấy ly sơn tứ lão liền giống là nhìn bốn cái cực kỳ đuôi ngủ nhược trí giống như muốn lật xe lục châu biểu tình như thường nhìn lấy bốn vị lão giả lắc đầu nói không hối hận thôi minh quảng nói ra là thời điểm để ly sơn tứ lão danh tự trọng tân trở lại thanh niên tu hành giới, thủ quyết bắt đầu chuyển động. Đạo môn, đại trùng hư bảo ấn, thứ chi quý thực thủ thế theo biến ảo, cái này là độc toàn ấn. Đường tử bình cùng chu trùng thuật một cùng vung lên thủ thế, ngoại viên huyền ấn cùng nhật nguyệt ấn. Bốn ấn tề khai, vù vù rung động, xanh quang nở rộ. Đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn, ma thiên các đệ tử đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, cái này không phải sư phụ thường xuyên dùng một loại thủ đoạn. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy li sơn tứ lão đồng thời đánh ra bốn đạo trưởng ấn từ bốn cái phương hướng khác nhau đánh tới ma thiên các đám người lui lại thôi minh quảng trầm giọng nói người tướng mạo tuổi không lớn lắm lại dùng lão phu tự xưng li sơn tứ lão liền để cho ngươi nhìn một chút giếng bên ngoài thiên địa. tần nhân việt cũng không lo lắng lục châu hội thất bại nhưng mà gặp kia trưởng ấn phi thường kỳ lạ nhắc nhở biến dị cửu tự chân ngôn trưởng ấn chấm than ngoặc kép lục châu không có sơ xuất tay phải vừa nhấc đứng trước người đại vô hủy ấn, cao tới mấy trượng kim quang trưởng ấn bám vào thiên tướng lực lượng, đương tại phía trước. Phía trước đều là hắn dùng đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn đi đánh người khác, hiện nay đến phiên người khác dùng cái này gọi đối phó chính mình. Đại trùng hư bảo ấn dẫn đầu va chạm trưởng ấn, bắn ra chiến địa lực lượng. Oanh, cả cái đại cầm vương cung theo run lên, nhưng mà rất kỳ diệu là ở đây công trình kiến trúc lại không có hư hao, mặt đất bên trên, trụ tử bên trên, công trình kiến trúc, u minh điện đều xuất hiện xanh sáng lóng lánh phù văn ký hiệu thủ hộ lấy công trình kiến trúc, độc toàn ấn, ngoại viên huyền ấn cùng nhật nguyệt ấn gần như đồng thời đến đụng vào đại vô ý ấn bên trên. Thêm lên đại trùng hư bảo ấn, trước ba đạo đạo ấn lại xông phá bám vào thiên tướng lực lượng đại vô ý ấn, nhật nguyệt ấn từ lỗ hổng bên trong nhào về phía lục châu lồng ngực. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa lệnh lục châu nội tâm kinh ngạc, vừa định muốn nhắc trưởng lại cản, thôi Minh Quảng đã đi tới trước mặt một bàn tay đánh tới. Trưởng ấn thiếp trưởng ấn, âm, um, lục châu lăng không sao bay, Ma Thiên các đám người căn cứ xem kịch cùng thái độ thở ơ, gặp các chủ bị đánh bay, mắt lườm một cái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Các chủ, sư phụ, kia trưởng ấn lực lượng phi thường quỷ dị, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Lục Châu cảm giác được khí huyết quay cuồng, đan điền khí hải giống như là muốn bạo như vậy. Mặc dù hắn hiện tại so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Đan điền khí hải xông lên khí huyết lúc, làm pháp thân xuất hiện tại đan điền khí hải bên trong, đem sở hữu nhiệt lãng áp chế xuống lục châu người nhẹ như yến rơi xuống dù là hắn nhìn qua rất yêu nhã không chật vật cái này một bàn tay là thật đem hắn đánh bay u huyền điện trước sở hữu ánh mắt đều tập trung tại lục châu thân bên trên đều có ý nghĩ hoặc kinh ngạc hoặc ngạc nhiên hoặc không tin thôi minh quảng lắc đầu lộ ra một bộ liền này biểu tình tần đế thật là chuyện bé xé ra to cái này vừa mới vừa nóng thân lại không được rồi quý nói thật nói tần đế bệ hạ quá coi trọng ngươi chu trùng thuật nói thôi lão một người là đủ, đường tử bình nói. Long ỷ tần đế nhìn đến nghi hoặc khó hiểu, không có đạo lý trước sau tranh lệch lớn như vậy, còn không có đến ly sơn tứ lão phát huy thời điểm, liền có điều không địch nổi ý vị. Có mờ ám, thôi minh quảng trầm giọng nói, cái này một bàn tay, tên là đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn, vạn thần ấn, lòng bàn tay trước đẩy, hướng lấy lục châu bay đi. Lục châu nhấc trưởng hướng về phía trước, song trường va chạm sát na, thôi minh quảng lại tại trong chớp mắt đến trước mặt, mặt mang sát ý, trùng điệp đánh ra thứ hai trưởng, không nên trách lão phu, vốn cho rằng cái này một chiêu vạn thần ấn có thể cùng vừa rồi đồng dạng, trực tiếp xuyên thủng kim trưởng, làm gì được tới bên tai kinh lôi thét lên, lăn, lục châu trong lòng bàn tay cao ra cường hóa bản lôi cương bạo phát. Lôi tử phù ấn thiếp mặt phát ra, thôi minh quảng cảm thấy một cỗ dùng chuyển trời đất lực lượng đánh tới, còn không nhìn rõ ràng lôi cương toàn cảnh, toàn thân lập tức tê liệt, bành trướng lực lượng hình thành toàn tâm hình mũi khoan phản kích lại hắn lồng ngực bên trên. Phốc, Thôi Minh Quảng sau lưng cung, tứ chi vươn về trước, bay ngược ra ngoài. Miệng lớn phun ra huyết tiễn, huyết tiễn còn không rơi xuống, liền bị lôi cương dư huy sấy khô. Thôi Minh Quảng sợi dâu dương lên, đầu tóc rối bời. Cái khác ly sơn tam lão cực kỳ hoảng sợ, bầy thành thẳng tắp, ngăn tại hậu phương. Phanh phanh phanh, điệp ra va chạm, ly sơn tứ lão, tiếp tục hướng sau bay, oanh. Đâm vào u huyền điện cửa trụ bên trên, cửa trụ vù vù rung động, phù văn từ dưới đi lên phát sáng lên, như là một đầu kim long, từ từ trèo lên. Ly Sơn tứ lão theo thứ tự rơi xuống, U huyền điện trước yên tĩnh như ban đầu, một chiêu bại tứ lão, còn có ai không phục, đinh, đánh giết cao đẳng khôi nô thu hoạch đến 10.000 điểm công đức. Lục Châu chủ ý là chỉ đối phó tần đế một người, Ly Sơn tứ lão xuất hiện, đối kế hoạch của hắn có tiểu tiểu quấy nhiễu. Vận khí cũng không tệ lắm, cao đẳng cường hóa lôi cường kích phát đánh giết xác suất. Thường thường kích phát đánh giết, thì đồng dạng nắm giữ đánh lui cùng trọng thương hiệu quả rơi xuống sau thôi minh quảng hai mắt tràn ngập không thể tin nhìn thoáng qua phía trước phong khinh vân đạm lục châu khí huyết sông lên phốp lại phun một miệng tiên huyết nôn trên mặt đất thôi lão cái khác tam lão chỉ là cảm giác được đau đớn liền vội vàng tiến lên đem thôi minh quảng đỡ dậy thôi minh quảng run run rẩy rẩy đứng thẳng người sợi dâu dính đầy tiên huyết cả cái người đều trong một ý nghĩ giả yếu hơn rất nhiều thôi minh quảng hít sâu một hơi nói khôi nô no, không có cái gì quý thực đường tử bình chu trùng thuật ba người chăm miệng một lời. Tần đế cao mày đứng lên, quý thực nói ra, liền xem như chân nhân xuất thủ, cũng không có khả năng một chiêu liền có thể cầm xuống cao đẳng khôi nô. Cái này, lục châu hư ảnh lóe lên, trở lại vị trí cũ, hờ hững nhìn lấy ly sơn tứ lão, gieo gió gặt bão. Tần đế rất khó lý giải, lần đầu cùng lục châu lúc giao thủ, hắn cũng đồng dạng cảm giác được trên người đối phương năng lượng ba động, chân chính dùng mệnh tương bác thời điểm, lại không phải cái này dạng. Ly Sơn tứ lão không thể không trọng tân dò xét đối phương thực lực. Cũng hiểu thông suốt tần đế tâm tư, thật nhỏ yếu lời nói, lại sao lại tiện nghi ngươi Ly Sơn tứ lão. Tần nhân Việt không có cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại đối vừa rồi Lục Châu bị đánh lui mà cảm thấy kinh ngạc. Hắn lách mình rơi xuống, cùng Lục Châu đứng sóng vai. Đủ, sóng âm lăn lộn ra ngoài, tần nhân Việt, tần đế nộ trừng tần nhân Việt, hét ra tên của hắn. 49 kiếm lần lượt tế ra kiếm cương, hình thành thất phương chỗ đứng gọi thẳng tên, cái này là không tôn trọng. Tần nhân Việt nói, tần đế, ta kính ngươi là nhất quốc tri quân, có việc nói sự tình, ngươi lại mời đến ly sơn tứ lão, đối ta bằng hữu hạ thủ. Ta há có thể khoanh tay đứng nhìn, siêu siêu siêu, 49 kiếm hội ý, ở không trung bày trận. Ly sơn tứ lão đứng thẳng người, quý thực, chu trùng thuật, đường tử bình ba người đồng thời đẩy trưởng cho thôi minh quảng trị liệu. Hắn thương thế khôi phục rất nhanh, đến hắn nhóm cái này tu vi, chỉ cần không phải tử vong, vấn đề đều không lớn. Chỉ bất quá, cao đẳng khôi nô cũng đừng nghĩ khôi phục. Tần đế lắc đầu nói ra, lúc vậy, mệnh vậy, cái này lúc, hắn chỉ lấy nơi xa đám người bên trong minh thế nhân nói ra, tiểu tử kia, chấm cho ngươi một cái cơ hội. Đến chấm bên cạnh, chấm có thể dùng tha cho ngươi không chết. Đừng đi, hắn là nhìn bên trong ngươi thái hư hạt giống, nhan chân lạc nhắc nhở. Tần đế lại nói, cái này là ngươi cơ hội cuối cùng, ngu trùng chỉ hội hại ngươi. Ngươi cho rằng hắn thật đối ngươi tốt, ha ha, ha ha ha, tu hành giới mạnh được yếu thua, tràn ngập lừa gạt, không cẩn thận, liền hội vạn kiếp bất phục. Trên người ngươi có thái hư hạt giống, hắn là muốn lợi dụng ngươi, đang đỉnh trí tôn, tần nhân Việt quay đầu nhìn thoáng qua minh thế nhân. Góc bên trong đại chiến thiên ngô cùng chấn nam hầu sự tình, đã không phải bí mật, thái hư hạt giống tin tức, truyền khắp thanh liên giới. Ngươi nghĩ rõ ràng, tần đế câu nói sau cùng hình thành tiếng gầm hướng lấy. Minh thế nhân nhấc lên tới, minh thế nhân cười nói, không cần nghĩ, ta cảm giác cùng người đối thoại, nhục ta trí tuệ. Tần đế lắc đầu nói, không biết tốt xấu, kia liền đều lưu lại đi, vung tay lên, cao thân ảnh xuất hiện tại u huyền điện phía trên, bén nhọn tiếng nói đánh tới, quy khư đại trận đã mở ra. Ông, dùng u huyền điện làm trung tâm, bốn phương tám hướng xuất hiện lít nhà lít nhít quang trụ phóng lên tận trời. Quang trụ cấp tốc tại không trung cấu kết, hình thành phong bế không gian. Đại địa rung động, mặt đất đường nét theo thứ tự sáng lên một tiếng vù vù qua đi chung quanh quang trụ mờ đi quang trụ ở giữa dung hợp lẫn nhau hình thành mênh mông tinh không cảnh tượng chung quanh biến trừ u huyền điện trừ mặt đất cái khác toàn bộ biến thành hư vô hóa thành hắc ám ngu thượng nhung trường sinh kiếm ra khỏi vỏ hướng lấy phía trước quang trụ xuất hiện địa phương bay ra ngoài kiếm cương bay ra mấy ngàn mét lượn quanh một vòng lại bay trở về là chân thực không gian chấm hỏi ngoặc kép nhan chân lạc nói không có đạo lý rõ ràng có quang trụ Tần nhân Việt cùng 49 kiếm không một ngoại lệ, đều bị lưu tại quy khư trận bên trong. Tần đế chắp tay đi tới, đến ly sơn tứ lão trước mặt, nói ra, quy khư trận hạch tâm tác dụng một trong, chính là vô hạn kéo dài tới không gian. Đây cũng không phải là ảo giác, tần nhân Việt nói ra, người thật phải làm như vậy. Có lúc, chấm cũng không có tuyển trạch, liền tính chúng ta bây giờ bỏ xuống đồ đao, cười một tiếng tiêu tan thù hận, người bằng hữu sẽ tin tưởng chấm sao. Nếu như là ngươi, người biết tin tưởng chấm sao. Tần Đế nói ra, "Cái này hỏi một chút, Tần Nhân Việt ngược lại vô pháp hồi đáp." Cái này lúc, Tần Đế tiếp tục cười nói, "Quy khư trận bên trong, chấm, lớn nhất." Hắn lấy ra Bạch Long Ngọc, Bạch Long Ngọc quang mang tại quy khư bên trong vạch qua. Vũ trụ minh mông tinh không, xuất hiện một vòng minh nguyệt, lại thoáng qua tiêu thất. Tinh không bên trong giống là xuất hiện một cái cự đại vô cùng hắc động con mắt, không ngừng cố hóa lấy bọn hắn nguyên khí. Lơ lửng 49 kiếm từng cái giảm xuống, lảo đảo ổn định thân hình. U huyền điện bên trong sở hữu nguyên khí, đều bị định trụ, ngưng kết. Tần nhân Việt, Lục Châu, đều cảm thấy đàn điền khí hải bên trong tu vi, đều bị này quỷ dị lực lượng bất động. Đám người hai mặt nhìn nhau, một loại dự cảm không tốt đánh lên trong lòng, cái này là thập tuyệt trận hiệu quả, nhưng ở quy khư trận bên trong, ngăn cách chẳng qua là tiểu tiểu một cái hiệu quả. Quy khư trận bên trong, chấm y nguyên có thể điều động hết thảy nguyên khí, tần đế bước lên phía trước hắn đi xuống bậc thang thời điểm, đạp không hành tẩu, không có rơi xuống. Hắn đi đến Thôi Minh Quảng bên cạnh thời điểm, hướng lấy Thôi Minh Quảng chụp một bàn tay, nói ra, quy khư trận bên trong, chấm muốn để người biến cường, người nào liền biến cường, cái này lúc, đám người cảm thấy cường đại bất động năng lực, cố hóa lấy bọn hắn tàn dư nguyên khí. Không gian bên trong nguyên khí đều hướng lấy Thôi Minh Quảng tụ hợp. Những người khác đan điền khí hải, liền giống là bị khó hiểu lực lượng phong bế ở như vậy, chấm ban thưởng ngươi lực lượng cho ngươi cơ hội báo thù tần đế nói ra thôi minh quảng cảm nhận được tu vi khôi phục lộ ra tiếu dung thả người nhảy xuống tần nhân việt giơ bàn tay lên bản năng tế ra cương khí ưng ừ, không có xuất hiện cương khí thôi minh quảng hư ảnh lóe lên đến tần nhân việt trước mặt nói ra chân nhân tần nhân việt nói ngươi muốn làm gì lão phu cho tới bây giờ chưa từng giết chân nhân nếu có thể ở sinh thời giết một vị chân nhân đời này không tiếc Thôi Minh Quảng nhìn lấy Tần Nhân Việt, Tần Nhân Việt nhíu mày, cái này lúc, Thôi Minh Quảng xuất trưởng, Tần Nhân Việt nhấc trưởng hướng về phía trước, song trưởng đón lấy. Âm, uhm, Tần Nhân Việt bay ngang ra ngoài, 49 kiếm đổ bước tiếp ứng. Lui lại, Vu chính hải hạ lệnh, Thôi Minh Quảng nói ra, ta chỉ dùng nhất thành lực, hắn tiếp tục hướng phía trước. Đến khoảng cách Lục Châu chỉ có 3 mét địa phương, Thôi Minh Quảng nhìn lấy Lục Châu nói ra, người có thể biết lão phu bồi dưỡng cao đẳng khôi nô có nhiều khó, Lục Châu trầm mặc không nói. Thôi Minh Quảng gặp hắn bộ dáng này, hơi giận nói, trước cầm người mệnh cách. Ngũ chỉ như sơn, hướng lấy Lục Châu mặt đánh ra. Cái này một bàn tay, đủ dùng đem Lục Châu đầu đập nát. Tại trường ấn sắp chạm đến chán của hắn thời điểm, Lục Châu lui lại hai bước. Tay cầm vị danh kiếm hướng về phía trước đâm một cái. Phốc, xoẹt, nhẹ nhõm, thuận lợi. Cái này một kiếm trước xuyên thủng bàn tay của hắn, lại xuyên thủng hắn bả vai. Ly Sơn tứ lão sửng sốt, tân đế sửng sốt, tứ đại thị vệ cùng thái giám tổng quản cao động tác cứng đờ. Thôi Minh Quảng hơi hơi liếc mắt, nhìn đến vị danh kiếm bao vây lấy thần bí khó lường kim sắc cương khí, tiên huyết xuôi dòng xuống. Lục Châu nhìn lấy tiên huyết muốn nhuộm đỏ vị danh kiếm, lắc đầu nói, ghi nhớ, ếch ngồi đáy giếng, là ngươi, xoẹt, vị danh kiếm đẻ xuống. Cả cánh tay bị gắng gượng cắt đứt, rơi xuống trên mặt đất. Thôi Minh Quảng một tiếng rên rỉ, vang vọng chân trời. Tê tâm liệt phế thanh âm, Chấn động đến mà nghĩ mọi người đau nhức. Thôi lão, ba người khác nhảy xuống tới. Thì đã trễ, nhảy lên giữa không trung mới phát hiện nguyên khí đã không. Tu vi bị quy khư trận bất động ngưng kết, liên tiếp rơi xuống tại đất. Lục châu khẽ nghiêng vị danh kiếm, tiền huyết tơ lụa rơi xuống. Tần đế lắc đầu nhíu mày, không có khả năng. Chấm mới là quy khư trận bên trong duy nhất điều động nguyên khí người, duy nhất thần. Ngươi là thế nào làm đến? Lục châu ánh mắt thâm thúy, nói, thần, a, à, hắn ngữ khí một lần vậy lão phu liền giết thần lòng bàn tay trước đẩy thiên tướng lực lượng bám vào vị danh kiếm kiếm cương như đầy trời pháo hoa càn quét tứ phương đã là quy khư trận đây chính là lục châu cơ hội trời cho tần đế nói cao đổi trận tần đế hai tay một triển không gian ngưng trệ lục châu không bị ngưng trệ khống chế hư ảnh lấp lóe đến trước mặt chụp lại một bàn tay âm tần đế hai mắt nộ chừng kêu lên một tiếng đau đớn tứ đại thị vệ nhận lệnh Tứ đại thị vệ rút ra bội đao, lướt qua lòng ỉ, hướng lấy bậc thang nhảy tới. Hắn nhóm vốn là cung bên trong nhất đẳng cao thủ, dù là tại tu vi ngưng kết tình huống dưới, hắn nhóm bản thân nội tình cũng không phải phổ thông tu hành người có thể sánh được. Đương nhiên, cái này một bộ chiến thuật đã không được. Ngưng kết hiệu quả vô dụng, ngược lại sẽ cho đối phương cơ hội. Tứ đại thị vệ thấy chết không sờn, ánh mắt bên trong tràn ngập sát cơ, hắn nhóm cùng cao phối hợp thiên y vô phùng, tại hắn nhóm nhảy ra nấc thang thời điểm, thương thiên giống như mở mắt, mênh mông tinh không biến thành xanh thẳm chân trời. Nguyên khí dũng động, đan điền khí hải bên trong nguyên khí đều tại một hơi thở ở giữa khôi phục bình thường. Ma thiên các đám người đồng thời lăng không mà lên, ôm đoàn phòng ngự. 49 kiếm siêu siêu siêu, hướng lấy chân trời lao đi, tứ đại thị vệ đao trong tay cương toát ra xanh cương, dùng chảm thiên chi tư bổ về phía lục châu. Lục châu tay bên trong vị danh kiếm hóa thành vị danh thuẫn, bám vào thiên tướng lực lượng, đưa ngang trước người âm um, tứ đại đao cương rơi trên vị danh thuẫn hỏa hoa văng khắp nơi kim sắc cương khí ngăn lại tứ đại đao cương tần đế nhìn thoáng qua nói ra áp chế được hắn hư ảnh lấp lóe tần đế lại xuất hiện ở trên không liền tại lục châu chuẩn bị bạo phát thiên tướng lực lượng đem hắn nhóm toàn bộ đánh lui thời điểm một cái bóng mở vạch qua lục châu bên người thân hình nhất định tứ đại thị vệ bay ngang ra ngoài mặt lộ kinh hãi chi sắc ngược lại phun tiên huyết lão hổ không phát huy coi ta là con mèo bệnh cái này người xuất thủ, chính là tần nhân Việt, thân vì chân nhân, không thích nhất liền là bị người khống chế. Làm tần đế sử dụng quy khư trận thời điểm, tần chân nhân đã phẫn nộ. Lục Châu thu hồi vị danh thuẫn, nhìn thoáng qua phía trên tần đế. Tần nhân Việt hư ảnh lóe lên, thi triển đạo lực lượng lượng, không gian đình chỉ, hắn thân ảnh giống là biến mất tại chỗ như vậy, một giây sau xuất hiện tại tứ đại thị vệ phía trên, một bàn tay hóa bốn. Phốc, liền giống là xuất hiện ảo giác, tần nhân việt bốn đạo cái bóng đánh trúng tứ đại thị vệ. Bốn đạo thiên giới lượn quanh xuất hiện lại co lại, rơi xuống mặt đất. Tần nhân việt nói, cho bản tọa tiếp tục giảm, đạo đạo tàn ảnh khắp tứ đại thị vệ. Không trung bên trong bạch quang nở rộ, dùng tần đế làm trung tâm, cả cái quy khư trận đều bị bạch quang tràn ngập. 49 kiếm toàn lực tế ra kiếm cương, hình thành cực lớn lang diện hình cầu, bao khỏa 49 người. Ma thiên các đám người lưng tựa lưng, ngu thượng nhung cùng vu chính hải đao kiếm kết hợp, thủy long ngâm cùng định phong ba ngăn trở bạch quang tần nhân việt lại giống là không bị ảnh hưởng tiếp tục xuất trưởng phanh 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 a à, dù là tứ đại thị vệ nắm giữ thấy chết không sờn tinh thần tại chân nhân toàn lực tiến công hạ tiếng kêu rên liên hồi hoàn toàn không phải là đối thủ mỗi người đều tại vài giây đồng hồ thời gian bên trong bị tần nhân việt hạ ba mệnh cách hắn nhóm đều tưởng tượng qua chân nhân cường đại tưởng tượng qua cùng chân nhân giao thủ trang cành nhưng hôm nay chân chính giao thủ mới ý thức tới có bao nhiêu tranh lệch. Kém một mệnh quan, cách biệt một trời, cùng một mệnh quan bên trong, còn mà dựa vào kỹ xảo, tu vi, kinh nghiệm chiến đấu bù đắp, kém một mệnh quan nghĩ muốn bù đắp tranh lệch, khó như lên trời. Lục Châu sử dụng thiên tướng lực lượng bám vào Phật tổ kim thân, kim thân tại bạch quang Hủ thực hạ, tư tư rung động. Tần nhân Việt quay người tế ra tinh bản, dùng mặt sau che trời. Không chung đều bị tần nhân Việt tinh bản che khuất, đám người khôi phục bình thường. Tần đế trầm giọng nói, tần nhân Việt, chấm sớm liền là trừ ngươi. Tần nhân Việt nói, bản tọa trước kia cũng hẳn là trừ ngươi, hai người lẫn nhau khiêu chiến. Tần đế ha ha nói, ngươi thật sự cho rằng chấm hội đem các ngươi tứ đại chân nhân để vào mắt. Huy động long bào, nơi xa truyền đến càng vì bén nhọn tiếng nói, siêu tăng phúc quy khư đại trận, u huyền điện phía trên, cao bị xanh quang vây quanh. Trời mở mắt, quang minh tái hiện, ly sơn tứ lão, tứ đại thị vệ, cảm giác được thân bên trên lông nhỏ lỗ máu mở ra, toàn thân tắm rửa tại dòng điện bên trong, đan điền khí hải bị dòng điện giống như năng lượng phát triển mở rộng. Tứ đại thị vệ đau đớn biến mất, lần lượt đứng dậy, hắn nhóm cảm giác được chiến đấu lực được đến trên diện rộng tăng cường. Tần đế hạ lệnh, giết, tứ đại thị vệ liền giống là mê thất tâm trí, vọt tới, đồng thời sơn hô hò hét, giết. Tần nhân Việt tức giận nói, bản tọa thu các ngươi tất cả mệnh cách. Siêu, hỗn chiến bắt đầu, Lục Châu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào tần đế tần đế cũng là nhìn đến lục châu nói ra chấm liền để cho ngươi nhìn tận mắt hắn nhóm chết thảm tại ở đây ly sơn tứ lão bạch long ngọc một hóa bốn hình thành bốn đầu bạch long hướng lấy ly sơn tứ lão bay đi trực giác nói cho lục châu cái này bạch long ngọc không đơn giản lục châu động hướng lấy kia bốn đầu bạch long tránh đi tần đế toàn thân bạo phát cương khí không gian dũng động lực lượng đánh tới quy khư trận giống là dừng lại giống như nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện Lục Châu không bị đạo lực lượng lượng ảnh hưởng. Hắn nhìn đến Lục Châu lòng bàn tay hướng lên, đánh ra một đạo, lôi, tự phù ấn. Đối với lôi cương lơ đánh tần đế, dùng trưởng đối kháng, vừa chạm đến kia lôi tự phù ấn, chợt cảm thấy lực lượng bành trướng gấp trăm lần nghìn lần, toàn tâm cảm giác sợ hãi đánh tới. Âm, tần đế sau bay ra ngoài, cánh tay tê dần, kêu lên một tiếng đau đớn, tần đế rút lui trăm mét, có chút khó có thể tin nói, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng. Lục Châu phất tay chụp vào bốn đạo Bạch Long Ngọc, cái này lúc ly sơn tứ lão đồng thời hướng lấy lục châu điên cuồng tiến công thôi minh quảng tiến công hung tàn nhất phanh 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 đạo gia trưởng ấn trải rộng toàn trường ly sơn tứ lão khoảng cách chân nhân chỉ thiếu chút nữa lục châu tuyển trạch tránh né mũi nhọn hướng sau lăng không nhảy lên bốn đạo bạch long ngọc tiến vào ly sơn tứ lão thân thể bên trong nguyên khí dũng động thiên thượng giống là xuất hiện bốn đạo hắc động mặt đất sáng lên đường vân, giống như dây leo cấp tóc leo trèo bám vào ly sơn tứ lão thân bên trên, bốn phương tám hướng năng lượng toàn bộ đều bị hắn nhóm hấp thu đi qua. Tần đế lơ lửng ở trên không bên trong, quan sát nói, ly sơn tứ lão có chấm bạch long ngọc cùng quy cư trận tương trợ, hội trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng làm chân nhân. Người ứng đối ra sao? Lục Châu liền theo sau mặc niệm thiên thư thần thông, thiên nhãn thần thông vừa mở, trong trận pháp đường vân hiển thị rõ ở trước mắt. Ly Sơn tứ lão không xương, kinh mạch cũng bị hắn thấy rất rõ ràng. Hắn nhìn đến tại u huyền điện phía trên, cao toàn thân hiện ra xanh ánh sáng, dưới chân đạp hình tròn vòng sáng, không ngừng thao túng cả cái quy khư trận. Thừa dịp ly sơn tứ lão còn không có chân chính tiến vào chân nhân cảnh giới, lục châu đạp đất mà lên, nói, tần nhân Việt, kéo lấy hắn nhóm. Lục huynh yên tâm, tần nhân Việt đem tứ đại thị vệ đánh bay, quay người nhất chuyển, quát, 49 kiếm kết trận. Vâng, không trung bên trong thất đại phương trận 49 kiếm khống chế phi kiếm, đồng thời lướt đến. Tần đế đánh ra trưởng ấn ngăn cản 49 kiếm. Tần nhân Việt thì là hướng lấy Ly Sơn Tứ Lão tiến công tới. Ly Sơn Tứ Lão cảm thấy thể nội bành trướng lực lượng, hưng phấn đến mặt đỏ tới mang tai. Từng có lúc hắn nhóm muốn trở thành chân nhân, lại mong mà không được, chân nhân, là nhiều ít tu hành người tha thiết ước mơ cảnh giới. Cửu tự chân ngôn thủ ấn, thôi minh quảng dẫn đầu xuất trưởng, quý thực, chu trùng thuật, đường tử bình theo thứ tự xuất trưởng, đồng dạng xáo lộ, đồng dạng trưởng pháp, làm tần nhân Việt đối mặt thời điểm, cảm giác được rõ ràng bất đồng. Tần nhân Việt tế ra tinh bàn, chính diện hướng về phía trước, bạo phát tất cả mệnh cách lực lượng. Oanh, trưởng ấn bị mệnh cách lực lượng đánh tan, tiếp tục hướng phía trước xuyên thùng. Ly Sơn tứ lão hư ảnh lấp lóe, tách ra mệnh cách lực lượng, xuất hiện tại tần nhân Việt bốn cái phương hướng khác nhau, lại xuất trường. Tần chân nhân cẩn thận, 49 kiếm một trong nguyên lang nhìn thấy màn này lên tiếng kinh hô, Tần nhân Việt tinh bàn xoay tròn, ngăn trở Ly Sơn Tứ Lão tiến công. Phanh phanh phanh, Ly Sơn Tứ Lão tại xuất trưởng một giây lát, thời gian giống là xuất hiện một loại nào đó ngắn ngủi đình trệ. Tần nhân Việt cao mày, đạo lực lượng. Chân nhân, Ly Sơn Tứ Lão tận tình cười to, tiếng cười vang thiên triệt địa. Hắn nhóm thành chân nhân, thành vô số tu hành người ngưỡng vọng chân nhân. Trưởng ấn dùng quỷ dị góc độ, đánh trúng tần nhân Việt. Tần nhân Việt cảm giác được ngực ao hãm xuống dưới, thẳng tắp hướng sau bay đi, khí huyết dâng lên, sông ra giọng phốc, phun ra tiên huyết. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung nhìn nhau, gật đầu. Lão Tứ, bảo vệ tốt sư muội nhị sư đệ, cùng một chỗ, Vu Chính Hải tay phải vừa nhấc bích ngọc đao bay vào lòng bàn tay. Rất tốt, Ngu Thượng Nhung rút trường sinh kiếm ra khỏi vỏ, đao kiếm hỗ trợ lẫn nhau, ngàn vạn đạo đao kiếm cương, hướng lấy ly sơn tứ lão lao đi. Lục Châu quay đầu liếc một cái, tiếp tục hướng lấy cao phương hướng lao đi, hắn phát hiện cái này vô hạn kéo dài tới không gian giống là bay không đến cùng giống như cao cùng u huyền điện trận nhãn rõ ràng liền tại trước mặt dùng hắn tu vi hẳn là trong chớp mắt liền có thể đến nhưng bây giờ bay lên giống là tại hải dương bên trong vô luận như thế nào tiến lên đều từ đầu tới cuối duy trì một khoảng cách cao cười ha ha nói đừng tốn sức cái này là quy khư trận vô hạn kéo dài tới nói ngắn gọn người bay càng xa quy khư trận liền có thể phát triển bao xa lục châu đọc tiếp thiên nhãn thần thông u huyền điện hết thảy đường vân lại xuất hiện ở trước mắt. Vô lượng thôi diễn thần thông, trước mặt xuất hiện vô số hình ảnh, mỗi một cái hình ảnh đều là hắn hướng lấy u huyền điện bay lượn mà thôi diễn ra hình ảnh, thuần nhất sắc toàn bộ thất bại. Đều trôi giạt đến vũ trụ trong tinh không, lạc mất phương hướng, biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt đại bộ phận hình ảnh đều là tại bầy ra, mênh mông không chung, vô biên vô tận, cái gì cũng không nhìn thấy. Thiên thạch, lưu tinh, bầu trời đêm, lục châu đang lảng vãng trong đó, tìm không thấy phương hướng tìm không thấy phần cuối lục châu lại lần nữa thêm đại thiên tướng lực lượng hình ảnh luân chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh như là phim đèn chiếu đồng dạng thức hải ý chí tinh thần đạt đến trước nay chưa từng có tập trung vô số loại thôi diễn biến hóa tập trung xuất hiện cho đến hình ảnh dừng lại lục châu nhìn đến một loại khả năng hàng ngàn hàng vạn loại khả năng bên trong duy nhất có thể đến trận nhãn thông đạo lục châu thu hồi thần thông lần này thôi diễn hao phí một nửa thiên tướng lực lượng, bất quá, giá trị. Hắn nhìn đến u huyền điện phía trên tán lạc xuống một đầu rõ ràng không giống bình thường đường vân, hư ảnh lướt tới. Cao tiếp tục càn rỡ cười, người xem nhẹ quy khư trận Biết rõ trước kia bệ hạ vì sao đem u huyền điện tử xây tại ở đây sao? Bởi vì, ở đây đã từng là thượng cổ tiên hiền di tích. Ha 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 ha, hô, lục châu đạp lấy kia đạo văn đường, trong chớp mắt thông qua vô hạn kéo dài tới khu vực, phảng phất vượt ngang vũ trụ tinh không, đến cao trước mặt cao tiếng cười im bặt mà dừng bộ mặt biểu tình lập tức cứng đờ ánh mắt bên trong tràn ngập kinh hãi bờ môi run lên cả cái người như là bị định trụ như vậy lục châu trưởng ấn giống như trong hư không tối tăm dò xét ra tử vong chi thủ két mà đà thủ ấn bắt lấy hắn nửa người trên một cái tay khác trình trước đẩy chi thế không lưu tình chút nào xuyên thủng thân thể của hắn phốc cao đối u huyền điện cùng quy khư trận quá mức tự tin một dạo nhận là quy khư trận là có thể so với thánh cấp lực lượng tồn tại hắn từng cùng tần đế tại quy khư trận bên trong diễn luyện qua tần đế thi triển toàn bộ lực lượng trưởng khống bạch long ngọc không sử dụng trận pháp chủ nhân thân phận hạ y nguyên vô pháp làm gì được trận nhãn cùng cao quá tự tin chính là tự phụ thế gian nào có tuyệt đối sự tình lục châu cái này một bàn tay ẩn chứa hắn tất cả thiên tướng lực lượng gắng gượng đem cao nội tạng vỗ ra tử thần bàn tay đào đi hắn trái tim cũng đào đi đau đớn của hắn, lệnh cao rơi vào tê dại trạng thái, bay ngang ra ngoài. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 1.500 điểm công đức. Không có khôi nô, không có cái khác hộ thân thủ đoạn. Cái này dạng ngủ quáng tự tin thật tốt sao? Lục châu hư ảnh lấp lóe đến trước mặt, thừa dịp cao bị trọng thương thời khắc, liền chụp năm trường. Năm đạo tuyệt thánh khí trí, trình nghiệp ra chi thế, theo thứ tự rơi tại cao lồng ngực bên trên. Cao trọng trọng đập xuống đất, lại hao tổn một mệnh cách, đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 1.500 điểm công đức. Nguyên khí phong bạo xuất hiện, quy khư trận bên trong, phong bạo càn quét. Lục Châu không có tiếp tục để ý tới cao, mà là quay người, nhìn trên mặt đất không ngừng lấp lánh trói mắt quang hoa trận nhãn, ngũ chỉ như sơn, lòng bàn tay hướng phía dưới ép tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tần đế tránh thoát 49 kiếm dây dưa, ngưng trệ không gian đến Lục Châu thân trước, một trưởng vỗ ra. Lục Châu không thể không nghịch thế chuyển hướng, lang không xoay chuyển 360 độ, song trưởng va chạm. Oanh, cương khí thụ cắt cả tòa quy khư trận, thậm chí cả cái hàm dương thành. Hàm dương thành, vô số tu hành người, lần lượt nhìn lên hoàng thành u huyền điện phương hướng. Đại nội cao thủ, tường thành binh sĩ, các cấm quân, toàn bộ quay người. Phía chân trời xa xôi, một tòa mặc sắc phi liễn chậm rãi bay tới. Phi liễn hai bên tu hành người quay người nói, chân nhân, hoàng thành bên trong có động tĩnh mặc sắc phi liễn gần dạm lâu không có hồi âm, qua một hồi lâu, một cái bóng mờ từ phi liễn bên trong lướt về phía Vương Thành nói, các ngươi tại chỗ chờ, vâng. Tần đế cùng lục châu đụng trưởng về sau, hai mắt có thần đạo, chấm thật càng ngày càng thưởng thức ngươi. Ngươi có thể tìm tới trận nhãn, lục châu lắc đầu, nói ra, lão phu vốn cho rằng, thân vì đại cầm nhất quốc chi quân, cách cục, tầm mắt, lòng dạ lý nên là đứng đầu, đáng tiếc, ngươi quá làm lão phu thất vọng, tần đế nói ra, chấm tự hội để cho ngươi hài lòng người đã dùng hết toàn lực, chẫm vừa mới bắt đầu, lục châu đạp đất mà lên, lòng bàn tay che trời, trầm giọng nói, từ đầu đến cuối, lão phu chưa tận toàn lực. Hà, liền tại trong lòng bàn tay siêu đẳng hàng cách tạp bắn ra lúc, tần đế biến mất. Một màn này cùng triệu phủ lúc đối địch giống nhau như đúc. Ngã một lần khôn hơn một chút, tần đế không có tiến công lục châu, mà là truyền âm nói, nghĩ muốn cùng chẫm đánh, trước qua hắn nhóm cửa này, tần đế cái bóng đầy trời bắn ra. Bốn phương tám hướng đều là khinh địch hư ảnh quy khư hình chiếu, người phân biệt đến ra cái nào là chậm. Lục Châu thủ tiêu siêu đẳng hàng cách, đánh ra trưởng ấn, đánh vào không trung, trưởng ấn xuyên qua cái bóng. 49 kiếm kết trận mà đến, bàn xoáy tại U Huyền Điện bầu trời, Nguyên Lang nói, Lục Tiền Bối, không có sao chứ? Không sao, người nhóm phụ trách tìm ra tần đế, tuần mệnh, 49 kiếm thủy chung ôm đoàn, tại chân trời bên trong đến về lượn vòng. Tần Nhân Việt, Vu Chính Hải, Ngưu Thượng Nhung, ba người hợp lực kiềm chế lại Ly Sơn Tứ Lão. Nói đúng ra, tần nhân Việt dùng sức một mình kiềm chế lại trừ Thôi Minh Quảng bên ngoài ba người, vu chính hải cùng ngưu thượng nhung hợp lực đối phó hơi yếu ớt thế Thôi Minh Quảng. Đầy trời hình chiếu tần đế một bên dò xét thế cục, một bên chỉ huy nói, tứ đại thị vệ, còn chờ cái gì? Tứ đại thị vệ lau đi tiên huyết, mắt bên trong bắn ra sát khí cùng cửu hận, cho dù là bọn họ bị tần nhân Việt phân biệt cướp đi bốn mệnh cách, hắn nhóm vẫn là hai mệnh quan cao thủ, còn là tứ đại cao thủ bốn người điểm kích thân bên trên huyệt đạo, nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, nắm chặt bội đao, hướng lấy ma thiên các những người còn lại lướt tới. Hắn nhóm phảng phất nhìn đến một đám dê đợi làm thịt, một đám lập tức liền muốn ngã vào trong vũng máu cừu non. Ánh mắt càng phát thị huyết, những người nhảy lên, tứ đại thị vệ bắn ra đao cương. Nhan chân lạc, lục ly, tế ra tinh bàn, đưa ngang trước người. Oanh, đám người sau bay, khổng văn bốn huynh đệ sắc mặt kinh hãi, cùng đại gia một cùng lui ra phía sau. Giết, tứ đại thị vệ lại lần nữa bay tới, thân thể cơ hồ cùng mặt đất cân bằng. Nhan chân lạc cùng lục ly thủy chung chỉ là một mệnh quan, có thể cản một chiêu, đã là tận toàn lực, hiện tại khí huyết cuồn cuộn hai tay run lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia tứ đại thị vệ đánh tới. Tứ sư huynh đâu, tiểu diên nhi gấp đến độ rậm chân, nói tốt muốn tứ sư huynh bảo hộ, người lại không thấy, người sư huynh ta tại ở đây, siêu, một thân ảnh định tại tứ đại thị vệ bên cạnh vị, mắt bên trong cùng khóe miệng đều phát hỏa ra cười lạnh, chết tay bên trong ly biệt câu toát ra ngàn vạn đạo cương nhận một chiều đẻ bốn người âm tứ đại thị vệ bản năng nhấc đao đón đỡ làm gì được thì đã trễ lực lượng khổng lồ đem bốn người đồng thời đập ầm ầm tại đất bên trên bốn người kêu rên còn tốt không có rơi mệnh cách thị vệ thủ lĩnh quát to người còn không đủ người sai minh thế nhân tiếp tục cười lạnh tay bên trong ly biệt câu hướng sau kéo một phát tứ đại thị vệ thân bên trên khảm vào nhận cương tuyệt không tiêu thất giống là kẹt ở trên thân thể của bọn hắn, hình thành gai ngược. Lòng bàn tay hướng thiên, ly biệt câu tại trên lòng bàn tay không ngừng xoay tròn, lực hấp dẫn cực lớn đem những kia gai ngược toàn bộ hút trở về. Hai mệnh quan năng lực, tứ tiên sinh thế mà qua hai mệnh quan, khổng văn cảm thấy ra đầu run lên, a à, tứ đại thị vệ cảm giác được toàn thân đều bị vô số con kiến gặm nuốt, huyết nhục văng tung tóe đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 1.500 điểm công đức. X4, minh thế nhân cái này một chiêu cơ hồ khống chế toàn trường nguyên khí dũng động ánh mắt tập trung tại hắn trên người một người vu chính hải cùng ngô thượng nhung quay đầu nhìn thoáng qua nở nụ cười lão tứ thật đúng là để người lau mắt mà nhìn vu chính hải nói ngô thượng nhung nói nhìn đến hắn giết tây khất thuật thời điểm không có tận toàn lực u huyền điện lục châu gặp thế cục còn có thể đình chỉ vỗ tay quay người lao xuống tiếp tục hướng lấy trận nhãn kia tiến công mà đi âm um, phía dưới khảm vào mặt đất cao đột nhiên nhảy lên trên, thẳng tắp nhào về phía lục châu, trong mắt giống là lồi ra đến, khuôn mặt dữ tợn, giống là quái vật, nhe răng cười lên tiếng, ta không sợ chết, ta muốn kéo người đệm lưng, PS, 2 chương 5 ca đổi mới, cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Tạ ơn, hôm nay chu một, phiếu cho lực điểm A. A. Cao thân như ly huyễn trì tiễn, mạnh mẽ đâm tới, dùng mệnh tương bác, dồn thẳng vào lục châu mặt, lục châu tiện tay vỗ một cái, trưởng ấn hướng về phía trước. 14 mệnh cách lục châu có đầy đủ năng lực ứng phó thân chịu trọng thương, hao tổn mệnh cách cao. Âm, um, cương ấn cắt xuống dưới, cho dù là hơn 10 mệnh cách lực lượng va chạm, vẫn y như cũ vượt qua phổ thông tu hành người có thể chống cự phạm trù, tường thành quan sát u huyền điện binh sĩ, bị cắt thành hai nửa, tường thành gắng ngượng giống là đậu hũ đồng dạng, cắt ra nhất tuyến thiên khe hở. Các binh sĩ vứt bỏ trường kích, mặt mũi tràn đầy kinh hãi xem lấy kia hóa thành hai nửa binh sĩ, một trái một phải, lùi lại liên tục thành bên ngoài một loạt kiến trúc, toàn bộ đều bị hóa thành hai nửa. Tu hành đám người lần lượt trôi lơ lửng, đội tuần tra không lại truy vấn, mà là lướt lên thành đầu, mấy ngàn tên đại nội cao thủ, mấy vạn cấm quân, từ thành bên trong từng cái địa phương hội tụ thành bầy, trận địa sẵn sàng. Ha 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 ha, ta kháng chủ, bệ hạ, lão nô liền phụng dưỡng ngài đến nơi đây. Cao tinh bàn xoay tròn, còn lại mệnh cách đồng thời bành trướng lên, nở rộ quang hoa. Lục Châu nhíu mày, nói, nghĩ tự bảo, Bách kiếp động minh pháp thân bạo phát thiên tướng lực lượng, bám vào tại trưởng ấn bên trên. Âm, um, bay cao ra ngoài, bay ra trăm mét địa phương, một tiếng oanh thiên tiếng vang. Cao tuyển trạch tự bảo vệ mình, quy cơ chuyển theo rung động, lục châu tế ra vị danh thuẫn ngăn tại phía trước, lăng không sau bay. Bay ra u huyền điện khu vực, lại bay ngàn mét xa, ngừng lại, hai tay cảm giác được tê dại, khí huyết dũng động. Hắn cảm giác được thân thể tê liệt, cao dù sao cũng là người tự do thực lực, hao tổn mệnh cách lại bị trọng thương cũng là không thể khinh thương trực giác nói cho lục châu hắn hiện tại ở vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh hắn không thể động đan điền khí hải kỳ kinh bát mạch đều xuất hiện ngắn ngủi tê liệt tự bạo uy lực quá lớn thế cho nên quy khư trận bên trong tất cả tu hành người đều không thể không bị động phòng ngự nếu không phải phiền lung ấn cái này một tự bạo tất rơi trí mệnh đón đỡ kém điểm quên còn có trí mệnh đón đỡ như hắn sở liệu đầy trời hình chiếu tần đế nhìn thấy màn này cười nói, lúc này không lấy người mệnh, chờ đến khi nào. 49 kiếm chống cự tự bạo dư uy phía sau, lại lần nữa kết trận, khống chế phi kiếm, đầy trời tiến công, đáng tiếc hắn nhóm vô pháp tìm tới tần đế chân thân, kiếm cường đảo qua đều là hư ảnh. Cái này lúc, từng đạo hư ảnh hướng lấy Lục Châu lao xuống tới. Lục Châu làm một cái dị thường cử động, hắn đem tất cả nguyên khí thu hồi, hộ thể cương khí tiêu thất, đan điền khí hải khép kín, chỉ còn sót lại một chút xíu nguyên khí, bảo trì tự thân từ từ giảm xuống. Những bóng mờ kia một cái lại một cái địa xuyên qua lục châu thân thể. Lục huynh, tần nhân Việt mặt mũi tràn đầy khó hiểu, nhưng mà hắn bị ly sơn tứ lão cuốn lấy, không phân thân nổi. Lục châu nhìn đến trí mệnh đón đỡ ngay tại kịch liệt giảm xuống. Trí mệnh đón đỡ trừ một trí mệnh đón đỡ trừ một. Tổng cộng chỉ có 120 lần trí mệnh đón đỡ, tại mấy hơi thở phía sau, ít chừng phân nửa. Lục châu bình yên vô sự, vững vàng rơi xuống bên tai truyền đến tần đế rung động không hiểu thanh âm, giả thân. Không có khả năng là giả thân, ngươi là thế nào làm đến, cũng chính là thời điểm, lục châu bạo phát cương khí, bắn ra bốn phía. 14 mệnh cách đầy mệnh cách lực lượng, phát tiết bát phương. Tần đế thân ảnh trở về không trung lơ lửng tại chân trời, vẫn y như cũ đều là hắn cái bóng. phảng phất vô số ánh mắt, nhìn chằm chặp trong sân ở giữa lục châu, tràn ngập kinh ngạc. Lục châu không để ý đến tần đế, Bạch Trạch, Tiểu Diên Nhi bên cạnh Bạch Trạch hiểu ý, nâng lên quay hàm, miệng phun một đoàn bạch quang, hưu bạch quang đánh trúng lục châu, xua tan tất cả tê liệt hiệu quả. Bạch Trạch lại phun một ngụm bạch quang, thiên tướng lực lượng trên phạm vi lớn khôi phục. Âm, um, Ly Sơn tứ lão tại lúc này bộc phát ra cường hoành mệnh cách lực lượng như mưa sao băng hạ xuống, đánh vào tần nhân việt tinh bản bên trên. Phanh 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 phanh, tần nhân việt tinh bản kéo kẹt rung động, uốn lượn ao hám tần nhân Việt thi triển đạo lực lượng lượng, tránh về phía sau. Còn lại mệnh cách lực lượng, rơi trên mặt đất, âm âm. Mặt đất xuất hiện đáng sợ hố sâu, tần nhân Việt cao mày, nói, lão bất tử, có chủng cùng ta đơn đấu. Ly Sơn tứ lão dù sao cũng là ngụy chân nhân, thật cùng tần nhân Việt đơn đả độc đấu, kia không có chiến thắng khả năng. Cái này lúc, vu chính hải cùng ngu thượng nhung hai đánh một tình huống dưới, y nguyên cảm thấy áp lực cường đại, không thể không làm ra rút lui tuyển trạch chỉ có minh thế nhân một người chiếm ưu thế. A, à, tứ đại thị vệ bị liền trọng thương, lại bị tần nhân Việt phân biệt lấy đi bốn mệnh cách, tại minh thế nhân đánh lén hạ, hàng cấp một mệnh quan. Mãnh liệt nguyên khí phong bạo, càn quét bốn phía, nhan chân lạc cùng lục ly, khổng văn các loại người tạo thành bức tường người, ngăn tại tiểu diên nhi cùng hải loa trước mặt. Tư, hỗn loạn nguyên khí ăn mòn hắn nhóm hộ thể cương khí, tiểu diên nhi tế ra phạm thiên lăng, thiêu đốt nghiệp hỏa, ngăn tại phía trước ánh sáng màu đỏ rực hấp dẫn tần đế chú ý tần đế nhìn lướt qua nói ra trẫm thật đúng là đố kỵ người a à. lục châu ngẩng đầu truyền âm nói ra là thời điểm tận cùng hết thảy trong lòng bàn tay xuất hiện lần nữa siêu đẳng hàng cách ngươi nói đúng là nên tận cùng siêu 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 đầy trời hình chiếu tại chỗ cao nhất hợp nhất lục châu không xác định cái này cái bóng phải chăng là chân nhân không thể tùy tiện sử dụng siêu đẳng hàng cách cái này lúc đầy trời bạch long phi vũ tần đế cái bóng hóa thành từng đạo bạch long, hướng lấy bốn người chín kiếm tiến công, phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh, bốn người chín kiếm kết trận phòng ngự, rất nhanh liền không chống đỡ được, từng cái rơi xuống. Tần nhân Việt ném ra ngoài tinh bàn thời điểm, Ly Sơn tứ lão lại một lần nữa đem hắn kiểm chế, hướng lấy tinh bàn không muốn sống đánh qua. Bạch Long lao xuống nhan chân lạc, lục ly, cùng kỳ, tiểu Diên nhi, hải loa, lao xuống minh thế nhân, lục châu, tần nhân Việt quy khư trận đều tại một hơi thở ở giữa bị bạch long chiếm cứ. Không phải hợp cấp, là hàng cấp thánh vật, chấm than ngoặc kép, ly sơn tứ lão gặp tần nhân việt thất thần, phóng tới tinh bàn, bốn người lại lần nữa hợp lực bạo phát mệnh cách lực lượng. Âm, tập hợp thành một đường mệnh cách lực lượng, đem tần nhân việt kèm thêm tinh bản đánh bay. Tần nhân việt chợt cảm thấy khí huyết cuồn cuộn phóng tới cổ họng. Phong phú kinh nghiệm tác chiến trợ giúp hắn, hắn thu hồi tinh bản không ngừng vỗ tay sau bay, mượn lực rơi xuống còn lại 49 kiếm thì là bị Bạch Long toàn bộ va chạm rơi xuống. Lục Châu cầm tinh bàn ngăn trở Bạch Long, Tần Đế trầm giọng nói, quy khư trận, đinh. đầy trời Bạch Long hóa thành pho tượng, đem quy khư trận bên trong hết thảy dừng lại. Không gian pháp tắc, chấm than ngoặc kép, Tần Nhân Việt vừa nói xong cái này lời nói, cũng bị định trụ thân ảnh. Hết thảy yên tĩnh lại, Lục Châu cũng là bị định trụ, thiên tướng lực lượng vừa bốc lên, cảnh tượng chung quanh đều bị ngăn cách. Đan điền khí hải đình chỉ vận chuyển, chỉ có bách kiếp động minh tại đan điền khí hải bên trong trình nâng bầu trời chi tư cố gắng điều động thiên tướng lực lượng cái này là hắn cho tới bây giờ có thể nhìn thấy cường đại nhất đạo lực lượng lượng tần đế thanh âm vang lên lần nữa cái này là không gian độc lập hài lòng không bốn phía như tinh không mỗi người một vẻ lẫn nhau ngăn cách những người khác toàn bộ từ tầm mắt bên trong tiêu thất chỉ có thể nhìn thấy chính mình trôi nổi tại hư không bên trong tần đế nói ra chấm dùng một vạn năm thọ thôi động quy khư trận uy lực lớn nhất. Chấm phải cẩn thận nhìn một cái, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Chấm hỏi ngoặc kép, mỗi người đều bị khốn tại một cái tựa như hư không đơn độc không gian bên trong. Không nhìn thấy lẫn nhau, tần đế thân ảnh phân biệt xuất hiện tại mỗi người không gian độc lập bên trong. Vu chính hải không gian bên trong, một trưởng vỗ ra, vu chính hải bay ngang ra ngoài, cũng không có thực tế tổn thương. Đặc thù khí tức quấn quanh lấy vu chính hải hướng sau lao đi, tại trong hư không vô tận bay khắp nơi lướt. Thái hư khí tức, người thế mà cũng có thái hư khí tức, chấm than ngoặc kép, thái hư khí tức bạo phát về sau vô chính hải khôi phục hành động, không ngừng tế ra đao cương tiến công tần đế. Chỉ là hình ảnh, vô chính hải nhíu mày, thu hồi đao cương, tìm tìm đường ra. Tần đế thân hình tiêu thất, quy khư đối thái hư vô hiệu, duy trì quy khư trận, cực kỳ hao phí nguyên khí, hắn cần phải phải nhanh một chút, hình ảnh trung quy không có thương tổn năng lực, thời gian kéo càng lâu, đối chính mình càng bất lợi. Ngu thượng nhung không gian độc lập bên trong, tần đế đồng dạng là một bàn tay, kết quả đồng dạng, thái hư khí tức cuốn quanh. Ngu thượng nhung, ngu thượng nhung lăng không xoay chuyển, yêu nhã tế ra kiếm cương, vạch qua tần đế thân ảnh. Lại là thái hư khí tức, hắn dùng một chữ, lại, nội tâm đã bị phẫn nộ tràn ngập, hình ảnh không cam lòng biến mất. Quy khư quy khư, còn có một cái đặc biệt hàm nghĩa, hết thảy về tại thái hư. Bảo toàn pháp tắc nói, thế gian hết thảy năng lượng đều là có đến chỗ, cũng có chỗ. Cái này chỗ, chính là thái hư, trăm sông đổ về một biển, bản chất đồng nguyên, quy khư không làm gì được thái hư. Tiếp theo là tiểu diên nhi, hải loa, đều là bại lộ thái hư khí tức, tần đế kinh hãi, thu hồi hình ảnh, có chút khó có thể tin nhìn trước mắt phân bố không gian độc lập, giống như cha nhìn từng chương hình ảnh. Cuối cùng lưu lại tại minh thế nhân không gian độc lập bên trong. Minh thế nhân không cần lại xác nhận, góc bên trong một chiến, Minh Thế Nhân sớm đã bại lộ. Tần đế nghĩ nghĩ, hướng lấy Minh Thế Nhân không gian độc lập lao đi, lần này đi không phải hình ảnh, mà là chân thân. Hắn mới vừa xuất hiện, Minh Thế Nhân liền bạo phát thứ hai mệnh quan năng lực, nói, ta chở người thật lâu. Tần đế phất tay áo đón đỡ, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Sau bay không biết bao xa, phảng phất vĩnh viễn lui không đến phần cuối. Người quả nhiên cũng không có bị khống chế. Tần đế nói ra, Minh Thế Nhân chuyên tâm tiến công, như mưa rông gió bão ly biệt câu nhận, không ngừng bước lui tần đế. Minh Thế Nhân cười nói, không gì hơn cái này. Tần đế nộ, trầm thấp nói, từ đầu đến cuối, chấm đều không có chấp nhặt với ngươi. Cút, phất tay áo xuất hiện một đầu bạch long, ngao, long khiếu dùng trấn nhiếp cửu châu chi tư, đem Minh Thế Nhân đụng bay ra ngoài. Phốc, Minh Thế Nhân ngửa mặt lên trời thổ huyết, ly biệt câu dãy sụa khỏi tay, với thiên tế lượn vòng. Tần đế hư ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt Minh Thế Nhân, quan sát hắn, nói ra, chấm, giết ngươi, ngươi tin không? Minh Thế Nhân ha ha nở nụ cười nói ra, ngươi ngược lại là động thủ a. Chấm than ngoặc kép, Tần Đế đưa tay, lại trung quy không có rơi trưởng, Minh Thế Nhân nói ra, ta sớm liền sống đủ bản, liền tính ta chết rồi, ta sư phụ cũng sẽ sống quả ngươi. Ngươi rất thống hận chấm, Tần Đế nói, ngươi không biết rõ ta là người nào a? Minh Thế Nhân ha ha nở nụ cười, ta phải cảm tạ ngươi giết mạnh Minh thị kia lão bất tử tần đế nghe nói hơi ngẩn ra ngươi vẫn luôn biết mình là người nào tần đế hỏi nói nhảm mình thế nhân điên cuồng tiến công tới phanh 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 tần đế chỉ làm phòng ngự không ra tay đi bộ nhàn nhã lùi lại chấm không giết ngươi chấm muốn lưu lại ngươi để cho ngươi nhìn rõ ràng chấm như thế nào giết ngươi sư phụ tần đế phất tay áo qua mình thế nhân nhìn đến trong hư không tối tăm tất cả mọi người ảnh hưởng hắn nhóm lại không thấy mình tần đế đã biến mất một giây sau, Tần Đế xuất hiện tại Lục Châu chỗ không gian bên trong. Cũng chính là lúc này, Lục Châu nhấc lên tay bên trong Thái Hư Kim Giám, quét sạch tứ phương. Một đạo vạn trượng quang mang, sàn bằng huyết thải hư ảo. Cái này một đạo bao hàm thiên tướng lực lượng kim giám chi quang, đem tất cả bị định trụ mà không có thái hư hộ thể người, từ hư ảo bên trong kéo về. Tần Nhân Việt, Khổng Văn bốn huynh đệ, Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly, nhìn đến kia vạn trượng kim quang. Lục huynh, các chủ vạn trượng kim giám chi quang đem bốn phương tám hướng hư ảnh quét qua, từng cái hình ảnh đều xuất hiện hư hóa, duy độc lục châu trước mặt tần đế, không có động tính. Ý vị này, cái này là chân thân, thật can đảm, siêu đẳng hàng cách tạp không chút do dự văng ra ngoài, đi. Tần đế cảm thấy trên người đối phương muốn bạo phát lực lượng, nội tâm kinh ngạc thời điểm, hóa thành bạch long, nhào về phía lục châu. Siêu đẳng hàng cách tạp một hóa năm đạo hắc sắc phóng cách, tựa như cửu u trong hư không đánh tới hắc ám lực lượng, đối diện bao khỏa bạch long. Lực lượng quen thuộc, quen thuộc trưởng ấn, đến từ từ thần tử vong chi thủ phảng phất tái hiện. Quy khu trận đối mục tiêu không có tác dụng, nam đạo hắc sắc phóng cách cấp tốc thu nạp, không chú ý hắn lực lượng, cưỡng ép buộc chặt. Tinh bản xuất hiện, 18 mệnh cách, Lục Châu nhìn đến kia 18 mệnh cách thời điểm, tâm sinh kinh ngạc. Phía trước là 22 mệnh cách, phục chế siêu đẳng san bằng hắn 5 cái mệnh cách, còn lại lý nên là 17 cái mới đúng, cái này thế mà còn có 18 mệnh cách khôi phục mệnh cách không quá khả năng, thuyết minh hắn tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, lại lấy được đột phá, trở lại đến chân nhân hàng ngũ. Như không hao tổn phía trước năm mệnh cách, hắn chính là tiếp cận nhất thánh nhân tu hành người. Tần đế không cam lòng dễ ruộng, hắn không biết mình trò hề đã bại lộ tại ánh mắt mọi người hạ. Long bào vỡ vụn, tóc tung bay, song đồng như máu, khuôn mặt dữ tợn, mặc sắc tử vong chi thủ, nhanh như thiểm điện bắt lấy tinh bàn, từ tinh bàn bên trong khoét ra một khỏa mệnh cách chi tâm không, tần đế cảm giác được hắn linh hồn đều đang run rẩy kia tử vong chi thủ vượt xa khỏi hắn nhận biết, phá vỡ hắn tam quan. Không có năng lực kháng cự, mặc cho hắn khuét ra mệnh cách chi tâm. Nguyên khí phong bạo tàn phá bừa bãi quy khư, hóa thành quy khư bên trong một bộ phận, lục châu bắt lấy mệnh cách chi tâm, cái này là thứ 18 mệnh cách, toàn thân phiếm thành ánh sáng, năng lượng sung mãn, góc cạnh rõ ràng, thú hoàng cấp mệnh cách chi tâm nguyên khí phong bạo không ngừng tàn phá bửa bãi bốn phía, bổ sung quy khư trận. Quy khư trận hiệu quả bắt đầu yếu bớt, 18 mệnh cách lại hao tổn 5 mệnh cách, tần đế hàng cấp vi, 13 mệnh cách. Tần đế ngồi liệt tại hắc ám trong hư không, giống là mất đi linh hồn con rối đồng dạng, cúi đầu, run lẩy bẩy. Lần thứ nhất tử vong chi thủ, chỉ là để hắn cảm nhận được một cái giáo huấn nho nhỏ, lần thứ hai tử vong chi thủ, đã để hắn triệt để tuyệt vọng. Không có nhân sự tình, sao liền hàng người mệnh cách còn muốn thống khổ, tuyệt vọng. Ngươi, là cân bằng người, tần đế thở hổn hển, có chút buồn bã nói. Lục Châu dao động xuống nói ra, lão phu nói không phải, ngươi tin không? A, à, dám làm lý nên dám đảm đương. Tần đế thật dài thở một hơi, đáy cốc tuyệt vọng, rốt cuộc để hắn nhận rõ hiện thực, chấm. Thua, thua ở lão phu tay bên trong, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, Lục Châu nói ra. Ha ha ha, ha ha ha, tần đế cười cười, trong tiếng cười ngậm lấy nghẹn ngào, giờ khóc giờ cười, chấm làm nhiều như vậy cố gắng, vì sao, vì sao cân bằng người còn muốn nhằm vào chấm. Lục Châu im lặng, lão phu thật mẹ nó không phải cân bằng người. Hắn cũng lười giải thích, nói ra, ngừng lại quy khư trận, thu hồi bạch long ngọc. Lão phu hội cho ngươi một thống khoái, tần đế y nguyên cười, ngẩng đầu, ngành tiếp Lục Châu ánh mắt, nói ra, chấm, đích xác bại. Có thể ngươi cũng không hội tốt hơn chỗ nào, chấm tung hoành thiên hạ, hãn hiếu địch thủ, có thể cùng cân bằng người giao thủ, chết cũng không tiếc ha ha ha, ha ha ha, chấm đã phái người đi ma thiên các, đi kim liên thần đều, hắn nhóm đều sẽ thành chấm vật bồi táng. Chỉ sợ làm người thất vọng, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã thành lục ngô bụng bên trong đồ vật, lục châu nói ra. Lục ngô, tần đế khẽ giật mình, biểu tình có chút cứng ngắc, kia hoàng liên đâu? Người biết rõ hoàng liên, lục châu có chút ngoài ý muốn, chấm huyền vi thạch, chính là từ nơi ấy lấy được. Chấm bạch long ngọc vốn là hợp, thông qua huyền vi thạch tấn thăng làm hằng nửa tháng trước, một cái ngu xuẩn bàn tử xuất hoàng liên hơn ngàn tên tu hành người, mưu toàn động chấm huyền vi khoáng thạch. Hoàng liên tất cả mọi thứ, chấm đều trướng mắt, duy duy nhất cái này huyền vi thạch, người nào cũng không thể động. Vài ngày trước, chấm đi hướng triệu phủ, vốn định cùng ngươi nói đến này sự tình. Ha ha, có thể ngươi không nguyện ý nghe, kia chấm, đành phải phái người lấy tính mạng của hắn, tần đế ha ha cười nói. Tần đế nói bổ sung, xin hỏi lục các chủ, bách kiếp động minh, hội là tám mệnh cách đối thủ sao? Lục Châu nhướng mày, song đồng tại lúc này nở rộ quang hoa, hắn nhìn đến vô cùng thê thảm một màn, đồng thời có chút tự trách hắn sơ sẩy, cái này là đại chiến sau tràng cảnh, Hiển nhiên là một tràng đại giới cực lớn huyết chiến, dưới đất thây ngang khắp đồng, cụt tay cụt chân, trái đen một mảnh, thành trì trên dưới, tất cả đều là vết máu loang lồ. Trên đầu thành mang theo thi thể, không ngừng nhỏ xuống lấy tiền huyết. Đầu đường, đường đi bên trên, ngõ nhỏ bên trong, khắp nơi đều là tiếng khóc. Nhi đồng, phụ nhân, lão nhân, đều là đứng đầy máu dấu vết. Lục Châu tự nhận là không phải cái gì cứu thế chủ, không có cứu vớt thiên hạ thương sinh mục tiêu, cũng không có vì thiện thiên hạ phẩm chất cùng đức hạnh, nhưng ở nhìn đến những ngày thời điểm, một cỗ khó hiểu nộ hỏa vào trong nội tâm thiêu đốt. Chư Hồng cộng cả người là huyết, buồn bã nhìn qua thành bên trong huyết thay. Chư Hồng cộng từ từ trèo lên độ cao, rơi tại tường thành bên trên. Thành bên ngoài thế giới, lệnh Lục Châu chấn động, lít nha lít nhít tu hành người, bách tính, binh sĩ, khắp thành hạ, trong vòng phương viên trăm dặm, toàn bộ đứng đầy người. Cùng với mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm thi thể, có người thi thể, có hung thú thi thể, cùng người sống, hình thành so sánh rõ ràng. Chiến hậu thành bên trong, người sống nhóm, từng cái đi ra. Chư hồng cộng khó khăn giật giật miệng, dùng hết hắn tàn dư nguyên khí lực lượng, gọi nói, ta nhóm. Thắng, thành bên ngoài trăm dặm, tất cả mọi người toàn bộ quỳ bái, đinh, thu hoạch đến 522.420 người quỷ bái, thu hoạch đến 522.420 điểm công đức. Chư Hồng Cộng nhắm mắt lại, lộ ra mỉm cười, hướng phía dưới rơi xuống. Cũng chính là lúc này, Triệu Hồng phất đạp lấy đương khang bay lượn mà đi, chỉ tiếc Lục Châu không nhìn thấy một màn này, Chư Hồng Cộng mất đi ý thức, Lục Châu nhìn đến chính là một mảnh hắc ám, đinh, ngài đệ tử Chư Hồng Cộng đã thỏa mãn xuất sư điều kiện, mời hỏi phải trăng xuất sư. PS, hai hợp một năm ngàn chữ hôm nay tổng một vạn chữ, tương đương với tăng thêm, chu một cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu, phía sau ai có thể tiếp nhận cơ lão ma nô hòa. Lục Châu đã không có ý nghĩ cùng thời gian đi suy nghĩ vì sao chư hồng cộng hội xuất sư. Nhìn đến chư hồng cộng cái này bức thảm trạng, sống chết không rõ, hắn nghĩ tuyển trạch, cự tuyệt xuất sư. Hắn hồi tưởng lại chư hồng cộng nhập môn hết thảy quá khứ. Không có thiên phú, không có tu luyện khả năng, dựa vào thái hư hạt giống, đại đại cải tạo hắn thể chất hắn ăn vô số đau khổ, không so hắn các sư huynh ít, hắn rất nhu nhược nhát gan, có lúc thích ỷ thế hiếp người, ngẫu nhiên cũng hội xông pha chiến đấu, hiển lộ nam nhân phong phạm, hắn sợ hãi đắc tội sư huynh, sợ hãi sư phụ, ma thiên các bên trong đồng môn đều là hắn nịnh nọt đối tượng. Người người cho là hắn rất ngu ngốc, trên thực tế có lẽ hắn mới là đồng môn bên trong sống đến rõ ràng nhất kia một cái. Có lẽ xuất sư điều kiện, không phải tu vi, không phải công pháp, không phải nào đó cái kỹ xảo hoàn thành. Mà là, một loại vô pháp dùng kiếm đo lường cân nhắc trưởng thành có thể ngăn cản một phương năng lực có thể làm chính mình sự tình mà phụ trách tới cùng có thể nâng lên vốn có gánh nặng chư hồng cộng làm đến thuận theo bản tâm lục châu thu hồi thần thông thầm nghĩ xuất sư đệ tử xuất sư nhập thế sau sẽ hội sư phụ cung cấp càng nhiều ban thưởng đinh ngài đệ tử chư hồng cộng thành công xuất sư ban thưởng ngẫu nhiên tạp một chương sử dụng này tạp sẽ hội ngẫu nhiên ban thưởng một kiện chân quý đạo cụ chư hồng cộng xuất sư về sau thu hoạch đến khai sơn lập phái truyền đạo thụ nghiệp tư cách, đồ tôn hạn mức cao nhất ba người, điều giáo chưa hồng cộng không lại thu hoạch đến điểm công đức. Sử dụng, ừ, thu hoạch đến sơ thủy tạp một chương. Cái này không có rồi, ở trong mắt tần đế, lúc này lục châu giống là xa vào ngần người trang cảnh, hắn cười thỏa mãn lên, nói ra, như thế vẫn chưa đủ, ngươi là cân bằng người, cũng đến nhận thiên địa ràng buộc trói buộc, quy khư trận dùng địa vì cơ, dùng thiên vì lao. Trận bên trong người, đều hội cho chấm chôn cùng, đây cũng là tần đế phía trước không có gấp gáp đối tất cả mọi người hạ thủ nguyên nhân. Tần đế không khỏi bật cười, cười a à à tiếng truyền khắp cả cái quy khư trận, vô cùng làm người ta sợ hãi. Mỗi cái không gian độc lập bên trong tu hành người, thấy cảnh này, cũng là lắc đầu liên tục. Hắn điên, người điên, tần đế ánh mắt liếc nhìn đám người, lòng bàn tay hướng phía dưới, tinh bản nở rộ. Dùng dưới chân làm trung tâm, tinh bản khắp cả cái quy khư thật. Tất cả không gian hợp nhất, ly sơn tứ lão xuất hiện trọng thương thoi thóp tứ đại thị vệ xuất hiện. Cả cái không gian liền giống là lập thể cửu cung ô, lục châu ở vào trung tâm nhất, những người khác phân loại bốn phương tám hướng. Không gian hợp nhất phía sau, đám người liền tụ hợp. 49 kiếm bị thương không nhẹ, cấp tốc bay đến tần nhân Việt thân sau. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Minh Thế Nhân đều tự quy vị, cầm tức phía trước. Ly Sơn tứ lão nhìn lấy tóc tai bù sù tần đế lúc, phi thường khó hiểu, thôi mình quảng hỏi, bệ hạ ngươi cái này là tần đế ánh mắt có chút tan rã trạng thái tinh thần uể oải nhưng mà ý chí lại càng ngày càng kiên định nâng tay phải lên hướng về phía trước nhất chỉ giết sạch ly sơn tứ lão nhìn về phía trước có chút niềm tin không đủ hắn nhóm không hề động tần đế nhìn ra bọn hắn ý nghĩ thế là lại chụp một đạo tinh bàn tinh bàn hướng bốn phía dập dờn lan tràn cả cái hoàng thành mà sau hàm dương quy khư trận bên ngoài cấp thiết muốn đi vào phạm trọng nhìn lấy u minh điện phương hướng lại lại bất lực. Hắn nhìn đến số lớn tử sĩ, lướt về phía quy khư trận. Tần đế bồi dưỡng tử sĩ, chấm than ngoặc kép, phạm trọng nhíu mày, quy khư trận có thể tiến không thể ra, xin lỗi hai vị. Phạm mỗ bất lực, sớm đã có truyền ngôn, tần đế bồi dưỡng một nhóm tử sĩ, hắn nhóm bình quân thực lực có thể cùng 49 kiếm, tam thập lục thiên cương cùng sánh vai, hiện nay tận mắt nhìn thấy, truyền ngôn là thật. Số lớn tử sĩ lướt vào quy khư, hơn trăm người đội ngũ, toàn bộ thân khoác ngân sắc khôi giáp, xuất hiện sau lưng tần đế. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một lúc, tần đế nói ra, giết bọn hắn. Nhiều như vậy tử sĩ dùng chết tương bác, ai có thể làm? Dù là cái gì gọi cũng không biết, cái hội tự bạo, cũng có thể dùng giết sạch địa phương đi. Mặt tướng lĩnh mệnh, hơn trăm người hướng lấy phía trước bay đi, ly sơn tứ lão lòng tin phóng đại, đồng thời lơ lửng mà lên. Tứ đại ngụy chân nhân, xuất hơn trăm tên tử sĩ, bay về phía trước lướt quy cơ trần hơi yếu hóa xu thế. Tần đế ho kịch liệt thấu mấy lần, lại tế ra tinh bàn, tay không hướng lấy mệnh cách của mình một nhấn. Kết, mệnh cách bên trong lực lượng phát tiết ra ngoài. Bắt nguồn từ quy khư, còn tại quy khư, tần đế đã khám phá sinh tử. Tần nhân Việt rất không yêu thích cái này dạng trường hợp, hạ lệnh, lui lại. 49 kiếm cùng ma thiên các đám người đồng loạt sau bay, bay đến nhất định không gian thời điểm, quy khư trận ngăn trở hắn nhóm. Cái này lúc, lục châu nhẹ đạp nhẹ đất, lơ lửng tại thiên không bên trong, ngăn trở ly sơn tứ lão cùng trăm người tử sĩ phía trước. Lục châu vị trí, liền giống là cờ tướng bên trong sở hà hán giới, Hậu phương là tần nhân Việt, 49 kiếm, ma thiên các đám người, phía trước là ly sơn tứ lão, trăm người tử sĩ. Bất đồng là, song phương tướng xoáy một trước một sau. Tần đế chính là trốn ở hậu phương, tướng, muốn đem hắn quân, tất trước đánh bại những này người. Lục Châu xuất hiện, lệnh Ly Sơn tứ lão ngừng lại hắn liên tục xác nhận sơ thủy tạp hiệu quả, sơ thủy tạp, có thể lựa chọn nhất chủng đạo cụ tạp thiết lập lại vì ban đầu giá cả, duy trì liên tục thời gian 10 giây, 10 giây sau khôi phục bình thường giá cả, giới hạn mua 100 tấm, không ảnh hưởng giá cả ba động Muốn lựa chọn mục tiêu rất nhiều, nhưng chỉ có một chương tạp, lục châu nhất là trung tình, trí mệnh nhất kích. Hắn rõ ràng nhớ rõ cái này chương tạp ban đầu giá cả, 500 điểm công đức. Tin tưởng bất luận kẻ nào ứng đối loại cục diện này đều biết như thế nào làm ra tuyển trạch, Bên trên, Ly Sơn Tứ Lão lập lại chiêu cũ, dùng thôi minh quảng đứng đầu, hướng về phía trước đánh ra, cửu tự chân ngôn thủ ấn, bên trong đại trùng hư bảo ấn. Theo sát phía sau là độc toàn ấn, ngoại viên huyền ấn cùng nhật nguyệt ấn. So với lần trước cường thế đến nhiều, cái này là tứ đại, ngụy chân nhân, một kích toàn lực. Bốn đạo trưởng ấn bao trùm, sở hà hán giới, thôi minh quảng thiếp trên đại trùng hư bảo ấn, trong chớp mắt đến lục châu trước mặt. Vì sao không trốn không né, thôi minh quảng nhíu mày. Lục Châu hờ hững nhấc trưởng, lòng bàn tay trình nghịch kim đồng hồ xoay tròn, vòng xoáy thành cương, đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn, theo thứ tự luyện vòng mà ra, bởi vì, ngươi còn chưa xứng, chín đạo trưởng ấn, không chút huyền niệm điệp ra va chạm trên ngực thôi minh quảng, trực tiếp xuyên thủng một cái huyết động, đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 1.500 điểm công đức. Pháp thân xuất hiện lại biến mất, một mệnh cách lập tức hao tổn, thôi minh quảng rơi xuống đất, tần đế, ly sơn tam lão, trăm người tử sĩ chấm hỏi chấm hỏi ngập kép liền tại thôi minh quảng thân người cong lại đứng lên thời điểm lục châu lại rơi trưởng lão phu sẽ dạy cho người nhóm cái gì là chân chính đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn đại trùng hư bảo ấn lâm minh đấu giả giai trận liệt tiền hành kim quang chữ triện treo năm ngón tay ở giữa oanh rơi tại thôi minh quảng thân bên trên đinh đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến một nghìn năm trăm điểm công đức mặt đất đập ra năm ngón tay trưởng ấn thôi minh quảng lại mất một mệnh cách Tần Nhân Việt, 49 kiếm, ma thiên các đám người. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngập kép, Lục Châu đi bộ nhàn nhã, đạm nhiên hướng về phía trước. Ly Sơn tam lão quý thực, chu trùng thuật cùng đường tử bình thân thể cứng ngắc. Tần Đế cũng là cảm giác được cổ họng khô khô, không biết nên không nên tiếp tục. Thật, một mực không có dùng tận toàn lực sao, còn chờ cái gì, Tần Đế nội tâm quét ngang, hao tổn gần như bình thường mệnh cách, hắn còn có cái gì có thể dùng quan tâm. Ly Sơn tam lão đánh tới, quy khư trận lập tức bị ba cái giày như tường thành, đủ dùng già thiên cương ấn bao trùm. Tần nhân Việt nhíu mày, Lục Huynh, được hay không? Lục Châu không có trả lời, mà là nhẹ nhõm xuất trường. Ba trưởng tề xuất, đạo môn, độc toàn ấn. Ba đạo trưởng ấn lấy nhỏ thắng lớn, lập tức xuyên thủng ly sơn tam lão trưởng ấn. Phốc phốc phốc, quý thực, đường tử bình, chu trùng thuật thân thể tê dần, cúi đầu nhìn thoáng qua. Hắn nhóm lồng ngực cũng đồng dạng bị xuyên thủng, đinh đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 1.500 điểm công đức. X3, cực lớn trưởng ấn mất đi khống chế, tại nửa đường bên trong liền biến mất. Ba người lộ ra hoảng sợ ánh mắt, vô tận sợ hãi càn quét cả cái quy khư trận, tần đế, lục châu tiếp tục dậm chân hướng về phía trước, trăm người tử sĩ, làm ra một cái cử động điên cuồng. Hơn trăm người đồng thời nhảy vào không trung, xanh cương quấn quanh trường mâu, mắt bên trong ẩn chứa sát ý, ôm lấy quyết tâm phải giết, thấy chết không sởn ý chí, như châu chấu đồng dạng, đồng thời nhào về phía lục châu tần đế cảm thấy trái tim phanh phanh trực nhảy hắn giết qua rất nhiều người gặp qua nhất mùi hôi tiên huyết bẩn thỉu nhất đầu lâu thảm thiết nhất chiến trường phức tạp nhất nhân tâm chết lặng tần đế cao cao tại thượng bạo quân tiếng lòng cơ hồ không hội ba động lúc này vậy mà phanh phanh bắt đầu nhảy lên hắn đang khẩn trương một dạo nín thở quyền đầu nắm chặt nhìn lấy hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra đến hơn trăm tên tử sĩ hoàn thành nhiệm vụ này hơn trăm người giống như hơn trăm con dã lang, toàn bộ đem sinh tử không để ý, giết, gọi tiếng rung trời, sát âm cùng chiến ý tràn ngập quy khư trận. Lục Châu bình tĩnh ngẩng đầu, song trưởng nhấc lên, hai tay triển khai, hai tay áo phất một cái. 90 đạo trưởng ấn, mạn thiên phi vũ, ổn chữ đi đầu, lưu lại sáu tấm. Quy khư trận bên trong, tất cả tu hành người, bao quát chân nhân cấp bậc tần nhân Việt, tần đế, cũng nhìn đến cuối cùng cả đời khó quên mà hùng vĩ một màn. Lục Châu phất tay áo ra trưởng ấn, như đầy trời kim sắc hồ điệp, vạch phá bầu trời, ở không trung lưu lại một đạo kim quang, phân biệt đánh trúng 90 tên tử sĩ. Tiếp theo chính là 90 tòa thiên giới lượn quanh sừng sững tại quy khư trận bên trong, giống là hoa quỳnh đồng dạng, chán phóng bọn hắn sau cùng quang mang. Sau đó lùi về thân thể, đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 1.500 điểm công đức. X 90, mà toàn bộ trọng thương, phun ra tiên huyết, thành huyết vũ rơi xuống. Dưới đất nhuộm đỏ tiên huyết. 90 người theo thứ tự rơi xuống, thân như lông hồng, mệnh như cỏ rác, không chút huyền niệm nghiền ép, đơn phương chúa tể. Đây chính là lục huynh chân chính thực lực, tần nhân Việt nhìn đến con mắt đăm đăm, tần đế cũng là như đây, hắn chợt nhớ tới lục châu đã nói, lão phu chưa dùng hết toàn lực. Bây giờ nghĩ lại, đây cũng không phải là là một câu hù dọa người nói dối. Tần đế lảo đảo lui lại, thân thể không khỏi run dày. Tinh thần ý chí triệt để sụp đổ, ngồi liệt xuống dưới còn lại 10 tên tử sĩ, đến Lục Châu trước người. Lục Châu lòng bàn tay hướng về phía trước, theo lấy trưởng ấn tiến lên, hư ảnh lóe lên. Mười người như vụn cát, bay tứ tung tứ phương, đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 1.500 điểm công đức. X10 Lục Châu thân hình nhất định, xuất hiện tại mọi người chính giữa, biểu tình như trước đây bình tĩnh. Hắn liền an tĩnh như vậy lơ lửng không chung, quan sát bốn phía, đều là bụi bạm sâu kiến, đương thời bên trong, duy hắn vô địch, trước nay chưa từng có nguyên khí phong bạo tàn phá bừa bãi qua đi, quy khư trận bên trong, yên tĩnh như ban đầu. Lục Châu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào tần đế, hồi lâu, mới hỏi, còn muốn chống cự sao? Cái này hỏi một chút, như sau cùng một cọng rơm, đẻ gãy tần đế tất cả hy vọng, phá diệt tất cả ảo tưởng Phốc, tần đế cuồng thổ một miệng tiên huyết, tóc đen một ý niệm hóa thành tóc trắng, mặt như tiều tụy, hai mắt ao hãm, làn da xóa tung, nếp nhăn như khe rãnh. Bệ hạ, chúng tử sĩ hô, ly sơn tam lão cũng là cực kỳ bi ai khó chịu. Quân để thần chết, thần không đến bất tử, thần các loại thà rằng chết ở trên chiến trường, cũng không nguyện ý sống tạm tại an nhàn bên trong, tử sĩ thủ lĩnh dẫn đầu công kích. Lục Châu lắc đầu, hạ lệnh, lão phu liền thành toàn người nhóm, vung tay lên. Ma thiên các vô chính hải, ngu thượng nhung, minh thế nhân hóa thành hư ảnh lao đi. Quét ngang trăm người tử sĩ, hắn nhóm vốn là trọng thương, lại thế nào khả năng là ma thiên các đám người đối thủ. Tám mệnh cách bình quân thực lực, bị tập thể hàng một mệnh cách, tại hai mệnh quan trước mặt, không khác một chuyện cười thôi. Đao cương cùng kiếm cương, kịch chiến trăm người tử sĩ. Nhìn lấy đơn phương nghiền ép cục diện, tần nhân Việt biết rõ hắn không cần thiết xuất thủ. Mà là đi tới, nhìn thoáng qua ly sơn tứ lão. Lại nhìn một chút mặt xám như cho tần đế, còn chưa từ bỏ ý định sao? Tần nhân Việt nói ra, tần đế thở dài ra một hơi nói ra, chấm tâm đã chết, không lời nào để nói, đúng lúc này một thân ảnh lướt về phía tần đế, xoẹt, câu nhận vạch qua hắn yếu hại, tiên huyết vẩy ra, đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 1.500 điểm công đức. Tần đế bay ngược ra ngoài, đâm vào u huyền điện bên trên. Lại phun một ngụm tiên huyết, người xuất thủ, chính là Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân ánh mắt bên trong đều là sát cơ, âm thanh lạnh lùng nói, người đương nhiên không lời nào để nói. Hắn nhóm đều có thể lý giải Minh Thế Nhân vì sao muốn xuất thủ. Mạnh phủ hủy diệt, nói cho cùng, tần đế mới là cuối cùng kẻ cầm đầu. a à, 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 tần đế sinh không thể luyến, chỉ là yên lặng cười, nhìn nhìn Minh Thế Nhân nói, có thể chết trong tay ngươi, chấm. Lòng rất an ủi, ta thành toàn ngươi, Minh Thế Nhân bay lượn tới, từ trên xuống dưới, ly biệt câu tùy tiện xuyên thủng tần đế lồng ngực, đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 1.500 điểm công đức. Oanh, tần đế rơi xuống trên mặt đất, ha ha, tần đế quên mất đau đớn, ý thức bắt đầu hỗn loạn hắn tóc tiến một bước biến trắng, dung mạo tiến một bước giả yếu, tần đế quỳ dạp trên mặt đất, má phải kề sát mặt đất, kỳ thực. Chấm nếu không dùng này trận trận, người vĩnh viễn vậy, phá không, ha ha ha. Tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, khụ 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 khủ, hắn duy trì có mặt kề sát đất tư thế, lòng bàn tay hướng mặt đất một gõ. Ông, bốn phía tràng cảnh biến ảo, quy khư trận dần dần thối lui, tần đế giả nua dung nhan, lộ ra một vệt tiếu dung, ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại thân trước cách đó không xa, tràn ngập cửu hận minh thế nhân, cũng không biết rõ là ý thức hỗn loạn, còn là trước khi chết lời nói cũng thiện, hắn lại dùng rõ ràng không giống với dĩ vãng ngữ khí, thấp giọng nói, hai tử, giết ta. Quy phương trận tiêu thất về sau, bốn phía thi thể khắp dưới đất, phóng tầm mắt nhìn tới, cả cái u huyền điện, đã thành phế tích một mảnh. Hắn cho tới bây giờ đều không phải hoàng đế, bởi vì, hắn là mạnh minh thị, đám người chấn kinh, quay đầu lại, nhìn đến nơi sa mặt mũi tràn đầy buồn bã không được lắc đầu thích phu nhân cùng với nâng lấy nàng triệu dục sắp gặp tử vong tứ đại thị vệ ly sơn tứ lão lần theo thanh âm nhìn về phía triệu dục cùng thích phu nhân nếu như là người khác nói cái này lời nói hắn nhóm hội khịt mũi coi thường nửa điểm cũng sẽ không tin tưởng nhưng là người nói lời này là đã từng cùng tần đế cùng giường chung gối người bên gối thích phu nhân cùng với triệu công tử rất nhiều năm qua hàm dương thành một mực tại suy đoán vì sao tần đế lại đột nhiên đem thích phu nhân đẩy vào lãnh cung, mặc kệ không hỏi, vì sao lại đột nhiên đối triệu dục lạnh lùng như vậy. Đáp án, tịt tới, hắn nhóm nhìn lấy chính mình trung thành mục tiêu, vị kia cao cao tại thượng tần đế bệ hạ, hy vọng hắn có thể cho cái giải thích. Đáng tiếc là, tần đế chỉ là lặng lẽ lắc đầu, mặt mang theo tiếu dung, nửa gương mặt dán tại trên đất, không nhúc nhích tí nào. Triệu dục vịn thích phu nhân từng bước một tiến về phía trước, đến trước mặt mọi người triệu dục nhìn lấy bừa bộn một mảnh u huyền điện, hít sâu một hơi. Hắn cũng là quấn quyết chặt lấy, không ngừng khẩn cầu thích phu nhân, thích phu nhân mới nói ra chân tướng. Cái này chân tướng, để hắn tại triệu phủ sững sờ hồi lâu. Cân nhắc đến lục châu cùng minh thế nhân quan hệ, triệu dục cùng thích phu nhân chạy tới. Không trung tràn ngập mùi máu tươi, lệnh thích phu nhân cảm thấy không tốt. Hai người tới trước mặt, nhìn về phía nằm trên mặt đất khuôn mặt tiểu tụy tần đế. Thích phu nhân nói ra, mạnh tướng quân, ta nói đúng sao? Chấm, phu nhân trực tiếp ngắt lời hắn, nói ra, đều đến mức này, ngươi còn muốn ẩn giấu đi. Có ý nghĩa sao, sợ hãi chết về sau, gánh thí quân tiếng xấu thiên cổ. Tần đế song trưởng chống đất, dùng tận khí lực toàn thân, ngồi dậy đứng dậy, lại không một người trợ giúp hắn, hắn hướng sau chuyển, xa ba, bốn mét khoảng cách hoa một hồi lâu, mặt đất kéo ra huyết ngân. Tựa ở bậc thang bên trên, ao hãm hai mắt, ngay tiếp thích phu nhân ánh mắt, nói ra, thích phu nhân, người rất thông minh thần thiếp cùng bệ hạ cùng giường chung gối nhiều năm lại thế nào khả năng không hiểu rõ hắn thói quen hắn không yêu thích đàn hương không yêu thích nghiêng người ngủ thậm chí cũng không yêu thích nước nóng rửa mặt hắn thích nằm thẳng thích nước lạnh rửa mặt thích phu nhân bắt đầu nói lên chuyện cũ hiện tại nghe tới rất nhiều chuyện đều không nhịn được cân nhắc đáng tiếc liền là không ai dám hướng cái này phương diện hoài nghi cứ việc mạnh tướng quân rất cố gắng bắt chước cùng học tập nhưng mà rất nhiều thứ là lạc ấn tại cốt tủy bên trong, sẽ không cải biến, thích phu nhân nói ra. Tần đế ha ha cười nói, cái này là chấm đánh xuống giang sơn, dựa vào cái gì cho hắn. Thích phu nhân không nói gì, tần đế câu nói này cũng mang ý nghĩa, hắn thừa nhận chính mình thân phận. Minh thế nhân ánh mắt phức tạp nhìn lấy cao tuổi tần đế, lùi lại ba bước. Tần đế tiếp tục nói, tại tiến đánh tấn quốc phía trước, chấm cùng tây khất thuật, bạch ất hai vị tướng quân, công thành đoạt đất, anh dũng giết địch, khu trừ man di một định giang sơn có thể người biết rõ hắn làm cái gì thích phu nhân con mắt hơi mở có chút giận dữ mà nói mặc kệ bệ hạ làm cái gì ngươi bất trung bất nghĩa bất hiếu tần đế không hề bị lay động tại quá khứ rất nhiều năm thời gian bên trong hắn đều tại tự hỏi phản bội cùng trung thành mới đầu mấy năm trạng thái tinh thần ý chí cùng tâm lý mỗi ngày đều sâu nhận tra tấn hắn liền tại thống khổ như vậy hoàn cảnh bên trong luyện liền ý chí sắt đá tần đế mạnh minh thị Lộ vẻ kích động nói, hắn sợ hãi ta công cao trấn chủ, sợ hãi ta cầm binh, sợ hãi ta kỵ binh mưu phản. Ha ha, Hào Sơn một chiến, tử thương vô số, hắn ngược lại tốt, rõ ràng có thể dùng sớm chút chi viện, hết lần này tới lần khác kéo tới lưỡng bại câu thương. Hắn ngư khí nhất biến, con mắt trừng lớn, như là người tận mắt thấy chính mình đổ đao chém vào chính mình người thân bên trên thời điểm, người liền sẽ rõ ràng, hắn đáng đời. Đám người nghe đến âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới Hào Sơn một chiến còn cất giấu nhiều bí mật như vậy cùng chuyện cũ. Tần đế, mạnh minh thị, ho khan vài tiếng, tóc chóc ra, nói chuyện càng ngày càng không có khí lực, đành phải đè thấp tiếng nói, nói ra, ta mạnh minh thị tung hoành thiên hạ nhiều năm, người người cho là ta sợ. Lại không người nào biết ta thực lực chân chính, đừng nói là tần đế, cho dù là chân nhân, ta cũng không để vào mắt. Người không chết, liền là ta vong, quân để thần chết, thần không được không chết. Nhưng mà, thần muốn thi quân, người nào quân có thể địch, chấm than ngoặc kép, câu nói sau cùng, cơ hồ cắn răng chừng mắt nói ra, đều đến mức này, hắn lại vẫn có cái này lớn oán hận cùng ý chí, cái này mềm dai tính, cái này khí thế, lệnh người không rét mà run. Tự xương cải biến, cũng mang ý nghĩa đầu của hắn rất thanh tỉnh, từ quá khứ, hoàng đế mộng, bên trong triệt để thanh tỉnh lại. Lục Châu tại lúc này mở miệng, biểu tình bình tĩnh nói, chuyện cho tới bây giờ, người không hối hận. Cho tới bây giờ không có hối hận, từ xưa trung hiếu không thể song toàn, hắn đối ta bất nghĩa, ta liền không cần lại chung, tần đế, mạnh minh thị, ha ha cười ra tiếng, một liền mấy cái ha ha, cơ hồ kéo giải ý, kém điểm không có chỉ hoãn qua đến, hào sơn một chiến, ta giết tất cả mọi người. Ta là duy nhất sinh tồn người, từ đó về sau chấm liền là nhất quốc tri quân, chấm đến quản lý thiên hạ. Đại cầm thiên hạ, bách tính an cư lạc nghiệp, ca múa mừng cảnh thái bình, tu hành giới bình tĩnh an định. Thiên hạ tử dân, tất cả mọi người hẳn là cảm kích chấm chấm hẳn là danh thùy thiên cổ lục châu lắc đầu nói danh thùy thiên cổ vĩnh viễn là tần đế danh tự mà không phải mạnh minh thị người mạnh minh thị gánh vác là thí quân phản loạn tội danh trước khi chết còn muốn kể một ít không có ý nghĩa nói dối người cảm thấy hữu dụng không thích phu nhân lắc đầu nói tần đế mạnh minh thị nói ra cái này không phải nói dối đây đều là sự thật đáng tiếc a à, đáng tiếc chỉ thiếu một chút chỉ thiếu một chút liền có thể tiến thêm một bước rất khó tưởng tượng tất cả mọi người kính sợ tần đế lại là một vị vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người vì ngươi đế vị cho nên ngươi tuyển trạch đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng tịch thu chẳng mạnh phủ lục châu hỏi vấn đề này thẳng đâm mạnh minh thị nhược điểm làm hắn con mắt bỗng nhiên trợn to một hơi nghẹn tại trong cổ họng biểu tình cùng mắt bên trong phức tạp khó phân biệt hắn lúc khóc lúc cười nói mạnh phủ không được chọn đại cầm không được chọn trên đời này sao có thể cho phép hai cái mạnh minh thị xuất hiện đâu hết thảy chân tướng đại bạch minh thế nhân một cái bước xa phóng tới trước bắt cổ áo của hắn nói ra hổ dữ còn không ăn thịt con ngươi ngươi liền xúc sinh cũng không bằng ta giết ngươi lòng bàn tay vừa nhấc ngưng khí thành cương thành đẻ xuống chi thế mạnh minh thị nhìn chằm chằm minh thế nhân triệt để ao hãm đi xuống hai mắt cố gắng trợn to biểu tình khẽ nhúc nhích miệng há ra một hấp nói ra như là có thể giải trong lòng ngươi cửu hận kia ngươi liền động thủ đi ngươi cho rằng ta không dám chấm than ngoặc kép, hưu, nhận cương rơi xuống, đám người khẩn trương nhìn lấy một màn này. Kia nhận cương rơi tại cổ của hắn nửa tấc chi chỗ lúc, ngừng lại. Mạnh minh thị không trốn không né, hắn còn có mười mệnh cách, mặc dù hắn sắp gặp tử vong, cái này mười mệnh cách như là bão phát đi ra, cũng đủ dùng đem minh thế nhân đánh bay. Nhưng mà hắn không có làm như thế, mạnh minh thị nở nụ cười, cười cười khóc lên, ta thẹn với mạnh gia liệt tổ liệt tông, ta thẹn với mạnh gia liệt tổ liệt tông ta thẹn với mạnh gia liệt tổ liệt tông, trong mồm không ngừng mà lặp lại lấy câu nói này. Hắn nhấc lên giàn mua đại thủ, một phát bắt được minh thế nhân cánh tay, kia một cái lão cốt đầu, bắn ra lực lượng mạnh mẽ, nói ra, giết ta, giết ta. Đám người sụt xịt không thôi, không có người ra tay giúp minh thế nhân, cũng không có người mở miệng cho hắn bất luận cái gì đề nghị. Mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, thanh quan khó đoạn việc nhà. Cái này là chính hắn sự tình, lẽ ra phải do chính hắn giải quyết siêu siêu siêu, u huyền điện bốn phía, xuất hiện lít nhà lít nhít cấm quân, binh sĩ, cùng với tu hành người. Thiện sấm hoàng cung người, giết không tha, mạnh minh thị nói ra, nhìn thấy sao? Chấm các tướng sĩ, là có nhiều trung thành, nhân tâm, hắn như có chấm một phần vạn, chấm lại sao lại đi tới con đường này? Động thủ đi, giết ta, thiện sấm hoàng cung người, giết không tha, kỳ thực hắn nhóm cũng không có đem những này người để vào mắt. Lục Châu nhìn lướt qua bốn phía, lại nhìn một chút u huyền điện phương hướng nói ra, ngươi nói lão phu phá không này chân. Cái gì, lão phu liền phá cho ngươi xem một chút, siêu, lục châu gión mũi chân, thẳng tắp bay vào không trung bên trong. Lòng bàn tay hướng lên, tinh xảo nhanh nhẹn vị danh kiếm xuất hiện. Đám người ngừng đầu nhìn về phía không trung bên trong lục châu. Bao quát những kia vây quanh binh sĩ, cấm quân, cùng với tu hành đám người, cũng là ngừng đầu, có chút nghi hoặc nhìn lấy không trung người, không biết rõ hắn muốn làm gì vị danh kiếm một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia thành tám, tám chia thành mười sáu. Càng chia càng nhiều, quay quanh hắn thân, hình thành một vòng. Tiếp theo là kiếm cương, lan tràn ra phía ngoài, giống như băng tinh, chiếu lấp lánh. Chân đạp hư không, kim liên kéo cùng, mấy hơi thở phía sau, hơn trăm vạn đạo kiếm cương khắp không trung. Lục Châu không có đỉnh chỉ ngưng kết kiếm cương, trăm vạn đạo kiếm cương, tại mấy hơi thở phía sau, lại phân cách mấy lần. Vụt, ngàn vạn đạo kiếm cương đã thành áp thành chi thế lục châu hai chỉ dẫn động vị danh kiếm hướng về phía trước một đầy vô số kiếm cương hóa thành mưa sao băng hướng lấy bốn phương tám hướng vây công đi lên binh sĩ cùng tu hành người bay đi hiu 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 kiếm cương như du long quán xuyên bát phương dán vào mỗi một cái người bên người bay lượn xuyên qua bên tai dưới nách giữa hai chân xuyên qua chân trời hoàng cung hành lang ngói lưu ly li, xuyên ra tường thành hàm dương thành bên ngoài đường đi bên trên Lục Châu đơn trưởng khống chế lại vị danh kiếm, bám vào thiên tướng lực lượng, phóng lên tận trời. Tần nhân Việt nhịn không được vỗ tay nói, thế gian có thể đem kiếm đạo khống chế như này thuần thục, đạt đến tạo hóa cảnh giới, chỉ sợ chỉ có lục huynh, am hiểu sâu kiếm đạo ngu thượng nhung cũng là kinh ngạc vô cùng nhìn lấy đầy trời kiếm cương. Tiểu Diên nhi đầu dò xét qua đến, nhìn xuống bên trái vu chính hải, lại nhìn một chút bên phải ngu thượng nhung, thấp giọng hỏi, đại sư huynh, nhị sư huynh cũng có thể làm được a? À? Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung giao động xuống. Kém xa, đây là đang làm cái gì? Nguyên Lang hỏi, 49 kiếm sở tu cũng là kiếm đạo, hắn nhóm am hiểu kết trận, am hiểu kiếm đạo, am hiểu làm các loại lòe loẹ loẹt kiếm chiêu. Lục Châu cái này một tay bay đầy trời kiếm, đem hoa lệ, suy diễn đến cực hạn. Hắn nhóm cảm thấy không bằng, ta cảm nhận được đạo lực lượng, tần nhân Việt nói ra. 49 kiếm gật gật đầu, chân nhân cấp bậc cao thủ, điều động đạo lực lượng lượng là bình thường bất quá lợi dụng đạo lực lượng lượng tăng phúc kiếm cương, cũng là lần đầu tiên gặp. Trên thực tế, Lục Châu cảm giác được đạo lực lượng lượng tồn tại, là với lại. Vô lượng thôi diễn thần thông, tại thiên tướng lực lượng trợ giúp hạ, hắn nhìn đến quy khư trận nhược điểm. Phía trước có cao ngăn cản quấy nhiễu, nếu là thật sự đi phá giải, đích xác không có kia dễ dàng. Hiện tại không người ngăn cản, hắn có thể an tâm chuyên chú đem quy khư trận hủy đi. Quy khư trận đích xác là hiếm thấy gặp một lần thượng cổ kỳ trận, là xa xa cao hơn thập tuyệt trận trận pháp nhược điểm của nó cũng lại không u huyền điện phía trên trận vòng lên mà là dùng hàm dương làm trung tâm khắp phương viên trăm dặm dùng đại địa vì cơ dùng đô thành cấu tạo làm khung đỡ thiên nhiên cấu tạo khó lường thần trận từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói đích xác không người có thể phá này trận cho dù là biết rõ nhược điểm mạnh minh thị cũng không có biện pháp phá mất này trận trừ phi tìm tới đủ nhiều tu hành người phân bố bốn phương tám hướng nhưng mà Lục Châu dùng cường đại lực khống chế, khống chế vị danh kiếm, không ngừng phát tiết thiên tướng lực lượng, hình thành ngàn vạn đạo cấp bậc kiếm cương. Mạnh Minh Thị sững sờ ngay tại chỗ, tiêu tụy hai mắt, trận đến lớn nhất, toàn thân run rẩy, bờ môi run rẩy, lùi lại mấy bước, thoát ly Minh Thế Nhân khống chế, gục ngã tại bậc thang bên trên. Vô tri có nhiều đáng sợ, người cho rằng đối phương là ếch ngồi đáy giếng, thật tình không biết đáy giếng mới là càng lớn thế giới. Vụt, ngàn vạn đạo kiếm cương đồng thời rơi xuống đại địa run lên giống là địa chấn chấn động đến mấy tên binh lính kia nhóm thân thể lay động ngồi bệt dưới đất cấm quân đại nội cao thủ tu hành người thì là đứng tại chỗ không dám chút nào tiến thêm một bước cái này lúc trong phạm vi trăm dặm kiếm cương đột ngột từ mặt đất mọc lên u huyền điện quang hoa ảm đạm ba phần tất cả kiếm cương dựa theo nguyên lộ theo thứ tự bay về như lưu tinh kiếm cương xuyên qua mỗi người bên cạnh người bên tai thậm chí sát yếu hại lướt qua có chỉ có một phát chỉ cách kiếm cương toàn bộ bay về phía vị danh kiếm khép lại cùng một chỗ kiếm cương quy nhất phá tại ngàn vạn đạo kiếm cương tụ hợp lúc lục châu lòng bàn tay đẻ xuống vị danh kiếm bay về phía u huyền điện trận vòng không muốn mạnh minh thị nghĩ muốn bay lên làm sao cùng dễ ruộng làm gì được bị minh thế nhân một cái níu lại nhấn tại đất bên trên oanh vị danh kiếm xuyên thủng trận nhãn u huyền điện quang hoa hoàn toàn mờ đi xuống dưới mặt đất đường vân cũng ảm đạm không ánh sáng quy khư đại trận mất đi hiệu lực quy khư trận bên trong tất cả năng lượng sinh cơ nguyên khí như hơi nước bốc hơi chậm rãi bay vào chân trời bắt nguồn từ thái hư về tại thái hư mạnh minh thị đè tại ngực bên trong một hơi tiết ra đến tinh thần ý chí cùng với mềm dai tính đều tại quy khư trận hủy đi lúc triệt để sụp đổ rút vây công mà đến binh sĩ đám người bên trong chuyển đến một đạo thanh âm vang dội đám người giống như thủy triều thối lui trong chớp mắt trong hoàng cung không có bóng người ngoặc kép chấm lục châu quan sát mạnh minh thị đây chính là người cái gọi là trung thành mạnh minh thị lắc đầu lục châu nói ra ngươi còn có lời gì muốn nói mạnh minh thị không có lời muốn nói với lục châu hắn chợt phát hiện toàn bộ thế giới đều tối xuống liền giống như quy khư trận hắn nhìn không thấy đồ vật lỗ tai bên trong cũng vang lên vù vù âm thanh chỉ có ù tai âm thanh nghe không được người khác nói cái gì Đón lấy, hắn cảm giác được đan điền khí hải kịch liệt héo rút. Nhanh, nhanh, giết ta, giết ta, mạnh minh thị bổ nhào về phía trước, nhào về phía minh thế nhân. Minh thế nhân cho dù lại hận, lại như thế nào có thể làm được ra giết chóc cử chỉ, cắn răng lui lại một bước. Cũng chính là lúc này, mạnh minh thị bỗng nhiên bạo phát cương khí, chế trụ minh thế nhân. Minh thế nhân quay người tế ra cương khí, oanh, mạnh minh thị cứng ăn, minh thế nhân điều khiển ly biệt câu, vạch hướng mạnh minh thị lồng ngực. Phúc một khối huyết nhục văng tung tóe mạnh minh thị ngạnh kháng một màn này để hắn nhớ tới hảo sơn trong trận chiến ấy cùng địch nhân chém giết chàng cảnh đến không kịp nhấm nháp vết thương mang đến đau đớn chiến ý cùng cửu hận xua tan tất cả sợ hãi hy vọng cùng hòa bình vĩnh viễn là chiến trường ước mơ chủ đề đáng tiếc tất cả những thứ này đều đem đi xa mạnh minh thị buộc lại minh thế nhân ầm rời đi mặt đất bay lượn u huyền điện tứ sư huynh lão tứ Mạnh Minh Thị cái này chủng hoàn toàn không để ý tới sinh mệnh đấu pháp, phá vỡ hắn đi qua cả đời phong cách chiến đấu, cũng là lệnh Minh Thế Nhân khó dùng trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát. Hưu, vị danh kiếm từ phía chân trời bên trong phá không mà đến, đâm xuyên Mạnh Minh Thị lồng ngực. Âm, Mạnh Minh Thị tuyển trạch đón đỡ, đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 1.500 điểm công đức. Hắn mảy may không để ý tới lục châu kiếm cương, bạo phát toàn lực, đem Minh Thế Nhân trói buộc, một trưởng vỗ hướng Minh Thế Nhân sau lưng. Phốc, Minh Thế Nhân mệnh cung xuất hiện, Minh Thế Nhân giọng căm hận nói, lão bất tử, người còn chưa từ bỏ ý định. Người giết không ta, mạnh Minh Thị lắc đầu, a, à, chẳng muốn giết người, người đã sớm chết, lão tứ nguy hiểm. Hủy mệnh cung, có thể trực tiếp phá hủy tất cả mệnh cách. Đúng lúc này, một khỏa lóe ra hàn quang Minh Châu, lơ lửng tại u huyền điện bầu trời. Ngươi còn không từ bỏ, lục châu thanh âm bay tới, mạnh minh thị nhìn lấy hạt châu kia, tế ra mệnh cung của mình, hắn không có hướng lấy mình thế nhân mệnh cung hạ thủ. Hắn biết rõ, một ngày kia làm, cái khỏa hạt châu này, liền hội triệt để hủy diệt hắn. Hắn nhấc lên mục nát già nua đại thủ, run run rẩy rẩy nói, thật, đại thủ hướng lấy mệnh cung của mình bên trong ra sức vồ một cái. Xoẹt, người điên, tần nhân Việt nói, hắn tại làm gì, đào mệnh cách của mình, mạnh minh thị đại thủ hướng lên, liên tỏa mệnh cung hướng lấy lục châu tử lưu ly li bay đi. Toàn thân nhất chuyển, đem trong lòng bàn tay mệnh cách chi tâm, hướng lấy. Minh Thế Nhân mệnh cung bên trong nhấn tới. Cạch, một cỗ trước nay chưa từng có đau đớn, đánh tan Minh Thế Nhân. Ha ha ha, mạnh Minh Thị nhấn hà mệnh cách tri tâm lúc, điên cuồng nở nụ cười, song trưởng đẩy hướng Minh Thế Nhân, Minh Thế Nhân bay ngược lại vào điện. Minh Thế Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt như như nhãn, nhìn chằm chặp hai tay đung đưa, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười mạnh Minh Thị. Hắn mệnh cách bạo tạc lúc, tử lưu ly li băng phong bất động năng lực cũng tại lúc này một cùng bạo phát. Mình thế nhân nhẫn nhịn toàn tâm đau đớn, hung hăng chụp về phía mệnh cung, ta chê nó bẩn. Chấm than ngoặc kép, phanh, phanh phanh phanh, chấm, liền là để cho ngươi một đời hận, vì chấm, hào hào, sống, vì mệnh phủ, mạnh minh thị hóa thành băng điêu. Mặc kệ hắn thân phận như thế nào, Lục Châu đều phải lợi dụng hằng cầm xuống mạnh minh thị. Mạnh minh thị đã gần như vạn vẹo, cực hạn mà điên cuồng, có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Không có người biết mạnh phủ phía trước phát sinh qua cái gì, từ minh thế nhân thái độ có thể nhìn đến một ít mánh khóe. Cho dù là bọn họ thân bên trên chảy đồng dạng tiên huyết, có thể để cho một cái người sinh sinh cái này đại hận ý, đã từng sở tắt sở vi đến để người bao nhiêu thất vọng. Minh thế nhân còn tại không ngừng mà vuốt mệnh cung, phanh phanh rung động, nghĩ muốn đem viên kia đến từ mạnh minh thị mệnh cách chi tâm bước đi ra. Thời điểm then chốt, hắn sợ, hắn không có mạnh minh thị lúc sắp chết ngoan kinh. Hắn ngồi xuống, ác tâm buồn nôn, đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 1.500 điểm công đức. x người đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 2.000 điểm công đức, địa giới tăng thêm 1.000 điểm. Băng điêu vỡ vụn ra, rơi xuống dưới đất, ly sơn tứ lão máu me khắp người, vô cùng thê thảm nhìn trên mặt đất đã là bã vụt, tần đế, không biết có cái gì cảm tưởng, Lại là mạnh minh thị, vì sao? Thôi minh quảng khó khăn leo ra hố sâu, từ bỏ chống cự. Ly sơn tứ lão nơi nào còn có tâm tình chiến đấu. Hắn nhóm trung thành lâu như vậy người, không phải tần đế mà là thí quân mạnh minh thị còn có sao loại sự tình này ác tâm sao hắn nhóm khó dùng tiếp nhận sự thực như vậy từng cái hai mắt vô thần thích phu nhân quay đầu nhìn thoáng qua ly sơn tứ lão nói ra tần đế bệ hạ sớm đã băng hà ai ngươi nhóm trung thành có giá trị khẳng định đáng tiếc trung sai người thích phu nhân ngài ngài biết rõ vì sao không nói sớm thôi minh quảng hỏi nước không thể một ngày không có vua hào sơn một chiến về sau thiên hạ dung chuyển cần gấp yên ổn huống hồ liền tính ta nói hội có người tin sao thích phu nhân bất đắc dĩ nói hắn liền mạnh phủ trên dưới nhiều như vậy đầu nhân mệnh đều có thể không muốn kia hắn vì sao không có đối với ngài động thủ thôi minh quảng nói ra bởi vì chỉ có ta biết rõ kim bài bí mật thích phu nhân nhìn về phía nơi xa ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ hắn từ hào sơn trở về ngày thứ nhất ta liền biết rõ tần đế không lại là tần đế có thể ta chỉ có thể nhẫn nhịn hắn vì thu hoạch kim bài bí mật đủ kiểu đe dọa uy hiếp hắn một phương diện muốn giết người diệt khẩu, một phương diện lại nghĩ đến đến bí mật. Hắn tìm người đả thương ta, đối ta hạ độc, cho đến ta nằm trên giường không lên. Thích phu nhân thở dài một tiếng, tác nghiệt, nghe lấy mẫu thân trình bày, triệu dục nghĩ lại phát sợ. Hắn từng mấy lần trước mặt cãi mạnh minh thị, là một nhi tử hẳn là có phản nàn cùng tâm tình tiêu cực. Hiện tại hồi tưởng lại, mạnh minh thị có vô số lần cơ hội giết hắn. Kim bài bên trong đến cùng ẩn giấu cái gì bí mật. Lục Châu quay người, nhìn về phía thích phu nhân. Thích phu nhân nói ra, là một chương tàng bảo đồ, cái khác ba khối kim bài ở đâu? Lục Châu hỏi, thích phu nhân chỉ chỉ U huyền điện, nói ra, trừ U huyền điện, ta thực tại nghĩ không ra, hắn còn có thể phóng tới chỗ nào? Lục Châu gật gật đầu, phất cánh tay, khổng văn bốn huynh đệ lướt đi vào, bắt đầu tìm kiếm, ba tầng trong, ba tầng ngoài, cơ hồ một cái góc đều không buông tha. Tần nhân Việt đi tới, nhìn lấy dưới đất bã vụt, lắc đầu, thở dài nói, nhớ ngày đó, mạnh tướng quân cũng coi là một đại nhân tài, vì sao lại đi tới con đường này đâu. Nhân tâm khó giỏ, Lục Châu nói, cũng thế, mặc kệ triều đại như thế nào thay đổi, mặc kệ tuế nguyệt thay đổi thế nào. Nhân tâm vẫn y như cũ là trên đời này, nhất khó khống chế đồ vật, tần nhân Việt cảm khái nói. Cái này lúc, không trung bên trong truyền đến thanh âm, hai vị, không có sao chứ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn đến không trung lướt đến Phạm Trọng. Phạm Trọng vội vội vàng vàng, đến Lục Châu cùng Tần Nhân Việt trước mặt, nói ra, Tần Huynh, Lục Huynh, Tần Nhân Việt cau mày nói, người tới có thể thật kịp thời. Phạm Trọng lộ ra lúng túng biểu tình, kỳ thực ta sớm đến, chỉ bất quá, vừa rồi có quy khư trận cản trở, ta một thì tiến không đến, thực tại có lỗi. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Lục Châu nhìn hắn một cái, nói ra, ở đây không có chuyện của ngươi, ngươi có thể dùng đi. Cần thiết trợ giúp thời điểm người lại không, toàn bộ kết thúc mới đến, cái này chủng người không thể thâm giao, cũng không cần thiết giao. Phạm Trọng, Lục Huynh, ta, ngu thượng nhung xoay người, cười nói, không cần nhiều lời, gia sư đã nói rõ. Mời, Phạm Trọng cực điểm xấu hổ, hắn nghĩ nghĩ, hướng lấy Lục Châu các loại người chắp tay xuống, thở dài một tiếng, quay người rời đi. Tần nhân Việt đưa mắt nhìn hắn bóng lưng rời đi, nói ra, từ nay về sau, tần gia cùng Phạm gia cắt đứt hết thảy lui tới. 49 kiếm kho người, vâng, Phạm Trọng hối tiếc không thôi, đáng tiếc thì đã trễ đành phải chật vật rời đi, liền làm chưa từng tới bao giờ. Ý vị này từ hôm nay trở đi, Phạm Trọng muốn tất cả phương vị bị tần nhân Việt đẻ lấy. Sư phụ, tứ sư huynh như nào làm, tiểu diên nhi đến trước mặt, nhìn đến mặt mũi tràn đầy chật vật minh thế nhân, lo lắng đường hầm. Lục Châu nhìn sang, nhìn đến minh thế nhân còn tại không ngừng nói dóc lấy mệnh cung của mình, nhân tiện nói, lão tứ. Minh thế nhân không để ý đến, mà là tiếp tục nói dóc, giống là bài quỷ hoa, nghĩ muốn đem mệnh cách chi tâm móc ra, do dự mấy lần, trung quy không có can đảm kia, tức giận đến chửi hung dậm chân. Lục Châu thanh âm đề cao, mình thế nhân, mình thế nhân giật nảy mình, dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía Lục Châu, có chút thất thố nói, sư, sư phụ. Lục Châu nhìn lấy mệnh cung của hắn, quan sát mệnh cách chi tâm khảm vào địa phương, nói ra, người thật rất ghét bỏ cái này khỏa mệnh cách chi tâm. Mình thế nhân gật đầu, Lục Châu nói ra, vi sư có thể đem nó lấy ra, tương ứng phải bỏ ra một chút đền bù, vừa nhắc tới đại giới, Minh Thế Nhân có điểm sợ. Tần Nhân Việt nói ra, dùng ta ý kiến, cái này mệnh cách chi tâm hoàn toàn có thể dùng giữ lại. liền làm mạnh Minh Thị Bù đáp ngươi, ngươi ngẫm lại xem, ngươi càng như vậy, hắn càng cao hứng. Mạnh phủ trên dưới, cũng chỉ có ngươi một người sống sót. Tin tưởng bọn họ đều rất tình nguyện nhìn lấy ngươi hào hảo sống lấy, lúc nói lời này hắn nhìn thoáng qua dưới đất bão vụn mạnh Minh Thị, có chút lời nghĩ muốn nói ra đến, Cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Đúng sai, đã không trọng yếu. Người trong cuộc cảm thụ, mới trọng yếu nhất. Hắn nói cho cùng không phải mạnh phủ bên trong người, không có tư cách đi bình phán người khác. Không trải qua người khác sự tình, đừng khuyên người đại độ. Vô chính hải đến trước mặt, vỗ vỗ mình thế nhân bả vai nói ra, lúc này ra mặt của người có thể dày một điểm. Mình thế nhân nhìn nhìn mệnh cung, lại nhìn một chút bàn tay của mình, nói ra, vấn đề là, ta còn không có mở thập nhất diệp A. À? Tần nhân Việt cười nói, cưỡng ép khảm vào mệnh cách chi tâm, không có kia nhanh mở ra. Trước lúc này, có thể đem nó lấy ra, Lục Châu hiện tại tay bên trong có mạnh minh thị ba khỏa mệnh cách chi tâm, lần thứ hai siêu đẳng tạp không có kích phát tăng gấp đôi hiệu quả. Nếu quả thật muốn buồn nôn, đệ nhất cái muốn nôn, không phải chính mình sao? Cừu hận có thể dùng, chán ghét cũng được, nhưng mà bị chi phối đầu não, khó mà tiếp thu. Lại suy nghĩ một chút, có quyết định, lại cùng sư phụ nói, vu chính hải nói ra. Có đại sư huynh cùng nhị sư huynh lời nói an ủi, Minh Thế Nhân căm hận cảm xúc dần dần tiêu thất. Rất nhiều chuyện, sớm sẽ theo thời gian dần dần nhạt đi, như là không phải cần phải muốn đến, hắn căn bản không muốn tới đến Thanh Liên, tiếp xúc ở đây hết thảy, cũng không nghĩ trở lại Mạnh Phù. Tần Đế cũng được, Mạnh Minh Thị cũng tốt, sớm đã cùng chính mình không có quan hệ. Gặp Minh Thế Nhân rơi vào trầm tư, Lục Châu nói ra, mang hắn, "Vâng, Vu Chính Hải mang lấy Minh Thế Nhân rơi xuống." bạch trạch từ xa chỗ lại phun một ngụm bạch quang, quả cầu ánh sáng kia như bong bóng, đánh trúng mình thế nhân. Cường đại khôi phục hiệu quả, lập tức đem hắn chữa trị. Tần nhân Việt vốn là am hiểu chữa trị tu hành người, tứ đại chân nhân bên trong, nắm giữ trị liệu thủ đoạn nhiều nhất chân nhân. Nhìn đến bạch trạch đại triển thần uy, nhịn không được tán thưởng. Cái này lúc, khổng văn từ u huyền điện bên trong chạy ra, nói ra, các chủ, tìm tới. Khổng văn bốn huynh đệ có chút đầy bụi đất từ u huyền điện bên trong chạy ra, bốn cái người cơ hồ đào sâu ba thước mỗi một góc đều tịch thu một mấy lần tay bên trong ôm lấy mở ra hộp gấm trong hộp gấm ba tấm lệnh bài yên tĩnh nằm cùng một chỗ thích phu nhân nhìn đến lệnh bài này thời điểm nói ra đích xác là tần đế lệnh bài vu chính hải nhìn thoáng qua nghi ngờ nói lệnh bài này bên trong cất giấu đến cùng là cái gì bí mật thích phu nhân nói ra cổ mộ vị trí cổ mộ vị trí người nào tiểu diên nhi hiếu kỳ lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi dọa không dọa người a à? Thích phu nhân gặp tiểu diên nhi cổ linh tinh quái, lộ ra tiểu dung nói ra, tiên đế. Triệu Dục nghe nói, nói ra, phải hay không phải, mở ra nhìn liền biết rõ. Hắn từ dưới đất nhặt lên một cây đao, đem kia ba tấm lệnh bài thả trên mặt đất, ra sức chém tới, phanh phanh phanh. Ba khối kim bài đều bị hắn nhẹ nhõm chém ra, mỗi cái kim bài đều là rỗng ruột có tường kép, tường kép bên trong giống là vải vóc giống như đồ vật lộ ra. Triệu Dục đem vải vóc kéo ra, đưa đến Lục Châu trước mặt Lục Châu đem nhất trước thu hoạch đến vải vóc mở ra, cái khác ba khối vải vóc, vừa vặn cùng xé mở miệng bên trong ăn khớp nhau. Ghép hình cũng không khó, hai ba lần, hình vẽ ghép lại hoàn thành. Phía trên là một bộ đơn giản địa đồ, dấu ngắt câu bên trên viết lấy hai chữ, Ly Sơn. Thích phu nhân nói ra, đích xác là Ly Sơn lăng mộ. Ly Sơn tứ lão trừng mắt, thôi minh quảng ho kịch liệt thấu. Lục Châu nhìn về phía bốn người nói ra, Ly Sơn lăng mộ, tại người nhóm chỗ nào? Bốn người trầm mặc, lục châu lại nói người nhóm hiệu chung người là người nào đương nhiên là đại cầm thôi minh quảng nói không có chút nào xấu hổ không phải là bị mạnh minh thị đùa bỡn xoay quanh khổng văn cười nói ly sơn tứ lão mặt lộ vẻ xấu hổ ai nếu quả thật biết rõ hắn liền là mạnh minh thị cho dù là chết ta nhóm cũng không hội phục tùng hắn mệnh lệnh quý thực nói ra người bây giờ nói cái gì đều được sự tình đã xong người nhóm là đại cầm tội nhân là đại cầm phản đồ khổng văn phản trào phúng bốn người bọn họ phía trước ghê tởm sắc mặt lệnh khổng văn mười phần chán ghét. Bốn người không phản bác được, được làm vô thua làm giặc, thế giới này xưa nay đã như vậy. Lục Châu nói ra, muốn mạng sống, liền dẫn đường. Ly Sơn tứ lão, hướng sau lùi lại, hắn nhóm mở to hai mắt, nhìn lấy Lục Châu. Thôi Minh Quảng lắc đầu nói, kia là tiên đế lăng mộ, ta nhóm bốn người phụ mệnh thủ hộ, người nào cũng không thể đến gần. Đi, tiên đế như là biết rõ ngươi nhóm cái này làm loạn, chỉ sợ tức giận đến bỏ dậy triệu dục phản trào phúng ngoặt kép chấm triệu dục nói chuyện hắn nhóm liền không lời nào để nói tiên đế lưu lại cái này bốn mai kim bài mục đích tuyệt không phải để bọn chúng phong trần ta lệnh cho ngươi nhóm mang lão tiên sinh đi một chuyến nếu không ta định trị ngươi nhóm tử tội vĩnh thế không đến luân hồi triệu dục nói ra ly sơn tứ lão sửng sốt cái này một tiếng quát lớn phảng phất nhìn đến tiên đế lúc còn sống khí thế cùng bộ dáng ly sơn tứ lão quỷ xuống quỳ xuống đất nói thần tuân chỉ triệu dục gật đầu quay người nói nương ta làm như vậy ngài đồng ý không thích phu nhân lộ ra nụ cười ấm áp nhẹ gật đầu lục châu gật đầu nói ra hôm nay vương cung bên trong nghỉ ngơi một đêm ngày mai đi đi hướng ly sơn vâng ngàn vạn đạo phi kiếm toàn thành bay lượn thần tích cùng với vương thất dung chuyển rất nhanh chuyển đi dư luận xôn xao có người nói tần đế băng hà tân quân muốn đăng cơ xưng đế có người nói cân bằng người hàng lâm tiêu trừ mất cân bằng nguyên tố cũng có người nói thiên hàng kiếm tiên trừng phạt bạo quân các loại truyền thuyết không phải trường hợp cá biệt bất quá hàm dương thành bên trong truyền đi chân thật nhất lại là phạm trọng đến lại chạy sự tình phạm chân nhân danh tiếng cùng hình tượng tại tu hành giới giảm mạnh tần nhân việt tần ra như mặt trời ban trưa không có người biết cụ thể chuyện gì xảy ra vương thất vào lúc ban đêm liền triệu tập văn võ bá quan lục châu đối với vương thất biến động không có hứng thú thường thường lúc này là tân một đại tranh quyền đoạt vị thời điểm. Đến mức là người nào đăng cơ, Lục Châu cũng lại không ý, ban đêm. Nào đó điện bên trong, Lục Châu nhìn lấy giao diện điểm công đức, lắc đầu. Còn thừa điểm công đức, 1 triệu 391.730. Như là kia 100 tên tử sĩ, cùng với thị vệ các loại người, toàn bộ đầy công đức tính toán xuống, nhất định không chỉ trăm vạn, tối thiểu muốn có 200 vạn hướng bên trên. Nhưng mà chiến đấu càng hỗn loạn, 49 kiếm cùng tần nhân Việt giúp chiếu cố rất lớn, bất quá, điểm công đức phá trăm vạn, cũng xem là tốt. Còn có chư hồng cộng triều bái lấy được hơn 50 vạn công đức, vương thất chuyển đi, thu hoạch rất lớn. Lục Châu nhìn thoáng qua bên cạnh nằm sấp bạch trạch, cười nhạt một tiếng, ban thưởng ngươi một phần thú chi tinh hoa, Lục Châu tại thương thành bên trong hoa 10 vạn công đức, mua một phần thú chi tinh hoa, cấp cho bạch trạch. Bạch trạch hương phấn dị thường, miệng há ra, tiếp lấy thú chi tinh hoa, ăn tươi nuốt sống nguyên một khối nuốt vào trong bụng. Be, Lục Châu lắc đầu nói ra, này vật tuy tốt, nhưng mà không thể tham lam. Bạch Trạch vẫn chưa thỏa mãn, trên phần đầu hạ lay động, tự hồ là đồng ý Lục Châu thuyết pháp. Sau đó phần bụng truyền đến nhiệt lãng, lưu truyền kỳ kinh bát mạch, lông sinh trưởng, quang hoa lưu truyền. Bạch Trạch cảm giác được thân thể ngay tại điên cuồng sinh trưởng, liền theo sau quay người, hướng bên cạnh vừa bò, lặng lẽ tiêu hóa đi. Lục Châu hài lòng gật đầu, trăm vạn công đức tuy nhiều, nhưng là không dễ tiêu xài. Hiện tại trí mệnh, chi phí chỉ ít 450 vạn. Không cân nhắc tăng giá nhân tố, cũng chỉ có thể hợp thành hai cái cao đẳng trí mệnh. Cái này trăm vạn công đức, Lục Châu không tính toán xài vội. Phía sau đến cường điệu tăng thực lực lên, Lục Châu hiện tại tay bên trong có Hà La Ngư, thú hoàng cấp mệnh cách chi tâm, còn có một khỏa vừa thu hoạch vọng nguyệt kinh, mệnh cách chi tâm. Hai cái đều là đại mệnh cách, thiên, cấp mệnh cách khu vực vị trí không đủ, không có pháp mở, tức liền có thể mở, tại khoảng cách lần trước mở mệnh cách quá gần, cảnh giới vẫn còn 14 mệnh cách sơ kỳ, dễ dàng ra sự tình. Trước mở địa cấp cùng nhân cấp mệnh cách, cho đại mệnh cách mở đường. Đem cái này hai cái mệnh cách chi tâm, lưu tại 17-18 vị trí bên trên, hiệu quả cũng hội phát huy đến lớn nhất. Một phen cân nhắc phía sau, Lục Châu nhấn hạ chấn thọ thung, đem lưu chuyển không gian khống chế trong điện, dòng chảy điều chỉnh đến nghìn lần, nhắm mắt tu hành đi. Hiện tại thọ mệnh đầy đủ một nghìn lần tốc độ, lục châu chịu đựng nổi. Thái hư, bạch sắc cung điện, lam y nữ hầu bước nhanh đến cung điện, hạ thấp người nói, chủ nhân, thánh điện bên kia truyền đến tin tức, nói là mất cân bằng hiện tượng tiến một bước tăng thêm. Đã phái người đi điều tra, lam hy hòa mở to mắt, hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại lam y nữ hầu trước mặt, nghi ngờ nói, thánh điện không phải nói, không nhúng tay vào cửu liên sự tình, mặc cho mất cân bằng phát sinh sao. Âu Dương Tiên Sinh nói, sự tình lần này không hề tầm thường đầu tiên là góc bên trong thiên khải chi trụ xuất hiện dị động, thanh niên chân nhân liên tục hao tổn, thánh điện hoài nghi, có thái hư bên trong người tự tiện nhúng tay, nữ hầu nói ra. Thái hư bên trong người tự tiện nhúng tay, Lam Hy Hòa nói ra. Cân bằng người đều có khảo sát cùng đăng ký, là cân bằng người bên ngoài thái hư bên trong người, Lam Y nữ hầu nhìn chung quanh một chút, nhẹ giọng nói, thái hư hạt giống, hiện thế, Lam Hy Hòa đại mi cao lại. Cái này để nàng nghĩ đến Diệp Thiên Tâm, Diệp Thiên Tâm thân chỗ bạch tháp, một mực tại trong đạo trường của nàng tu hành, không có đạo lý hội bị phát hiện. Bất quá, lúc trước thất lạc có thể là 10 khỏa hạt giống. Lam Hy Hòa hỏi, thánh điện có thể đi ở đâu? Bạch tháp còn là hắc tháp, đều không phải, là đi thanh liên, Lam Hy Hòa nghe nói, thoáng buông lỏng, nói ra, bạch tháp bên ngoài sự tình, không cần để ý tới, nữ hầu nghi ngờ nói, chủ nhân, ngài thật nhận là, diệp tháp chủ có thể đảm nhiệm ngài vị trí. Lam Hy Hòa nhìn nữ hầu một mắt nói ra, dưới gầm trời này không có người so nàng càng thích hợp, hôm sau. Đại cầm vương thất một tòa cự đại phi liễn, hướng lấy ly sơn lao đi. Triệu dục vốn là dự định lưu lại xử lý một chút đại cầm sự tình, nhưng mà hứng thú không lớn, liền thỉnh cầu cùng lục châu các loại người một cùng đi ly sơn mô quần Ly sơn tứ lão bị trói gô, trói trên bong thuyền, vì vu chính hải chỉ đường. 49 kiếm bảo vệ phi liễn ở không trung bay nhanh. Lướt đi hàm dương thời điểm, không ít tu hành người ngẩng đầu nhìn quanh, lộ ra vẻ tán thán. Phi liễn bên trong, Lục Châu chính nhắm mắt lại quan sát lấy kim liên cùng hoàng liên tình huống. Đoan mộc sinh lính sư phụ nhiệm vụ, trải qua thanh liên phù văn thông đạo trở về chỗ bí ẩn, lại phi hành ba ngày đến lục ngô vị trí, không chút do dự sử dụng tập thể truyền tống ngọc phù. Kim liên ma thiên các tại thẩm tất cùng Lý Tiểu mặc hai đại hộ Pháp, người tự do tần nại hà yểm hộ hạ, an toàn rút lui. Lục ngô cùng đoan mộc sinh trở về ma thiên các về sau, thấy không có người canh giữ ở ma thiên các, liền lúc này hạ lệnh, đi tới thần đô. Kim liên thần đô, tại bạch ất tiến công hạ, đã lung lay sắp đổ. Người U Minh giáo huynh đệ, hiện nay là đại viêm thủ hộ giả, ra sức chống cự. Hắc tháp cùng bạch tháp phái ra không ít cường thủ, trước đến chi viện, song phương rằng co đến ngày thứ ba. Thập tuyệt trận đã mở ra, thành bên ngoài doanh địa bên trong, bạch ất nắm thật chặt kiếm trong tay, nhìn lấy đại viêm thần đô phương hướng. Bạch tướng quân, hôm nay là công thành ngày thứ ba, ta phương hao tổn 40 người, đối phương hao tổn hơn 200 người. Bạch tướng quân, bình chướng kiên trì không bao lâu, muốn không thừa cơ cưỡng ép phá trận, như là ma thiên các chi viện đến, ngược lại không ổn. Hai tên thuộc hạ cho ra đề nghị, bạch ất biểu tình lạnh lùng, nói ra, vậy liền tốc chiến tốc thắng, buổi chiều, toàn lực công thành. Vâng, buổi chiều nhất đến, danh địa bên trong tu hành người, tại bạch ất dẫn đường, đem thần đô vây quanh. Thần đô thành bên ngoài, mấy trăm tên tu hành người đứng lơ lửng giữa không trung. Bạch tháp cùng hắc tháp tu hành người, đồng dạng bay lượn mà lên, chuẩn bị nghênh địch. Bạch ất truyền âm nói, cái này là thượng thiên ý chỉ, thượng thiên muốn thanh tẩy kim liên tội ác, lệnh ta chấp hành cái này thần thánh nhiệm vụ. Các ngươi từ bỏ chống lại, thanh âm quanh quẩn tại cả cái thần đô bên trong, phổ thông người cùng nhỏ yếu tu hành người toàn bộ trốn đi. Thần đô viễn không, hồi âm nói, bạch tướng quân, người thật đúng là không muốn mặt. Đường đường đại cầm tướng quân, khi dễ nhỏ yếu luôn mồm muốn huyết tẩy thần đô đến bây giờ không có gặp ngươi có cái gì thành tựu bạch ất nghe nói hử lạnh nói tần nại hà ngươi cái này phản đồ có tư cách gì cùng ta đối thoại ngươi như là có gan liền ra đến đánh với ta một trận mà không phải trốn ở sau lưng bắn lén cái này đoạn thời gian thần đô đánh lâu không xong chỉ chiếm chút ít tiện nghi cái này tần ra người tự do tần nại hà lên rất lớn chấn nhiếp tác dụng tần nại hà cười nói ngươi đầu óc không phải là có bệnh ta có thể núp trong bóng tối, vì sao muốn ra đến? Cũng đừng hy vọng bắt bọn hắn áp chế ta, ta không đối địch với ngươi, nhưng mà ngươi giữ được ngươi thủ hạ sao? Hắn nhóm dám lạc đàn, ta liền dám xuống tay, bạch ất nói ra, ngươi cho rằng ta không có biện pháp. Hắn phất phất tay, ước chừng lại mấy chục người tạo thành một cái phương trận, hướng lấy thần đô phía trên bay đi. Bạch tháp cùng hắc tháp người, tại bình chướng bên trong tế ra đao cương kiếm cương, kích xạ không chung. Phương trận bên trong tu hành người đồng thời tế ra tinh bàn, giống là từng đạo phát sáng tấm thuẫn ngăn trở tiến công. Muốn tới gần trận nhãn, cũng đến nhìn ta có đáp ứng hay không, tần nại hà từ thần đô bên trong lướt tới, mang lấy 155 trượng chi cao pháp thân, bạo phát cương khí. Bạch ất thả người bay vọt, hướng lấy phương trận lao đi. Người đối thủ là ta, đạp kiếm mà đi, hướng lấy tần nại hà tiến công. Hai người còn không giao thủ, vương thành phương hướng bay tới đạo đạo tiễn cương, liền thành một đường, đánh trúng phương trận tấm thuẫn, phanh phanh rung động, phương trận bị ngăn chặn mấy giây, tiếp tục hướng phía trước. Tần Nại Hà thu hồi pháp thân, lăng không sau bay, cười nói, Bạch Ất, có bản lĩnh người liền cùng ta đến. Bạch Ất gặp Tần Nại Hà bay đi, cũng không mắc mưu, mà là bay vào phương trận, kiếm chỉ tường thành nói, tiếp tục. Tướng quân, phía trước có thần xạ thủ, không cần để ý tới, mối tên kia nhiều nhất vừa vào thiên giới, Bạch Ất nói ra. Vâng, người mấy tên tu hành người trôi nổi tại không trung bên trong. Quan sát thần đô bên trong hết thảy không bao lâu đến trên Hoàng Thành Phương, Bạch Ất hạ lệnh, cường công, người mấy tên tu hành người, đem hắn nhóm tinh bản nhắm ngay bình chướng, gần như đồng thời bạo phát tất cả mệnh cách lực lượng. Cái này một tay bạo phát, hung mãnh vô cùng, cùng kia bình chướng chạm vào nhau lúc, phát ra oanh thiên tiếng vang, đại địa núi non sông ngòi một cùng rung động. Thần đô bình chướng vỡ vụn ra, phía dưới tu hành đám người lần lượt lui lại, Bạch Tháp cùng Hắc Tháp thành viên, hướng hai bên bay đi. Bình chướng một phá, bốn phương tám hướng tu hành người nối đuôi nhau mà vào. Cũng chính là lúc này, tần nại hà trở về, đánh ra vô số đạo quyền cương. Bạch ất quát, chờ đến liền là ngươi, hai người lập tức kịch đấu lên, thần đô phía trên cương khí giao thoa, rảo lộng phong vân. Phương trận bên trong tu hành người cấp tốc đem tần nại hà vây tại một chỗ, miệng bên trong mặc niệm phạn âm, giống là mỗi kêu thanh âm, vang lên, không ngừng ảnh hưởng người khác cảm xúc. Tần nại hà một cái thất thần, bạch ất sượt qua người, một kiếm đâm tới. Tần nại hà tuyển trạch lui lại, bốn phía tu hành người đồng thời vây công mà tới. Oanh, cương khí va chạm, tần nại hà lăng không sao bay, hai tay tê dại, pháp thân có ẩn ẩn muốn xuất hiện chi thế. Hắn khôi phục 16 mệnh cách, cảnh giới còn chưa ổn định, dùng lực lượng một người chiến thắng bạch ất cùng nhiều như vậy người, đích xác có chút khốn khó. Ta liền vì mời chân nhân, giết ngươi cái này phản đồ. Bạch ất cầm trong tay trường kiếm bay lượn mà đến, dồn thẳng vào tần nại hà mặt. Tần Nại Hà thẳng tắp hướng sau phi hành, tìm cơ hội phản kích, nhưng mà Bạch Ất kinh nghiệm tác chiến phong phú biết bao, kỳ thật bình thường người có thể sánh được, rất khó tìm đến cơ hội. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hậu Phương chân trời cắt tới một vệt kim quang. Âm, kim quang cùng Bạch Ất trường kiếm đụng vào nhau, Bạch Ất lập tức dừng lại, nhìn thoáng qua. Kim quang kia rơi xuống đất, phanh, thẳng tắp đâm vào mặt đất. Thương, đám người nghi hoặc nhìn về phía Tần Nại Hà Hậu Phương chân trời. Khả năng là âm u nguyên nhân dẫn đến hắn nhóm không khả năng lập tức nhìn rõ ràng không trung hình dáng. Đối với Vân Mở xương mù tán, hắn nhóm nhìn đến một cái cự đại vô cùng đầu lâu, từ không chung ló ra, liếc nhìn đám người. Ở đầu phía trên, một dáng người tráng kiện, thế đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn lấy đám người. Kia cực lớn đầu lâu, dừng lại động tác, mở miệng nói, chỉ những thứ này nhỏ bé kẻ yếu, cũng đáng giá bản hoàng tự thân xuất mã. Bạch ất đầu óc trống rỗng, thất thanh nói, "Lục. Lục Ngô, a." À lục ngô miệng một trương cực lớn hàn khí cản quét không trung mấy chục người tạo thành phương trận đều tại trong chớp mắt đông thành băng côn từ không trung rơi xuống tần nại hà liền tại bạch ất muốn tránh thoát băng phong khống chế thời điểm lục ngô cự chảo từ trên trời giáng xuống oanh đem hắn trùng điệp đập vào trên đất một chảo không đủ kia liền lại đến mấy chảo phanh, phanh 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 giống là miêu chảo vô ảnh thủ đem hắn hung hăng nện ở trong lòng đất không thể động đậy tiên huyết văng dưới đất đều là lục ngô lắc đầu thiếu chủ ngươi nhìn, có phải là đại tài tiểu dung? Tần Nại Hà, đoàn mộc sinh, nhìn đến lục ngô xuất hiện thời điểm, lục châu liền thu hồi thần thông, tuyển trạch quan sát chư hồng cộng, chư hồng cộng nằm tại trên giường bệnh, toàn thân bao bọc giống là bánh trưng giống như. p Hôm nay liền canh ba, triệu hồng phất lấy chén thuốc, từng muỗng từng muỗng đút chư hồng cộng, nói ra, thương thế rất nghiêm trọng, ngàn vạn đừng loạn động. Chư hồng cộng cười hắc hắc nói, vấn đề nhỏ, ta sư phủ trị liệu thủ đoạn hai ba lần liền có thể để ta nhảy nhót tương bừng. Phù văn thông đạo đã hoàn thành một nửa, rất nhanh liền có thể trở về, triệu hồng phất nói ra. Đừng a, à, có thể dùng chậm một chút nữa, Triệu hồng cộng nói ra, dù sao huyền vi thạch hái đến không nhiều. Triệu hồng phất nói ra, ngươi thế nào một ngày một cái dạng, nói đi là ngươi, nói không đi cũng là ngươi. Ta biết rõ, ngươi có phải hay không lần này nhất chiến thành danh, lại phát hiện rất bao nhiêu xinh đẹp tiểu mê muội. Không tồn tại, ta một mực đem sư phụ nhiệm vụ ghi ở trong lòng không dám quên chư hồng cộng chính nhi bắt kinh nói giải thích liền là che giấu che giấu liền là sự thật sự thật thắng hùng biện triệu hồng phất hướng về phía trước đánh hắn ngực ai u chư hồng cộng kêu thảm một tiếng triệu hồng phất giật nảy mình nói ra ngươi không sao chứ kém điểm chết ngươi nói có sao không chư hồng cộng nói ra đừng nói bậy a à, ngươi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại có thể giết chết tám mệnh cách thật không dễ dàng a à. triệu hồng phất nói ra Đúng vậy a, à, hai người cảm khái. Triệu Hồng phất nháy mắt nói ra, ngươi bây giờ đã là hoàng liên thủ hộ thần, liền hoàng đế gặp ngươi đều phải lễ nhượng ba phần. Cái đó là, cũng không nhìn một chút ta là người nào, chư Hồng cộng ngạo kiều đường hầm. Ngươi cũng không thể quá lạc quan, nhân gia thanh liên cao thủ có thể tới một lần, liền có thể đến lần thứ hai, hoàng liên vị trí hẳn là sớm liền bại lộ. Nghĩ tại cái này làm thổ hoàng đế, không có khả năng, Triệu Hồng phất nói ra. Chư Hồng cộng nói ra, có đạo lý, vậy vẫn là mau đem phù văn thông đạo chuẩn bị cho tốt. Hai người gật đầu, liền tại Lục Châu quan sát không sai biệt lắm thời điểm, bên tai chuyển đến thanh âm, các chủ, ly sơn mộ quần đã đến. Lục Châu bên trong đoạn thần thông, Kim Liên cùng Hoàng Liên nguy cơ đã giải trừ, không cần thiết quá nhiều lo lắng. Cái này tập thể truyền tống ngọc phù, còn là đến nhiều là một ít, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lục Châu hư ảnh nhoáng một cái, đến bong tàu bên trên, ánh mắt theo đi, một tòa kéo dài vạn dặm sơn mạch, nằm ngang ở phía trước cảnh tượng này ngược lại để lục châu sản sinh một loại giống như từng quen biết cảm giác cái này nhìn không thấy phần cuối ly sơn cùng kim liên lạch trời có chút xu thế cơ bản giống nhau ly sơn mộ quần chính ở đằng kia vương thất mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới này chỗ tổ chức tế bái đại điển tần nhân việt nói ra lục châu cầm ra ghép lại tốt bản vẽ nhìn nhìn vị trí cụ thể đem bản đồ giấy đưa cho triệu dục triệu dục cũng là nhìn qua chỉ chỉ bên trái đằng trước nói bên kia triệu dục phía trước tới qua đối với cái này còn tính là quen thuộc phi liễn tại hắn chỉ dẫn hạ đến ly sơn dưới chân phía trước khoảng ba dặm là lăng mộ lối vào triệu dục nói ra đám người gật gật đầu hạ phi liễn lướt tới không bao lâu đám người rơi tại lăng mộ lối vào mộ địa kiến tạo rất huy hoàng bốn phía đều có đủ loại cột đá cùng tháp lâu phía trên khắc lấy đủ loại kiểu dáng trận pháp thủ hộ lăng mộ đi đi đám người đi vào chiếu theo địa đồ chỉ thị hắn nhóm từ lối vào đi vào trong, đến gần sơn mạch, lang mộ cực lớn cửa đá xuất hiện ở trước mắt. Cửa đá phía trên có một đầu thạch long, điều khắc sinh động như thật, trên cửa đá hạ đều là phù văn cùng trận pháp. Triệu dục nói ra, lão tiên sinh, dĩ vãng vương thất tế điện, đều sẽ không đến đến nơi đây, lại hướng phía trước ta liền không biết. Minh Thế Nhân đến bên cạnh hắn nói ra, lý giải, dẫn người đào chính mình mộ tổ, đích xác có điểm không thể nào nói nổi. Ách, không phải người nghĩ dạng kia, ta là thật không có đi vào qua ta tin ta tin, Minh Thế Nhân cười gật đầu, triệu dục im lặng vò đầu, hôm qua còn gặp Minh Thế Nhân chết đi sống lại, một đêm trôi qua cái này đầy máu phục sinh rồi. Tần nhân Việt lên trước quan sát trên cửa đá trận pháp, nói ra, cấu tạo kỳ lạ, trận pháp tinh tế, nghĩ muốn mở ra cửa đá, không quá dễ dàng. Bất quá, có thể dùng cường công thử xem, triệu dục, các vị đại lão, cho chút mặt mũi A, à, ta nhóm là đến giải lệnh bài bí mật, không phải thật muốn đảo mộ tổ. Ly Sơn tứ lão trên đường đi không nói chuyện, minh thế nhân lên trước mang lấy thôi minh quảng đánh một chân thôi minh quảng kêu thảm một tiếng ngươi đánh ta ta không chỉ đánh ngươi ta còn muốn đánh ngươi minh thế nhân lên trước huy quyền nói thế nào đi vào chấm hỏi ngoặc kép ta nhóm bốn người quanh năm thủ tại chỗ này chỉ biết đây là một loại kỳ lạ trận pháp chỉ có vương thất chính thống huyết mạch người mới có thể đi vào ly sơn tứ lão một trong quý thực nói ra vương thất chính thống huyết mạch đám người nhìn về phía triệu dục Triệu dục lui lại một bước, gặp Minh Thế Nhân mang lấy nụ cười quỷ dị một bước đến gần, nói ra, ngươi muốn làm gì? Mượn ngươi điểm huyết, Minh Thế Nhân lách mình, đến trước mặt, tay bên trong hàn mang lóe lên, vạch qua triệu dục ngón tay. Hiu, một giọt tiền huyết lượn vòng mà ra, đánh vào trên cửa đá. Cửa đá không có động tĩnh, thế nào không có dung, Minh Thế Nhân nhìn về phía ly sơn tứ lão quý thực. Quý thực thoáng nghiêng người sang khốn tại sau lưng ngón tay hướng long đầu, nói ra, muốn điểm bên kia. Minh Thế Nhân gật đầu, lại mượn điểm huyết. Hắn động tác rất nhanh, triệu dục còn không có phản ứng qua đến, ngón tay lại bị vạch một lần, hưu. Một giọt tiên huyết bay lên long đầu, triệu dục, cửa đá vẫn không có động tĩnh. Triệu dục nộ, nhìn nói với quý thực, người có thể hay không một lần tính đem lời nói xong. Chấm hỏi ngoặc kép, Minh Thế Nhân cùi trỏ thọc triệu dục nói ra, ta cảm thấy hắn khả năng không có nói sai. Hẳn là là vấn đề của ngươi, đây không có khả năng. Triệu dục một miệng bác bỏ, ta nương không phải loại người như vậy. Khổ khổ, mình thế nhân ho nhẹ hạ, ta không phải ý kia, cửa đá đích xác không nhúc nhích a. À. Triệu dục đi lên trước, nhìn nhìn kia long đầu, dùng lực vung ra tiên huyết, đánh vào long đầu bên trên. Cái này lúc, long đầu đường vân phát sáng lên, cả tòa cửa đá đường vân cũng theo lên lấy phát sáng lên. Triệu dục lộ ra tiếu dung quay đầu nhìn nói với mình thế nhân, ta liền nói không phải. Vẫn còn may không phải là, lão tử có thể không nhận ngươi, mình thế nhân nói ra. Cái gì? Không có cái gì. Ông, cửa đá mở ra. Phía trước một mảnh đen kịt thông đạo xuất hiện ở trước mắt mọi người, Lục Châu có nhìn ban đêm năng lực, ngược lại là có thể thấy rõ ràng, thế là chắp tay đi vào, đám người theo ở phía sau. Tần Chân Nhân cùng Lục Châu mở đường, những người khác chút nào không lo lắng, lực lượng mười phần. Phía trước là nghiêng về hạ xuống thức bậc thang, đám người trực tiếp vượt qua bậc thang, bay lượn xuống dưới. Triệu Dục nhìn nhìn tay bên trong địa đồ nói ra, ta nhóm đã tiến vào địa cung khu vực quý thực nói ra tiền đế làng mộ bên trong có một dạng đồ vật thủ hộ vật gì, lục châu hỏi doanh câu quý thực nói ra khổng văn trấn kinh doanh câu quý thực nói ra thượng cổ thời kỳ nhân loại cùng hung thú vì cầu được vĩnh sinh dùng tận các loại biện pháp tại thời đại kia xuất hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái bi pháp trận pháp vu thuật có thể nói hào quang tỏa sáng bách ra tranh minh nho thích đạo ba nhà học phái tại thời điểm này không đáng giá nhất tới đáng tiếc là bất kể nhân loại như thế nào tu hành, đều không thể được đến vĩnh sinh, thế là có mấy nhân loại cùng hung thú, liền phương pháp trái ngược, trước muốn chết, lại cầu trường sinh. Dùng thi thể phương thức, sống sót tại thế, loại phương pháp này trung quy vượt qua thương thiên thiết chi cấm khu, được đến trừng phạt, khiến nó nhóm không có linh hồn cùng ý chí, giống con rối một dạng bị người khống chế. Doanh câu là sách sử đã biết thập đại thần thi một trong, thực lực cùng tu vi cực kỳ đáng sợ. Hắn từng là một vị trí tôn thủ hạ, sau đến tại một cuộc chiến tranh bên trong thất bại, bị trí tôn trừng phạt, thủ hộ Minh Hải. Doanh câu mặt ngoài thuận theo, kỳ thực nội tâm bất mãn, sau đến bị hống mê hoặc, ăn xuống hống độc, thân thể phát sinh cực lớn biến hóa, đan điền khí hải tiêu thất, thành kim cương bất tử chi thân, bốn phía làm hại nhân loại. Sau đến tung tích không rõ. Khổng Văn nghe đến ngạc nhiên, nói ra, kia cái đồ chơi này thế nào sẽ xuất hiện tại Đại Cầm Vương Thất Lang Ngộ bên trong? Quý thực lắc đầu nói ra, nghe nói là tiên đế từ thiên khải chi chủ phụ cận thu hoạch đến. Quý thực lại nói, trừ thần thi, còn có các loại quỷ dị trận pháp. Nghĩ muốn tới gần tiên đế thì thể chỗ vị trí, phi thường khó. Xây dựng địa cung tu hành người vượt qua ba vạn người, hắn nhóm, đều lưu tại trong cung điện dưới lòng đất, vĩnh biệt cõi đời. Tiểu Diên Nhi ôm chặt tiểu hỏa phượng, rụt lại đầu nhìn chung quanh một chút, sư huynh, muốn không, ta nhóm còn là ra ngoài đi. Hoàn cảnh hắc ám, âm phong trận trận, đến đâu thì hay đến đó, cách ta gần một chút như có dị động sư huynh từ hội hộ ngươi chu toàn ngu thượng nhung nhẹ nhấn hạ tiểu diên nhi đầu bộ lục châu nói ra theo lên hắn chắp tay hướng về phía trước sân khấu bay đi còn không có rơi xuống trên sân khấu đường vân phát sáng lên chiếu sáng bốn phía sân khấu bộ dáng hiển lộ ra mấy cái hắc quang lòe lòe xiềng xích ôm lấy sân khấu thông hướng bốn phương tám hướng một đạo thanh âm uy nghiêm đánh tới cái gì người thiện sấm lăng mộ cấm địa chấm than ngoặc kép cvt chương này là chương thiếu hôm qua, hôm nay chưa thấy ra, mọi người đợi tối xem nhé, chứ tác ra muộn quá không canh được. Thanh âm giống là từ u ám địa ngục bên trong truyền đến, lệnh người không rét mà run, như trên sân khấu đường vân tản ra quang mang, người bình thường rất khó tại như này yên lặng hắc ám hoàn cảnh hạ, ứng đối đạo thanh âm này. Ma thiên các đám người, tần nhân Việt cùng 49 kiếm, đều là bay thấp lơ lửng, nhìn về phía thanh âm đầu nguồn. Lục Châu tại phía trước phương, có trăm vạn công đức bằng thân, lục châu cũng không lo lắng giải quyết không đối phương nhưng nếu là tử vong sau thần thi muốn thế nào ứng đối thi thể tại một loại nào đó độ bên trên không tính là người sống không có sinh mệnh Chí mệnh nhất kích đối cái này dạng mục tiêu chẳng phải là vô hiệu kim liên giới lúc vu sư điều khiển chính nhất đạo trưởng môn trương viễn sơn cùng với lâu lan đại vu ba mã cùng sư muội mạc ly sự tình vẫn y như cũ rõ mồn một trước mắt rất ác tâm chẳng qua nếu như thật cùng vô thuật có điểm lời tương tự ngược lại là chuyện tốt, tối thiểu nhất, những này đồ vật e ngại thái hư hạt giống cùng thiên thư thần thông. Một thân ảnh từ phía dưới lướt tới, rơi tại trên sân khấu. Kia người sạch bóng đầu, thân mang cà sa, đơn trưởng dọc tại thân trước, cổ mang theo một chuỗi Phật châu, lông mày trắng bệch mà dài, nếp nhăn đầy mặt, biểu tình ngược lại là rất lăng lệ. Hòa thượng kia mở miệng, A-di-đà Phật, ngoại nhân không đến thiện sấm cấm địa, nhanh chóng rời đi. Là cái tăng nhân, thế nào lại là cái hòa thượng? đám người kinh ngạc, minh thế nhân quay đầu nhìn về phía triệu dục, chờ đợi lấy giải thích của hắn. nếu như ngay cả vương thất chính mình người đều nói không rõ ràng, người khác liền càng không khả năng nói được rõ ràng. gặp đại gia đều nhìn về chính mình, triệu dục lắc đầu một mặt mộng bức nói: ta, ta cũng không biết rõ a. À. tần nhân việt kiến thức rộng rãi, nói ra trước kia tần đế một lòng cầu được trường sinh, không ít mời chào kỳ nhân dị sĩ, luyện đan, trận pháp, bí thuật ai cũng có sở trường riêng. hòa thượng hẳn là kia thời điểm mời chào hòa thượng kia ánh mắt có thần, nhìn chằm chằm đám người nhìn lướt qua, tay phải hơi hơi huy động, lại có hai thân ảnh lướt đi tới. Cái này hai người không phải hòa thượng, mà là thân mang vải bố, tướng mạo có chút tiểu tụy, hai mắt vô thần tu hành người. Lục Châu hơi nhíu mày, vệ giang nam, vệ kính nghiệp. Hai người này chính là lúc trước Lục Châu từ Bạch Tháp Phù Văn Thông Đạo lần thứ nhất tiến vào chỗ bí ẩn lúc, bản thân nhìn thấy kia hai tên khắp nơi thu thập huyền mệnh thảo tu hành người khổng văn bốn huynh đệ nói ra các chủ nhận ra hắn nhóm có duyên gặp mặt một lần lục châu nói ra hẳn là là cho một ít tầng dưới chót công hội cùng tổ chức hiệu lực tu hành người ai khổng văn nhìn cảm cùng cảnh ngộ cùng chúng ta bốn huynh đệ đồng dạng khắp nơi liều mạng không nghĩ tới hắn nhóm lại rơi vào kết quả như vậy ly sơn tứ lão một trong quý thực nói ra trước đây không lâu đích xác có qua một lần tu mộ sự tình nhưng mà đó cũng là tại tần đế ý chỉ hạ tiến hành sao lại thế hắn nhóm cũng không nghĩ tới mộ bên trong hội có người sống nhưng mà nghĩ lại đế vương ra trong hoàng lăng có người sống làm tế phẩm cùng chôn cùng thực tại quá bình thường dùng người sống thủ mộ lịch sử rất nhiều quân vương đều làm qua tần nhân việt nói ra đại cầm không thể phật môn cái này hòa thượng lại là từ chỗ nào mà đến ly sơn tứ lão hai mặt nhìn nhau biểu thị không biết hòa thượng kia nói ra lão nạp đến từ hồng liên pháp hiệu dám chân lão nạp nên nói đã thuyết minh như là lại không rời đi hậu quả tử phụ, nguyên lai là thiên nhận tự chủ trì, giám chân, Lục Châu nói ra. Giám chân nghe nói hơi hơi kinh ngạc nói, ngươi nhận ra lão nạp. Huyết dương tự chủ trì pháp hoa, cũng là ra từ Phật môn. Hồng liên ban đầu, chỉ có số ít mấy vị thập diệp cao thủ, mà ngươi, chính là trong đó một trong, sau đến không biết tung tích, Lục Châu nói ra. Giám chân hỏi, ngươi là cái gì ngươi? Lão Phu là ai không trọng yếu? Lão Phu tới đây là tìm một vật, Lục Châu nói ra. Giám chân mặt không chút thay đổi nói, A-di-đà Phật, người chết vì đại. Ở đây là tiên đế lăng mộ, há lại cho ngươi nhóm tùy ý trà đạp. Lời vừa nói ra, triệu dục nói ra, ta cũng không có ý kiến, ngươi ngược lại là mù gào to cái gì. Dám chân hòa thượng nhìn thoáng qua triệu dục nói ra, mời các vị rời đi, hắn phất. Lưỡng đạo Phật ấn, vuông vức, trôi nổi tại vệ kính nghiệp cùng vệ giang nam trước mặt, hướng về phía trước lướt đến. Tần nhân Việt nói ra, hắn nhóm đã chết rồi, muốn thành vì hoạt tử nhân. Nhìn tới cái này hòa thượng lưu tại nơi này, tâm cơ không thuần, hắn đẩy ra lưỡng đạo trưởng ấn, kia trưởng ấn bay đến nửa đường bên trong thời điểm, liền bị Lục Châu cản lại. Tần nhân Việt nghi hoặc khó hiểu, Lục Châu nói ra, hai người này nói cho cùng cùng Lão Phu có qua gặp mặt một lần, cũng coi là trợ giúp qua Lão Phu. Thượng thiên có đức hiếu sinh, tầng dưới chót mệnh, cũng là mệnh, tần nhân Việt gật gật đầu, nói ra, nói có lý, cái này lời rơi vào khổng văn bốn huynh đệ tai bên trong, nội tâm khẽ nhúc nhích. Nhân sinh đến có cao thấp phân biệt giàu nghèo, chân chính có thể coi trọng hắn nhóm, lại có mấy người. Khổng văn các loại người độ trung thành lập tức đề cao 10 cái điểm, tới gần 70. Lục Châu thi triển thủ ấn, đem vệ giang nam cùng vệ kính nghiệp trói buộc, rơi tại trên sân khấu. Hư ảnh lóe lên, đến dám chân trước mặt, dám chân hai mắt trợn to, nói ra, lão nạp, bất quá là thủ mộ nhân. Thí chủ cần gì như này? Lục Châu năm ngón tay vồ lấy, Giám chân hư ảnh né tránh, đầy trời thần Phật, cả cái sân khấu phía trên đều là hắn cái bóng. Người quả nhiên sớm đã đột phá thập diệp, Lục Châu nói ra. Dám chân thanh âm vang vọng bốn phía, một ngàn năm trước, lão nạp liều chết, vào thanh liên. Hao phí thời gian mười năm, dung nhập thanh liên, ngã Phật từ bi, không đành lòng nhìn ta rời đi, liền chỉ dẫn lão nạp vào vương thất, thủ lăng mộ. Tiên đế đối lão nạp có ân, lão nạp há có thể tha thứ người khác đào mộ trộm mộ. Phanh phanh phanh, phanh 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 đầy trời phật trưởng rơi tại lục châu thân bên trên lục châu mặc niệm thiên thư thần thông thiên tướng lực lượng bám vào toàn thân phật tổ kim thân cái này nhất tôn kim quang lóng lánh đại phật đứng tại trên sân khấu thời điểm lệnh dám chân sửng sốt một chút phật tổ kim thân hướng bốn phía bành trướng phát tiết ông đầy trời phật ảnh đều tại một hơi thở ở giữa bị đánh rơi dám chân xuất hiện ở phía trên lục châu bàn tay lớn vồ một cái năm ngón tay như kim long cư trảo két bắt lấy giám chân giám chân nói ngươi kim quang lóng lánh phật ấn lệnh giám chân tâm sinh kinh ngạc ngươi còn muốn ngăn cản lão phu lục châu nói ra giám chân nói ra lão nạp là tại cứu các ngươi lại hướng phía trước chính là danh cầu thủ hộ chỗ lục châu nói ra cứu lão phu danh cầu bất tử bất diệt chân nhân cũng không làm gì được hắn tiên đế lăng mộ từng chịu đựng vô số lần trộm mộ mỗi khi có người xuất hiện lão nạp liền hội mở miệng khuyên bảo đáng tiếc luôn có người không nghe khuyên cáo dám chân nói ra tốt một cái miệng đầy nhân nghĩa đạo đức con lừa chọc ầm trưởng ấn đem hắn đánh bay lục châu năm ngón tay trưởng ấn lại đem kéo lại nói ra vệ giang nam cùng vệ kính nghiệp vì cái gì hội tại địa phương này phúc dám chân phun ra hắc sắc tiên huyết xâm nhuộm cả xa nhìn đến kia hắc sắc tiên huyết quý thực lắc đầu nói hắn đã trúng doanh câu kịch độc chỉ sợ không được bao lâu sẽ trở thành giống như doanh câu quái vật ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục chỉ có cái này dạng, mới có thể vĩnh sinh, dám chân nói ra. Vĩnh sinh, Lục Châu thở dài một tiếng, từ xưa đến nay, vô số tu hành người nghịch thiên cải mệnh, chân chính được đến vĩnh sinh có thể có một người. Dám chân cố gắng dựng thẳng lên bàn tay, trong mồm phát ra một chuỗi phản âm, kia phản âm trình huyết hồng vòng sáng, hướng lấy Lục Châu lướt tới, Lục Huynh cẩn thận. Tần nhân Việt nói ra, Lục Châu lắc đầu, nói, vô tri ngu muội kia huyết hồng vòng sáng hướng về Lục Châu thời điểm, Thiên tướng lực lượng cấp tốc đem hắn thôn vệ, không lấy vết tích. Giám chân, âm, giám chân bay ngang ra ngoài, lục châu hư ảnh lóe lên, đến giám chân phía trên, một chân đạp xuống. Hô, giám chân cả xa vỡ vụn ra, thân bên trên Phật châu bay ra bốn phía, hóa thành ngôi sao đầy trời, hồng quang diệu thế. Hồng quang có bí pháp kịch độc, ta tới chặn. Đầy trời hồng quang hướng lấy đám người bay tới thời điểm, Tần Nhân Việt đi bộ nhàn nhã, nhấc lên tay hướng về phía trước một đẩy. Tinh bàn dọc tại trước mặt mọi người, xanh quang nở rộ, đem những kia hồng quang ngăn tại bên ngoài. Không bao lâu hồng quang biến mất, Lục Châu xuống phía dưới lao xuống, muốn đạt đến cái đáy thời điểm, hắn nhìn đến dám chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, song trưởng một hợp, không ngừng mà niệm tụng kinh văn. Từng đạo kinh văn trôi hướng bốn phương tám hướng, mặt đất dần dần buông lòng. Phật môn cũng có cái này chủng làm người buồn nôn thủ đoạn. Minh Thế Nhân nhìn đến tê cả da đầu, Vu Chính Hải nhẫn không thể nhẫn không cần lại nhẫn thống hận nhất liền là cái này chiêu số, đao cường nở rộ, hướng lấy những kia buông lỏng thổ nhưỡng kích xa mà đi. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, sư huynh, ta còn là muốn đi ra ngoài, tiểu diên nhi cánh tay ra một lớp da gà, không ngừng mà xoa xoa. Ngu thượng nhung cười nói, không cần sợ hãi, đều là người đã chết. Sư muội người phải nhớ kỹ, thế gian nhất đáng sợ cũng không phải là những này người chết. Người sống, có lúc, so với chúng nó càng thêm xấu xí. Nha, tiểu diên nhi cái hiểu cái không? vu chính hải cười ha ha nói ra nhị sư đệ nói có lý nhưng mà cái này không trở ngại ta chán ghét hắn nhóm